Văn Uyên, cũng 3 ngày, tình huống bên ngoài như thế nào, Vạn Khư còn đang đuổi giết ta sao? Diệp Thần hỏi. Hắn cũng biết mình mau không áp chế được, phải mau rời khỏi quỷ vương giới, trở lại địa bàn của mình bên trong đi, mới có thể yên tâm dung hợp tu la kiếm hồn. Thứ hai Văn Uyên nói, Vạn Khư người đều lui, Vũ Hoàng cổ đế bị trọng thương, bọn họ trở về chăm sóc. Diệp Thần cả kinh, nói, Vũ Hoàng cổ đế bị trọng thương. Là ai đã thương hắn? Thứ hai Văn Uyên nói, thị phi phàm tiên đế. Diệp Thần kinh ngạc, nhâm phi phàm. Thứ hai Văn Uyên nói, đúng vậy, Diệp đại nhân, người kêu ta ra nghe tin tức, ta đã nhận được xác thực tình báo, Vũ Hoàng cổ đế bị phi phàm tiên đế đả thương. Nhâm gia thiên mệnh tranh, ngày hôm qua vậy kết thúc. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, kết quả như thế nào? Thứ hai Văn Uyên trần chờ một tí, sử dụng một hạt châu, trên hạt châu mang có thời gian pháp tắc chập chờn. Diệp đại nhân, chính ngươi xem đi. Thứ hai Văn Uyên linh khí bơm vào đi vào, hạt châu kia ông một tiếng, tách ra sáng lên, liền hiển hiện ra tiên đế đài hình ảnh. 3 ngày trước, Diệp Thần lặng lẽ lẻn vào Vạn Khư. Tiên đế trên đài, Nhâm Phi Phàm cùng thiên nữ kịch chiến say xưa. Nhâm Phi Phàm vận dụng thiên đế kim thua toàn bộ lực lượng, bị không không thời không tiếp đón, vốn là muốn phi thăng. Nhưng, hắn cưỡng ép chặt đứt tiếp đón lực, ở lại thế giới hiện thật, không có phi thăng. Cường ngạnh như vậy thủ đoạn, để cho hắn trực tiếp bị liền chân lý cắn trả, cả người da văng tung tóe chảy máu, bị thương rất nặng. Bị thương dưới trạng thái Nhâm Phi Phàm, cùng thiên nữ tướng chiến, nhưng chút nào không rơi hạ phong, hai người kỳ cổ tương đương. Mơ ước một lòng, tiểu phàm, ta thay đổi chủ ý. Ta mơ ước, không còn là giết chết ngươi, mà là hy vọng ngươi phi thăng. Đi đi, cái thế giới này không thuộc về ngươi, ngươi quá mạnh mẽ, đi không không lúc nào không đi, đó mới là ngươi thế giới. Ta giúp ngươi phi thăng sau đó, ngươi ở hiện thế khí vận, liền thuộc về ta. Đây là nhân quả báo đáp, thiên địa chứng giám. Thiên nữ không đả thương được Nhâm Phi Phàm, bỗng nhiên lui về phía sau 2 bước, lộ ra một nụ cười. Nụ cười này sau lưng, nhưng hàm chứa sát ý lạnh như băng. Nàng lần nữa thi triển mơ ước một lòng lưu, mênh mông đại nguyện vọng khí tức, ở giữa trời đất dâng trào. Lần này, thiên nữ hứa mơ ước nguyện vọng, không còn là muốn giết Nhâm Phi Phàm. Ngược lại, nàng muốn Nhâm Phi Phàm phi thăng. Không tốt, Nhâm Phi Phàm mặt liền biến sắc. Thiên nữ cửa này mơ ước một lòng lưu, chính là tam thập tam thiên thần thuật một trong, thật ra thì đã ẩn chứa nhân quả luật lực lượng. Chỉ cần rất nhiều hạ mơ ước nguyện vọng, liền có thể thực hiện. Trong thế giới hiện thật cầu nguyện hồ tiên, nguyện vọng thiên tinh vân. Vân, thật ra thì đều là từ mơ ước một lòng lưu bên trong lưu truyền ra đồ. Chân chính có đại nguyện mong lực lượng, là cửa này thần thuật. Thiên nữ còn không bước vào không không lúc nào không, nàng dĩ nhiên không có thể hoàn toàn phát huy ra mơ ước một lòng chảy uy lực, không làm được nói sao làm vậy bước. Nhưng, lấy nàng tiên đế cấp bậc cảnh giới, toàn lực bùng nổ dưới, đã sắp đến gần nhân quả luật quy luật cảnh giới. Nàng muốn cầu nguyện giết chết Nhâm Phi Phàm, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng, nàng cầu nguyện Nhâm Phi Phàm phi thăng, nhưng là rất có thể làm được. Chỉ gặp thiên nữ sau lưng, cầu nguyện hồ tiên sáng mở tách thả ra, hơi nước bốc hơi lên. Nước kia khí bên trong, lại có thể hiện ra một miếng cổ xưa môn hộ. Chính là chân lý cửa. Một tiếng nổ. Chân lý cửa mở ra, tràn ra vô cùng mãnh liệt tiếp đón lực, lại muốn đem Nhâm Phi Phàm tiếp đón đến không không lúc nào không bên trong đi. Nhâm Phi Phàm thần sắc âm trầm, chỉ có thể toàn lực thúc giục thiên đế kim luân, thả ra nóng rực kim quang, soi đến vậy cầu nguyện hồ tiên trên. Xuy xuy xuy, cầu nguyện hồ tiên hơi nước không ngừng bốc hơi, vặn vẹo, vậy phiến chân lý cửa vậy đi theo hóa thành bọt nước, trong thiên địa tiếp đón lực, lần nữa biến mất. Nhưng, Nhâm Phi Phàm lại một lần nữa kháng cự phi thăng, hắn sở thụ cắn trả càng nghiêm trọng hơn. Gương mặt một phiến trắng bệch, liền tóc cũng bạc liền rất nhiều. Ha ha, tiểu phàm, người còn không chịu phi thăng sao? Thiên nữ cười lên, nàng cầu nguyện thành công, có thể nói là nắm vững thắng lợi. Nhâm Phi Phàm sắc mặt càng ngày càng khó xem, đây là một cái tử cục. Hắn phi thăng mà nói, không có chút nào chuẩn bị, đi không không lúc nào không, lập tức sẽ bị vô số hắc ám quái vật để mắt tới, cửu tử nhất sanh. Nếu như không đi, cưỡng ép kháng cự chân lý tiếp đón, cắn trả vậy là vô cùng nghiêm trọng.
Ở nghiêm trọng cắn trả dưới, hắn tự nhiên khó mà tương đương thiên nữ. Diệp Thần nhìn hạt châu bên trong hình ảnh, vậy giống như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, một trái tim căng thẳng, rất sợ Nhâm Phi Phàm xảy ra chuyện. Tinh thần thần mạch, huyết nguyệt đồ sát trời, ngàn đời luân hồi, kỷ nguyên thiên tai. Lõm sâu tử cục, Nhâm Phi Phàm cũng không có lùi bước, trong mắt tóe ra nóng rực ý chí chiến đấu. Huyết mạch hắn, bốc cháy, bàng bạc sáng chói thần mang nổ tung ra. Hắn có tinh thần thần mạch, đặc biệt thần bí, quan hệ đến luân hồi trung cực bí ẩn, cùng luân hồi thất tinh tương thông. Giờ khắc này, Nhâm Phi Phàm bộc phát ra tinh thần thần mạch tất cả lực lượng. Một phiến thật lớn tinh không thế giới, bao phủ lại toàn bộ tiên đế đài, cũng đem thiên nữ bao phủ vào. Mảnh tinh không này thế giới, thời gian pháp tắc hoàn toàn vặn vẹo, bên ngoài đi qua một giây đồng hồ thời gian, mảnh thế giới này, rất có thể liền đi qua trăm triệu tỷ vạn năm. Chừng 10 luân huyết nguyệt, treo ở trong tinh không, không ngừng nổ bắn ra kinh khủng huyết nguyệt kiếm khí. Thiên nữ nhìn cái này 10 luân huyết nguyệt, mắt đẹp nhất thời co rúc lại, kinh ngạc mà kiêng kỵ. Đây là huyết nguyệt đồ sát thiên trảm khí tượng. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, là Nhâm gia võ kỹ, nàng thật ra thì vậy sẽ. Nhưng, máu này tháng đồ sát thiên trảm, cũng không phải là Nhâm gia nguyên thủy truyền thừa võ kỹ, mà là Nhâm Phi Phàm kèm võ kỹ. Nhâm Phi Phàm lúc mới sinh ra, kèm huyết nguyệt, khí tượng cực lớn. Tột cùng nhất huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, thật ra thì có 10 luân huyết nguyệt, cũng không phải là 9 luân. Thiên nữ toàn lực bùng nổ nói, có thể tuôn ra 9 luân huyết nguyệt, nhưng tuyệt đối không làm được Nhâm Phi Phàm như vậy, 10 luân huyết nguyệt bay lên không, giết hại hết thảy. Tiểu Phàm, người rốt cuộc chạm tới cuối cùng huyết nguyệt. Thiên nữ thanh âm khẽ run, vậy 10 luân huyết nguyệt, cuồng bạo kiếm khí giết chóc tới, nàng khua kiếm ngăn cản, nhưng là vô cùng cố hết sức. Giờ phút nguy hiểm đó, mảnh tinh không này thế giới, bắt đầu bộc phát ra tất cả loại thiên tai, sấm sét bão tuyết, gió lớn lửa cháy bừng bừng vân. Vân, tinh cầu ở chết, mặt đất đang nứt nẻ. Tinh thần vẫn diệt sau đó, trên bầu trời lại có mới tinh thần sản sinh ra tới. Mặt đất sụp đổ sau đó, mới thổ nhưỡng lại nhanh chóng toát ra, giống như luân hồi. Ở vô tận luân hồi bên trong, duy nhất không đổi, chính là vậy 10 luân huyết nguyệt. Thiên nữ đối kháng huyết nguyệt, cảm thấy đặc biệt cố hết sức. Nàng phải đối mặt, không chỉ là Nhâm Phi Phàm huyết nguyệt kiếm khí, còn có mảnh tinh không này 5 tháng lực. Nhâm Phi Phàm tinh thần thần mạch đỉnh cấp bùng nổ, mảnh tinh không này thế giới thời gian pháp tắc, cũng là hoàn toàn vặn vẹo. Chớp mắt một cái liền đi qua trăm triệu tỷ vạn năm. Năm tháng vô tận bể dâu, mang đến to lớn mài mòn. Thiên nữ thừa nhận mài mòn, băng hoàng thiên kiếm cũng xuất hiện một chút băng rách dấu vết, nàng ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tiên đế đài bên ngoài những người xem cuộc chiến, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Nhâm Phi Phàm và thiên nữ quyết chiến, đã vượt ra khỏi hiện thế võ đạo phạm vi, làm người ta rung động. Nguyện vọng mơ ước quy luật. Trình độ cao nhất vặn vẹo thời gian, nhất thế lại một đời luân hồi kiếp nạn. Hai ngày trôi qua, nhưng bởi vì phép tắc vặn vẹo, tại chỗ tất cả các khán giả, hoặc là cảm đến thời gian chỉ trải qua trong nháy mắt, hoặc là cảm thấy trăm triệu tỷ vạn năm trôi qua. Có chút tu vi nhỏ yếu võ giả, tại chỗ liền được to lớn năm tháng mài mòn tổn thương, hóa thành một cái khô mục nát người nào chết ông già. Thanh lại thương hội các trưởng lão, vội vàng đem những thứ này bị thương người xem khiêng xuống đi chữa trị. Mà ở tiên đế đài bên trong, thiên nữ cảm thụ, so người bất kỳ đều phải thống khổ. Mặc dù chân thực thời gian, chỉ là đi qua hai ngày, nhưng nàng ở mảnh tinh không này trong thế giới, đã trải qua ngàn thế kỷ nguyên. Không phải ngàn năm, mà là ngàn đời. Vũ trụ tinh không, băng diệt sống lại một lần, chính là một thế kỷ nguyên. Tinh không mênh mông bực nào, ngôi sao tuổi thọ, lại kinh khủng bực nào, dùng ngàn vạn năm đều không thể tính toán. Hiện tại thiên nữ trải qua, là một ngàn thế kỷ nguyên luân hồi giết hại, thời gian quá rất lâu, năm tháng quá thương tang. Nếu như không phải là nàng có nham thần cốt, nàng đã bị vô tận năm tháng mài mòn, ăn mòn thành một cái khô thi. Tiểu Phàm, đây chính là ngươi đã từng ở không không thời không gặp gỡ sao. Thiên nữ rất thống khổ, ánh mắt vùng vẫy, muốn nhận thua. Nhưng, nàng cắn răng, từ đầu đến cuối không chịu cúi đầu, cho dù trải qua ngàn đời. Còn tại đối kháng trước Nhâm Phi Phàm huyết nguyệt. Nhâm Phi Phàm ánh mắt thê lương, lại mang một cổ siêu nhiên thương hại.
hắn từng rơi xuống qua không không lúc nào không, cũng trải qua ngàn đời bể dâu, cuối cùng mới thông qua khảo nghiệm, may mắn bắt được thiên đế Kim Luân. Thiên nữ, người thua. Nhâm Phi Phàm thanh âm mang vô tận mệt mỏi, trình độ cao nhất trái tinh thần thần mạch, bùng nổ 10 luân huyết nguyệt, hắn thân thể gánh vác cũng là cực kỳ to lớn, hắn chỉ muốn lập tức kết thúc cuộc chiến đấu này. Không, ta còn không thua. Thiên nữ khẽ cắn răng, cho dù nhận chịu ngàn đời bể dâu, nàng trong mắt như cũ trong veo kiên định, tràn đầy bất khuất kiêu ngạo. Ta nguyện vọng, nham thần hạ xuống, cầu nguyện hồ tiên, cho ta. Thiên nữ vung tay lên, cầu nguyện hồ tiên nổ tung, vô số hơi nước bùng nổ, ở tinh không hạ biến ảo thành cầu vồng. Nàng muốn hiến tế hết cầu nguyện hồ tiên, cũng rất nhiều hạ nguyện vọng, muốn triệu hoán nham thần hạ xuống. Nếu như triệu hoán thành công, nàng còn có lật bàn cơ hội. Nhưng, cái này cầu nguyện thanh âm, vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, một cổ nồng nặc hắc khí, chính là hô trào tới, che khuất bầu trời, cắt đứt thiên nữ hiến tế. Một cái trắng bệch nhỏ yếu bàn tay, như trời vậy to lớn, hoành kéo một cái đao, từ thiên chém xuống. Vậy lại là ma nữ bàn tay. Ma nữ ý chí, lại có thể vào thời khắc này hạ xuống. Rất hiển nhiên, ma nữ muốn thừa dịp Nhâm Phi Phàm và thiên nữ loạn đấu, nhúng tay vào, cướp lấy chỗ tốt. Ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Ma nữ liền muốn làm vậy ngựa ông cùng chim sẻ. Hiện tại Nhâm Phi Phàm và thiên nữ, liên tục kịch chiến, hơi thở đã là thật to suy kiệt, nàng lại xuất thủ, rất có thể một lần hành động đem hai người giết chết, từ đó cướp đoạt hai đại tiên đế nghịch thiên khí vận. Suy rồi. Ma nữ lạnh đao chém qua, Nhâm Phi Phàm tinh không thế giới, lập tức bể tan tành, 10 luân huyết nguyệt toàn bộ băng diệt. Mảnh tinh không này thế giới, dẫu sao đã duy trì ngàn năm, hơi thở vậy mau đã tiêu hao hết. Ma nữ lúc này nhúng tay, thời cơ cầm nặn được vừa đúng lúc. Tiên đế đài bên ngoài, Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, còn có Trùng Dương Chân Nhân, Diệp Lâm Uyên các người, thấy ma nữ hạ xuống, đều là lấy làm kinh hãi. Nhưng, bọn họ biết, muốn làm vậy sau lưng ngư ông cùng chim sẻ, tuyệt không phải chuyện dễ. Bởi vì, Dạ Mẫu đang nhìn. Tiên đế trên đài, vô luận Nhâm Phi Phàm và thiên nữ chiến đấu, biết bao kịch liệt, Dạ Mẫu pho tượng, từ đầu đến cuối không có chút nào hư hại. Ma nữ, dám ở địa bàn ta làm loạn, ai cho ngươi lá gan? Dạ Mẫu pho tượng thần quang tách thả ra, nhất thời hiển linh, tóe ra một đạo lạnh lùng uy nghiêm thanh âm. Một đạo vĩnh đêm u quang, như đen nhánh thần kiếm, mãnh liệt bắn đánh ra, đánh vào ma nữ trên thân đao. Một tiếng nổ, đợt khí nổ tung. Ma nữ bàn tay, liên quan đao, hóa thành thuần túy nhất ma khí, tan rã tản mát. Dạ Mẫu thần uy, cũng là ma khí cổn đãng. Hai cổ ma khí quấn quýt, nhất thời để cho thiên địa rơi vào hắc ám. Diệp Thần tâm tình chính là khẩn trương, nhìn hạt châu bên trong hình ảnh, bỗng nhiên thấy hình ảnh một phiến hắc ám, cái gì cũng không thấy được, nhất thời nóng nảy. Hắn bên tai chỉ nghe được từng trận tiếng gió mãnh liệt, còn có kịch liệt đánh nhau. Ước chừng qua hồi lâu, trong hình hắc ám tan đi. Tiên đế đài bên trong, ma khí thối lui. Ma nữ hơi thở tiêu tán, Dạ Mẫu hơi thở vậy tiêu tán, pho tượng ánh sáng mở đi một ít. Xem hình ảnh này, tựa hồ ma nữ bị Dạ Mẫu đánh lui, nhưng Dạ Mẫu vậy được một chút tổn thương. Mà tiên đế trên đài, trừ Nhâm Phi Phàm và thiên nữ bên ngoài, còn nhiều hơn hai người. Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên. Nhâm Phi Phàm và thiên nữ dựa lưng vào nhau, cái trước thần sắc lạnh lùng, người sau chính là kinh ngạc rung động. Nhâm Phi Phàm trong tay cầm kiếm, trước mặt hắn là Vũ Hoàng Cổ Đế. Kiếm hắn đã cắm vào Vũ Hoàng Cổ Đế bụng. Tóc hắn hoàn bạc hết. Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt vặn vẹo, cực đoan thống khổ, cặp mắt lộ ra kinh hãi ý, chậm rãi lui về phía sau. Nhâm Phi Phàm thân kiếm nhuốm máu, từ Vũ Hoàng Cổ Đế bụng trừ ly đi ra. Nhâm Phi Phàm, ngươi đã nắm giữ nhân quả luật lực lượng. Vũ Hoàng Cổ Đế che bụng vết thương, mặt đầy vẻ mặt khó thể tin. Nhâm Phi Phàm không nói gì, hắn hơi thở đặc biệt suy yếu, hơn nữa đầu đầy tóc đen toàn bộ liếc, tựa hồ gặp bị cái gì to lớn cắn trả. Thiên nữ trong tay vậy cầm kiếm, nàng mũi kiếm xuyên qua Ma Tổ Vô Thiên ngực. Nàng mặt đầy kinh ngạc, nhìn lại Nhâm Phi Phàm một mắt, nhẹ giọng nói, tiểu phàm, đa tạ. Chậm rãi đem kiếm rút về, thân kiếm lại không có dính chút nào máu tươi.
Bởi vì ma tổ vô thiên không có tim. Thiên nữ một kiếm này, tuy xuyên qua ma tổ vô thiên ngực, nhưng không có thể thật giết chết hắn. Ma tổ vô thiên rên lên một tiếng, lui về phía sau hai bước, thần sắc đặc biệt phức tạp, nhìn về Nhâm Phi Phàm, nói. Nhâm Phi Phàm, không nghĩ tới ngươi lại có thể nắm giữ nhân quả luật, nhưng ngươi vận dụng nhân quả luật lực lượng, chỉ sợ tự thân cắn trả cũng là nghiêm trọng, lần sau gặp lại, ngươi có thể chính là một người phế nhân. Dứt lời, ma tổ vô thiên trong mắt lướt qua một chút hàn mang, xoay người rời đi. Vũ Hoàng cổ đế phục hồi tinh thần lại, nhìn Nhâm Phi Phàm đầu tóc bạc trắng, cũng là vui vẻ cười to, nói, không sai. Nhâm Phi Phàm, nhân quả luật là không không lúc nào không bên trong quy luật, người ở hiện thế vận dụng, đó không phải là muốn chết sao? Người còn muốn dùng nhân quả luật giết chết ta, nói vớ vẩn. Ngay lúc nói chuyện, Vũ Hoàng cổ đế bàn tay nặn được rắc rắc nổ vang, muốn động thủ nữa. Nhưng lúc này, Thanh Lại Thương Hội hội trưởng Lữ Sơn, còn có Lữ gia sư tổ Lữ Động Huyền các người, cũng bay đến tiên đế trên đài, bảo vệ được Nhâm Phi Phàm và thiên nữ. Vạn Khư lão tổ, Nhâm gia thiên mệnh tranh, người ngoài không thể nhúng tay, xin ngươi hãy cho chúng ta thương hội một cái mặt mũi. Lữ Sơn trầm giọng nói. Vũ Hoàng cổ đế cười hắc hắc, nhìn một chút dạ mẫu pho tượng, khinh thường nói, chờ ta cướp lấy tương lai người lực lượng, bắt được thiên tội cổ kiếm, các ngươi cái gì thương hội, cái gì dạ mẫu, chỉ cần dám cùng ta là địch, chỉ có một con đường chết. Lời nói này nói xong, hắn kiêu ngạo vạn phần dẫn người rời đi. Diệp thần trong tay hạt châu, hình ảnh tới nơi này liền chấm dứt. Nhâm tiền bối mượn dùng nhân quả luật lực lượng, đả thương Vũ Hoàng cổ đế. Diệp thần suy nghĩ xuất thần, tuy mới vừa có hắc ám bao phủ, không thấy rõ hình ảnh, nhưng đại khái cũng có thể suy đoán ra tới. Ma nữ hạ xuống, bị dạ mẫu ngăn trở. Hai đại hắc ám cường giả, lẫn nhau tranh đấu, khiến cho trời đất u ám, tiên đế đài rơi vào nửa đêm. Ở nửa đêm hỗn loạn bên trong, Vũ Hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên, song song ra tay, muốn đục nước béo cò. Nhâm Phi Phàm mới vừa trải qua đại chiến, giữ lẽ thường mà nói, hắn không thể nào lại ngăn trở Vũ Hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên đánh giết. Nhưng hết lần này tới lần khác, cuối cùng hắn đâm xuyên qua Vũ Hoàng cổ đế bụng đan điền. Đừng xem Vũ Hoàng cổ đế cuồng ngạo như vậy, nhưng bụng đan điền bị đâm thủng, tuyệt đối là trọng thương. Nhâm Phi Phàm yếu ớt dưới, lại còn có thể tổn thương nặng Vũ Hoàng cổ đế, vậy thì chỉ có một giải thích. Hắn vận dụng nhân quả luật lực lượng. Nhân quả luật là không không lúc nào không bên trong quy luật, nghiền ép hiện thế hết thảy đạo pháp, thậm chí là thay đổi suy luận cùng quy luật. Từ lẽ thường mà nói, Nhâm Phi Phàm yếu ớt dưới, là không thể nào đánh thắng được Vũ Hoàng cổ đế. Nhưng nhân quả luật bùng nổ, nhân quả vận mệnh nghịch chuyển, trực tiếp không tuân theo lẽ thường, hắn cuối cùng bị thương nặng Vũ Hoàng cổ đế. Thiên nữ vậy dính liền Nhâm Phi Phàm nhân quả, cũng là nghịch chuyển quy luật, đánh lui ma tổ vô thiên. Cái này ngang hàng nói là, Nhâm Phi Phàm một thân một mình, đánh bại Vũ Hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên. Thủ đoạn này, không khỏi quá đáng sợ điểm. Nhân quả luật khủng bố, có thể gặp một ban, hoàn toàn không thể theo lẽ thường mà nói. Có thể ở Nhâm Phi Phàm trong lòng, hắn mong muốn nhân quả, cũng không phải là tổn thương người đơn giản như vậy, mà là trực tiếp muốn giết người. Nhưng, Vũ Hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên, đều là tiên đế cao thủ, muốn giết bọn họ, tự nhiên không như vậy dễ dàng. Mà Nhâm Phi Phàm nghịch chuyển nhân quả, giá phải trả cũng là ngút trời vậy to lớn, hắn thân thể gánh vác cắn trả nghiêm trọng, tóc đen đổi trắng, không biết nhận chịu nhiều ít mài mòn. Nhâm tiền bối hắn còn sống chứ? Diệp thần nhìn về thứ hai Văn Uyên, có chút lo âu hỏi. Phi Phàm tiên đế còn sống, nhưng cắn trả nội thương nghiêm trọng, đã trở lại tinh nguyệt giới bế quan dưỡng thương. Hắn cùng thiên nữ đánh một trận, kết quả cuối cùng không người tuyên bố, nhưng thực coi như là hắn thắng. Hắn trung cực lá bài tẩy, nhân quả luật lực lượng, đủ để nghịch chuyển tiên đế sát phạt, không người có thể đỡ nổi. Thứ hai Văn Uyên cũng là thật sâu khen ngợi, trong giọng nói lại mang một chút sùng bái ngưỡng mộ. Nhân quả luật lực lượng, bá đạo như vậy huyền diệu, như vậy thần kỳ, dõi mắt toàn bộ hiện thế, có thể chỉ có Nhâm Phi Phàm một người nắm giữ. Nhâm tiền bối thắng sao? Diệp thần buồn bã mất mát, nghe được Nhâm Phi Phàm thắng, trong lòng lại không có nhiều ít vui sướng, ngược lại lo âu. Hắn đầu óc bên trong, như cũ bay lượn trước Nhâm Phi Phàm đầu tóc bạc trắng bóng người. Diệp đại nhân,
ta đã hướng tinh nguyệt giới thông báo, muốn gọi bọn họ phái người tới đón ngươi. Nhưng, phi phàm tiên đế nội thương nghiêm trọng, toàn bộ tinh nguyệt giới đều bận rộn thay hắn bảo vệ tánh mạng, ít nhất phải đợi một ngày sau đó, bọn họ mới có thể phái ra người tiếp ứng ngươi. Thứ hai Văn Uyên nói, nếu Vũ Hoàng cổ đế trọng thương, Vạn Khư người cũng lui đi, ta bây giờ đi về cũng có thể chứ. Diệp Thần chỉ lo lắng Nhâm Phi Phàm tình huống, muốn phải nhanh lên một chút trở về. Tuyệt đối không thể. Diệp Đại Nhân, Vạn Khư người tuy lui, nhưng Đa Bảo Thiên Quân còn đang ngó chừng, ngươi nếu là đi ra ngoài, khí cơ bị hắn phát hiện, vậy thì nguy hiểm. Thứ hai Văn Uyên ngưng trọng nói. Đa Bảo Thiên Quân. Cái này lão tạp mao. Diệp Thần cắn răng, nội tâm một hồi căm hận, ngược lại là bỏ quên Đa Bảo Thiên Quân. Diệp Đại Nhân. Lại đợi một ngày đi, ngày này ngươi chỉ muốn chú ý, không nên nháo xảy ra cái gì thở mạnh voi, là được an ổn rời đi, ngày mai Võ Giao tiểu thư có thể sẽ tới tiếp ứng ngươi. Thứ hai Văn Uyên nói. Diệp Thần gật đầu một cái, trong đầu nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Hắn tiếp tục điều tức khôi phục, thứ hai Văn Uyên thủ ở bên ngoài. Nhưng, vừa nghĩ tới Nhâm Phi Phàm đầu tóc bạc trắng hình dáng, Diệp Thần liền không cách nào an tâm. Tim không yên tĩnh. Hắn hơi thở, cũng khó mà giữ vững vàng. Ông! Diệp Thần trong cơ thể, luân hồi thiên kiếm và tu la kiếm hồn, cũng kịch liệt chấn động đứng lên, khó mà áp chế. Diệp Đại Nhân, thủ ở bên ngoài thứ hai Văn Uyên, cảm nhận được liền dị động, quay đầu lại vừa thấy, nhất thời sợ ngây người. Chỉ gặp một chuôi màu vàng kim kiếm, còn có một đạo u ám màu sắc kiếm hồn, từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra ngoài. Đó chính là luân hồi thiên kiếm cùng tu la kiếm hồn. Nguy rồi. Diệp Thần mặt liền biến sắc, hắn cảm thấy mình lại cũng không áp chế được thiên kiếm cùng kiếm hồn hơi thở. Luân hồi thiên kiếm và tu la kiếm hồn, giống như là hai khối nam châm, lẫn nhau hấp dẫn. Ông! Luân hồi thiên kiếm không ở ông Minh, phát ra cảm cho đòi. Vậy tu la kiếm hồn, bị cảm cho đòi, lập tức chui vào trong thân kiếm đi. Rắc rắc. Thật giống như vận mạng bánh răng xe, vào giờ khắc này chuyển động lực. Theo tu la kiếm hồn dung nhập vào, luân hồi thiên kiếm sáu đạo kiếm hồn, rốt cục thì hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn. Ở trạng thái hoàn mỹ luân hồi thiên kiếm, cùng trong chỗ u minh luân hồi quy luật đồng tình. Oanh! Một cổ động trời kim quang, từ trên thân kiếm lao ra, thẳng ngất trời khung. Cái này phiến hoang vu thánh điện, lại cũng không áp chế được Diệp Thần hơi thở. Luân hồi khí tượng. Trực tiếp kinh động mảnh thiên địa này. Bầu trời bên trong, từng tầng một kim quang tách thả ra, luân hồi thiên quốc khí tượng hiện lên. Luân hồi thất tinh mạch lạc, âm thanh rõ ràng gặp. Rào, viên thứ nhất mệnh tinh, long đằng tinh thần, vào thời khắc này hoàn toàn chiếu sáng lên, tóe ra so mặt trời còn muốn tia sáng chói mắt. Diệp Thần cảm thấy kinh mạch nóng bỏng, huyệt khiếu nóng bỏng. Lúc trước, hắn cũng thức tỉnh liền long đằng mệnh tinh. Nhưng chỉ là bước đầu thắp sáng, cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng hiện tại, theo luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, lực lượng vậy tiến một bước tăng lên. Hắn long đằng mệnh tinh, rốt cục thì hoàn toàn thức tỉnh cùng thắp sáng. Oanh! Hào hùng linh khí, từ trên trời hạ xuống, lăn lăn như nước lũ, bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Vậy là tới từ trong chỗ u minh luân hồi phép tắc linh khí. Ở nơi này cổ linh khí bơm vào hạ, Diệp Thần tu vi lần nữa tinh tiến. Hắn lại bước ra 10 bước. Từ bách gia cảnh tầng thứ 9, đến thiên huyền cảnh, nếu như là 100 bước, Diệp Thần đã đi ra 70 bước. Hắn đầu óc bên trong, mơ hồ có thể thấy một miếng thiên quân cửa. Chỉ cần oanh phá cái này phiến thiên quân cửa, hắn là có thể tấn thăng thiên huyền cảnh, trở thành thiên quân thượng vị giả. Còn thiếu cuối cùng 30 bước. Hống! Long ngâm kinh thiên, long đằng mệnh tinh hoàn toàn thức tỉnh, huyết long cũng là bộc phát ra trước đó chưa từng có bàng bạc lực lượng, máu ngất trời khung, hàng tỷ long đằng lần lượt thay nhau, sáng đẹp nguy nga. Xong rồi, xong rồi. Canh giữ ở cửa thứ hai Văn Uyên, nhìn phóng lên cao luân hồi khí tượng, sắc mặt tại chỗ liền liếc. Khí này voi tuy mênh mông, nhưng là chí mạng tín hiệu. Quỷ vương giới trung ương, một phiến nguy nga tục tằng đền. Từng ngọn đứng sừng sững. Đó là man hoang thánh điện sơn môn chỗ. Diệp Thần động trời luân hồi khí tượng, vậy truyền đến nơi này. Toàn bộ man hoang thánh điện, rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn trời,
liền thấy sáng chói luân hồi kim quang, ẩn nhiên hàm chứa màu vàng kim kiếm khí. Vậy từng đạo kiếm khí, tựa như tùy thời có thể bổ xuống, chém chết hết thảy. Luân hồi chi chủ, lại có thể đi tới ta quỷ vương giới. Man hoang thánh điện chỗ sâu, một cái lạnh lùng uy nghiêm có râu dài nam tử, nhìn trên trời nguy nga luân hồi khí tượng, cũng là một hồi kinh ngạc. Thần vũ trụ, tra được luân hồi chi chủ tung tích, có thể ở sinh tử điện trước kia nơi nào đó hoang phế vùng bên trong. Một cái trưởng lão vội vàng đi vào bẩm báo. Phong tỏa không gian, mau dẫn người tới, cầm tiểu xúc sinh kia bắt lại. Râu dài nam tử tức giận, hét ra lệnh đi xuống. Hắn chính là man hoang điện chủ của thánh điện, hôm nay quỷ vương giới thần vũ trụ, đệ nhất quỷ vương. Luân hồi sáu giới, thần vũ trụ thực lực, cũng chênh lệch không nhiều. Nói cách khác, cái này đệ nhất quỷ vương, thực lực cùng đã từng địa ngục giới thần vũ trụ Diêm La Đạo Quân, còn có chúng sanh giới thần vũ trụ chân lý Phật Tổ, chênh lệch không nhiều. Chỉ là, từ ngoài mặt xem, đệ nhất quỷ vương tựa hồ khiêm tốn rất nhiều, không có hiển lộ ra quá lớn khí sát phạt, chỉ duy trì uy nghiêm của cấp trên. Trưởng lão kia cung kính đáp ứng, lập tức phong tỏa không gian, cũng dẫn người đi bắt Diệp Thần. Giờ phút này, hoàng phế đền bên trong. Diệp Thần tay cầm luân hồi thiên kiếm, thật giống như nắm vận mạng mạch lạc, có dũng khí tinh thần phấn chấn cảm giác. Hắn tuy biết vị trí của mình đã bại lộ, nhưng luân hồi thiên kiếm rốt cuộc khôi phục nguyên vẹn, hắn trong huyết mạch không nén được ngạc nhiên mừng rỡ cùng run rẩy. Đây chính là nguyên vẹn trạng thái luân hồi thiên kiếm sao? Phía trên thật giống như còn có một tầng kiếm khí cấm chế. Binh tự quyết, bạo thiên binh, cho ta mở ra. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, bén nhạy cảm thấy được luân hồi thiên kiếm lên kiếm khí cấm chế, lập tức thi triển ra binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, bạo thiên binh. Tầng này kiếm khí cấm chế, phong tỏa luân hồi thiên kiếm lực lượng, cần dùng binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa phá giải. Diệp Thần ở bắt được người đồ sát thánh bôi sau đó, thì thành công lấy giết chứng đạo, lĩnh ngộ binh tự quyết trung cực. Cái này một tí, hắn sử dụng bạo thiên binh, cũng là muốn gì được nấy. Chỉ gặp từng tầng một nham thổ khí tức họp lại, bao trùm ở luân hồi thiên kiếm trên thân kiếm mặt, không ngừng co rút lại, tạo thành nham tầng, rồi sau đó ầm một tiếng, nham tầng nổ tung, lộ ra sáng bóng thân kiếm. Luân hồi thiên kiếm kiếm khí cấm chế, cũng theo tầng này nổ tung nham tầng, mà toàn bộ bể giải tán. Cấm chế bể tán, luân hồi thiên kiếm bộc phát ra kinh khủng hơn mũi nhọn khí tượng. Diệp Thần hô hấp đều có điểm ngưng động trở ngại. Chỉ cảm thấy trong cơ thể luân hồi huyết mạch đang cháy, xương cốt vậy đang cháy. Hắn luân hồi huyết mạch lực lượng tăng lên, thể chất đi theo tăng vọt, võ đạo cốt phải đổi thành luân hồi đạo cốt, trong trái tim xương cốt mơ hồ muốn lột xác thành thiên đế cốt. Thiên đế cốt, là triều đại luân hồi chi chủ, nhất là nồng cốt đạo cốt, ở vào ngực chỗ, mang đạo tâm lực lượng. Đúc cái này cầm luân hồi thiên kiếm chủ yếu vật liệu, chính là kiếp trước luân hồi chi chủ thiên đế cốt. Diệp Thần vẫn không có ra đời thiên đế cốt, chính là bởi vì hắn võ đạo nội tình cường hãn, ra đời thiên đế cốt vậy không dễ dàng. Nhưng giờ khắc này, luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn sau đó, hắn thiên đế cốt, rốt cục thì dần dần muốn sản sinh ra tới, trên xương ngực tách thả ra sáng mở kim mang, ẩn nhiên có phù văn lưu chuyển. Hắn thương thế, cũng là hoàn toàn khôi phục, trước đó chưa từng có tinh thần. Diệp đại nhân, chúng ta phải đi lập tức, nếu không nhất định phải chết. Thứ hai Văn Uyên phát ra lo lắng thanh âm. Luân hồi thiên kiếm cấm chế giải trừ, bộc phát ra khí tượng, càng ngày càng khủng bố. Trên bầu trời luân hồi đất nước, truyền ra khoáng đạt tiếng ngâm sướng. Toàn bộ quỷ vương giới, có rất nhiều võ giả, tại chỗ bị luân hồi cảm cho đòi, quỳ xuống thần phục. Vô số tín ngưỡng lực lượng, từ bốn phương tám hướng họp lại, để cho Diệp Thần cả người sảng khoái. Diệp Thần giơ giơ luân hồi thiên kiếm. Chỉ cảm thấy đặc biệt thuận tay, binh khí này tựa hồ chính là hắn đo thân đặt tạo mà thành. Hôm nay luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn, bàn về uy lực, thật ra thì so với nhân hoàng thánh đao, vẫn là hơi không bằng. Nhưng, thanh kiếm này lợi hại liền lợi hại ở, cùng Diệp Thần huyết mạch tương liên. Diệp Thần cường đại, thanh kiếm này vậy sẽ đi theo đổi được mạnh mẽ. Nếu như thành thượng vị giả, đến lúc đó, luân hồi thiên kiếm uy lực, sợ rằng sẽ người siêu việt hoàng thánh đao. Hơn nữa, thanh kiếm này ngang hàng là Diệp Thần huyết mạch một phần chia, hắn thi triển,
hoàn toàn không cần lo lắng thân thể gánh vác cùng cắn trả. Được, đi thôi. Diệp Thần yêu thích không buông tay thu hồi luân hồi thiên kiếm, cũng biết hiện tại tình thế gay gắt. Nếu như không đi nữa, bị man hoang người thánh điện phát hiện, hắn thì phiền toái. Thứ hai, Văn Uyên mở ra một tấm truyền tống trận đồ, muốn rời đi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, trận đồ ánh sáng từ đầu đến cuối ảm đạm, chưa từng sáng lên. Nguy rồi, Diệp đại nhân, man hoang thánh điện phong tỏa không gian, chúng ta đi chưa xong. Thứ hai, Văn Uyên lòng như lửa đốt, lại có chút bối rối. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng không nghĩ tới man hoang thánh điện bên kia, phản ứng nhanh như vậy. Đang bàng hoàng để gặp, một đạo thân ảnh già nua, mang mấy cái hơi thở tinh thâm cường giả, từ chân trời xa phóng tới. Thứ hai, Văn Uyên thấy cầm đầu vậy ông già, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, kêu lên, gia chủ đại nhân. Vậy ông già thần sắc ngưng trọng, đáp xuống, nhìn Diệp Thần một mắt, lại nhìn xem Di Thiên không tiêu tan luân hồi khí tượng, trong mắt lướt qua một chút rung động. Tại hạ thứ hai đời mỗi gia chủ, đệ nhị phù xá, gặp qua luân hồi chi chủ. Nghe tiếng đã lâu luân hồi chi chủ uy danh, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là không giống vật thường, long trời lở đất, có một không hai vạn cổ, không thể nhất thế. Tự xưng kêu đệ nhị phù xá ông già, thanh âm khen ngợi không dứt. Diệp Thần chỉ có chính là bách gia cảnh tầng thứ 9 tu vi, nhưng hôm nay bộc phát ra luân hồi khí tượng, nhưng là hám tuyệt toàn bộ quỷ vương giới. Tiền bối quá khen rồi, ta hôm nay bị kẹt ở chỗ này, cũng không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần nói, đệ nhị phù xá nói, tại hạ là thứ hai yêu cơ cha nuôi, yêu cơ thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, ta tuy là quỷ vương giới thủ hộ giả, nhưng xem ở yêu cơ mặt mũi, ta ngày hôm nay tất cứu ngươi đi ra ngoài. Quỷ vương giới bên trong, chủ yếu có hai đại thế gia, chính là thứ nhất thị và thứ hai thị. Đệ nhất thế gia là ngài chúa tể, chấp trưởng man hoang thánh điện quyền bính, lãnh đạo toàn bộ quỷ vương giới. Thứ hai thế gia thì là người thủ hộ, nhưng cũng không phải là bảo vệ man hoang thánh điện, mà là lấy bảo vệ quỷ vương giới là nhiệm vụ của mình. Đệ nhất thế gia danh tiếng, cũng không phải là cố định, quỷ vương giới có thiên thiên vạn vạn gia tộc, nhà ai thành ngài chúa tể, nhà ai liền có thể quan danh thứ nhất. Còn như thứ hai thị, chính là vĩnh hằng không đổi thủ hộ giả, vĩnh viễn bảo vệ quỷ vương giới. Cái này đệ nhị phù xá, chính là thứ hai thế gia gia chủ đương thời, năm đó từng bị đạo đức thiên tôn nơi nhờ, đem thứ hai yêu cơ nuôi dưỡng trưởng thành. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, đã biết tất cả. Tiền bối, người muốn mang ta đi ra ngoài sao? Diệp Thần hỏi. Đệ nhất quỷ vương phong tỏa không gian, hiện tại đi ra ngoài rất phiền toái, ta mang ngươi đi một chỗ tránh một chút, ngươi theo tới ta. Đệ nhị phù xá hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay. Ừ. Diệp Thần ngưng trọng kêu. Cần phải có người bọc hậu, các ngươi lưu lại đi. Đệ nhị phù xá phất tay một cái, hắn mang tới mấy cái cường giả, ánh mắt thoáng qua một chút đoạn tuyệt, quả nhiên lưu lại. Gia chủ đại nhân, ta cũng lưu lại, ngươi mang Diệp đại nhân đi mau. Thứ hai, Văn Uyên khẽ cắn răng, cũng là cố ý muốn lưu lại. Lưu lại bọc hậu, đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Diệp Thần chẳng muốn thứ hai Văn Uyên hy sinh, muốn nói gì, nhưng đệ nhị phù xá vung tay lên, đã mang hắn rời đi. Diệp Thần sắc mặt nhất thời ảm đạm, trong lòng lại có chút áy náy. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng, quá mức nặng nghĩa khí, chưa chắc là chuyện tốt, làm đại sự luôn là phải có hy sinh. Đệ nhị phù xá quay đầu thấy Diệp Thần hình dáng, trong mắt nhỏ hơi híp, cười nói. Coi thường hắn nhân sinh chết, ta nhưng không làm được. Diệp Thần nói. Ha ha, vậy thì mau sớm tu luyện, sớm ngày thành lập ngươi luân hồi trật tự đi, ta cũng mong đợi một ngày như vậy. Đệ nhị phù xá mỉm cười nói. Ở quỷ vương giới bên trong, đệ nhất thế gia muốn giết Diệp Thần, nhưng lấy đệ nhị phù xá làm đại biểu thứ hai thế gia, nhưng không có hứng thú chu diệt luân hồi. Thứ hai thế gia sứ mạng, thủy chung là bảo vệ quỷ vương giới nguyên vẹn. Chỉ cần Diệp Thần không đi hủy diệt quỷ vương giới, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cùng Diệp Thần là địch. Đến, đệ nhị phù xá mang Diệp Thần, đi tới một vùng núi hoang bên trong. Cái này vùng núi hoang, tầng ngoài hiện đầy hắc ám cấm pháp, xâm nghiêm khủng bố. Ở hoang trong núi, mơ hồ có thể nghe được một hồi trầm thấp tiếng thú gào, làm người ta rợn cả tóc gáy. Đây là địa phương nào? Diệp Thần lấy làm kinh hãi,
mơ hồ có chút lòng rung động. Hắn có thể cảm giác được, cái này hoang trong núi, tựa hồ nhốt cái gì kinh khủng hung thú, lại có thể để cho hắn cũng không tự chủ sinh ra một chút lòng rung động. Đây là ta quỷ vương giới cấm địa. Đệ nhị phù xá trong tròng mắt lướt qua một chút canh gác cùng ngưng trọng, ở nơi này trong cấm địa, phong ấn một đầu không không thời không hung thú, vô cùng cường đại, truyền thuyết đã từng là hoàng hôn cự nhân thú cưỡi, tên là bát hoang hư thú. Diệp thần hơi ngẩn ra, hoàng hôn cự nhân thú cưỡi. Đệ nhị phù xá nói, đúng vậy, hoàng hôn cự nhân nghe nói qua chứ. Diệp thần gật đầu, nghe nói qua. Ban đầu ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, Diệp thần cũng thiếu chút nữa bị hoàng hôn cự nhân một chưởng đập chết, hắn trong lòng đối vậy hoàng hôn cự nhân, tự nhiên cũng là khắc sâu ấn tượng. Hoàng hôn cự nhân, là tử thần giáo đoàn ghế thứ 6 hộ pháp. Tử thần giáo đoàn tổng cộng thập nhị tịch hộ pháp, có thể phân là hơn 6 tiệc cùng hạ 6 tiệc. Trên 6 tiệc cùng hạ 6 tiệc, hoàn toàn chính là hai tầng thứ tồn tại. Diệp thần trước kia gặp phải Tu La, Mộc Ngẫu, Bạo Quân, Vô Diện Nhân Vân. Vân, đều là hạ 6 tiệc, thực lực có hạn. Nhưng hoàng hôn cự nhân, nhưng là trên 6 tiệc tồn tại, thực lực so với thông thường hộ pháp, không biết mạnh hơn nhiều ít, chênh lệch lấy gấp vạn lần tính toán. Đệ nhị phù xá nói, hoàng hôn cự nhân là không không lúc nào không bên trong nhất lưu cao thủ. Hắn thú cưỡi bát hoang hư thú, cũng là vô cùng khủng bố. Người vào cấm địa bên trong tránh một chút, chú ý không nên kinh động liền vậy bát hoang hư thú. Diệp thần nhìn vậy cấm pháp vòng quanh núi hoang, một hồi sợ hãi, nói, muốn ta đi vào. Đệ nhị phù xá nói, đúng vậy, chỉ có chỗ này, có thể để cho ngươi tránh thoát đệ nhất thế gia đuổi giết, ai kêu ngươi gây ra lớn như vậy khí tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái không, vậy cổ kinh khủng luân hồi khí tượng. Kim quang nhô lên, thụy hà đầy trời, đến hiện tại cũng còn không tiêu tán. Núi hoang bên trong bị phong ấn hung ác tồn tại, vậy đang không ngừng phát ra trầm thấp gầm to, tựa hồ đang cảnh giác đề phòng chút gì. Diệp thần không biết làm sao, chỉ có thể bay xuống. Đệ nhị phù xá đem núi hoang cấm chế mở ra một kẽ hở, để cho Diệp thần đi vào. Diệp thần tiến vào núi hoang sau đó, lập tức ẩn thân ở giáp danh nhất một nơi trong bụi rậm. Che giấu thân hình, thu liễm hơi thở. Tiến vào núi này, hắn càng có thể cảm giác được, đầu kia bị phong ấn hung thú khủng bố, trong lỗ mũi tràn đầy khô mãnh liệt dã thú mùi vị, làm người ta bất an. Luân hồi chi chủ, người ở nơi này trong núi không cần đi động, có người tới. Đệ nhị phù xá cảnh kỳ nói. Diệp thần trong lòng rét một cái, ngẩng đầu nhìn về phương xa chân trời. Chỉ gặp từng đạo thần mang, phóng tới. Một người cầm đầu, là man hoang trong thánh điện trưởng lão, đi theo phía sau mấy cái vô lượng cảnh cường giả, hơi thở lạnh lùng. Hình trưởng lão, đệ nhị phù xá nhàn nhạt lên tiếng chào. Hình trưởng lão thần sắc âm trầm, nhìn trời một chút lên luân hồi khí tượng, lại cúi đầu nhìn xem phía dưới cấm địa, cuối cùng ánh mắt rơi vào đệ nhị phù xá trên mình, nói, phù xá tôn giả, luân hồi chi chủ người đâu. Đệ nhị phù xá lạnh nhạt nói, hình trưởng lão, người nói gì sao? Ta cái này thì nghe không hiểu. Hình trưởng lão ha ha cười một tiếng, nói, sinh tử điện phế tích bên kia, có người thứ hai thế ra người, không muốn giả bộ hồ đồ. Đệ nhị phù xá yên lặng một hồi, rồi sau đó vuốt râu cười một tiếng, nói, không sai, là ta mang đi luân hồi chi chủ. Hình trưởng lão trong mắt nhất thời lướt qua ý định giết người, nói tiểu xúc sinh kia ở địa phương nào. Đệ nhị phù xá chỉ phía dưới núi hoang. Nói, hắn ở nơi này trong cấm địa, các ngươi vẫn có thể đi vào bắt hắn. Diệp thần nghe được đệ nhị phù xá mà nói, nhất thời lấy làm kinh hãi, còn lấy là hắn bán đứng mình. Nhưng dừng một chút, nhưng gặp hình trưởng lão đoàn người, người người sắc mặt khó khăn xem, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, nhưng cũng không dám hạ xuống. Cái này cấm địa nhốt bát hoang hư thú, đi vào chính là tự tìm cái chết, phù xá tôn giả, người đây là cố ý gây khó khăn chúng ta. Hình trưởng lão cắn răng phẫn hận nói. Hắn là vô lượng cảnh trung kỳ cường giả, nhưng nhắc tới vậy bát hoang hư thú thời điểm, trong giọng nói cũng là tràn đầy dè chừng và sợ hãi. Diệp thần thấy vậy, trong đầu nghĩ, xem ra vậy bát hoang hư thú, đích xác là hung hãn vô cùng, lại có thể liền vô lượng cảnh trung kỳ cường giả, cũng không dám trêu chọc. Đệ nhị phù xá lạnh nhạt nói, các ngươi không dám đi vào bắt người, là các ngươi chuyện. Hình trưởng lão trầm giọng nói. Phù xá tôn giả, người đây là công khai muốn cãi lại thần vũ trụ mệnh lệnh.
Đệ nhị phù xá nói, luân hồi chi chủ là yêu cơ bằng hữu, ta xem ở yêu cơ phân thượng, phải giúp hắn một lần. Nhưng, quỷ vương giới quy củ, ta biết, ta chỉ giúp hắn một lần sau các người muốn giết hắn, cứ việc động thủ, ta sẽ không lại nhúng tay. Hắn nói chuyện đặc biệt thẳng thắn, không dây dưa, cũng không có gì giấu giếm. Hắn chính là muốn cứu Diệp Thần. Hình trưởng lão ra mặt giãy giụa một tí, cố nén tức giận, nói, luân hồi chi chủ né tránh vạn khư đuổi giết, mạo hiểm bước vào ta quỷ vương giới, cơ hội chỉ có một lần, một khi hắn ra quỷ vương giới, chúng ta còn làm sao có thể bắt hắn. Theo luân hồi khí tượng hiện lên, thiên cơ nhân quả cũng đã rõ ràng. Quỷ vương giới trên dưới đều biết, Diệp Thần là né tránh vạn khư đuổi giết, mới tiến vào quỷ vương giới, chỉ làm ngắn ngủi dừng lại. Quỷ vương giới muốn bắt Diệp Thần mà nói, cũng chỉ có cái này cơ hội. Đệ nhị phù xá mặt không đổi sắc, nói các ngươi muốn bắt người, vậy thì cứ việc đi xuống bắt. Hống! Cấm địa núi hoang chỗ sâu, đầu kia bị phong ấn bát hoang hư thú, tựa hồ cảm giác được ngoại giới thay đổi, phát ra một tiếng trầm thấp gầm to. Tiếng này trầm thấp gầm to, mang một cổ trực kích linh hồn lực lượng, để cho lòng người run rẩy. Hình trưởng lão run run một tí. Nhưng là tuyệt đối không dám đi xuống, cả giận nói, phù xá tôn giả, người cứng rắn là muốn cố ý gây khó khăn ta. Đệ nhị phù xá hờ hững nói, ta không có ý này, hình trưởng lão, mang ta đi gặp thần vũ trụ đi, ta cùng hắn trước mặt nói một chút. Hình trưởng lão nghe được lời này, nhất thời đại hỉ, nói, phù xá tôn giả, người chịu đi gặp thần vũ trụ, vậy thì không thể tốt hơn nữa, mời. Làm một động tác tay mời. Đệ nhị phù xá gật đầu một cái, lúc này đi theo hình trưởng lão rời đi, vừa âm thầm hướng Diệp Thần truyền âm nói. Luân hồi chi chủ, chờ ngày mai luân hồi khí tượng tiêu tán, ngươi liền lập tức rời đi, không thể lại lưu lại nữa. Diệp Thần trong lòng rét một cái, kêu, Hắn nhìn đệ nhị phù xá và hình trưởng lão đoàn người đi xa, vậy bắt đầu suy tính tới cục diện trước mắt. Luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn, bộc phát ra khí tượng, quả thực là kinh người. Đến hiện tại cũng còn không tản đi. Diệp Thần phỏng đoán ít nhất phải đến khi ngày mai, bầu trời khí tượng mới có thể tiêu tán. Nói cách khác, hắn phải chờ tới ngày mai mới có thể rời đi. Hiện tại đi ra ngoài, hắn cùng luân hồi khí tượng đồng tình, thân hình lập tức thì phải bại lộ, không che giấu. Đến khi ngày mai, ta liền có thể đi, võ giao cũng tới tiếp ta. Không biết nhâm tiền bối tình huống như thế nào. Diệp Thần trong lòng bàn tư trước, ngược lại không có quá mức lo lắng mình an nguy, chỉ tưởng nhớ nhâm phi phàm. Hắn ở núi hoang bên trong ngồi xếp bằng xuống, yên lặng điều tức. Như vậy đến buổi tối, màn đêm buông xuống, núi hoang bên trong, cũng là nổi lên một hồi âm phong, có hắc ám sương mù lặng lẽ tràn ngập. Những thứ này hắc ám sương mù, lại là tới từ không không lúc nào không. Cái này phiến cấm địa, đã gặp phải không không thời không ăn mòn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Nhưng cẩn thận cảm ứng, vừa không có phát hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Những thứ này hắc ám sương mù, nói không chừng là vậy bát hoang hư thú, triệu hoán xuống. Càng có thể, những thứ này sương mù, bản thân chính là vậy bát hoang hư thú hơi thở. Hắc phụ bao phủ, cái này vùng núi hoang, cũng là truyền ra từng cơn thanh âm đáng sợ, này thay nhau vang lên, thật giống như có cái gì hồng hoang mãnh thú, từ trong hắc phụ sản sinh ra tới, khí tức cường đại. Tựa hồ muốn biến dạng mảnh thiên địa này. Diệp Thần không có dùng luân hồi hơi thở, miễn được bại lộ. Hắn gọi ra một khối ấn tỷ, đó là lôi thần tổ khí, trên trời lôi ấn. Vù vù, trên trời lôi ấn tản mát ra nhu hòa ánh sáng tím, như một chút ánh nến, ở núi hoang gian diêu động, bảo vệ Diệp Thần. Lệ, cầm minh kinh thiên, một đầu loài mãnh cầm, hai cánh mở ra, như kim bằng vậy to lớn, con ngươi như máu tháng. Quan sát mặt đất. Khi thấy Diệp Thần lôi thần tổ khí, đầu này loài mãnh cầm lộ ra vẻ kiêng kỵ vẻ, cuối cùng không có lao xuống, mà là xa xa bay đi, to lớn thân hình dần dần không nhìn thấy nhập hắc phụ bên trong. Lại có một đầu quái vật hình người, đạp đất rung núi chuyển nhịp bước đi tới. Cái này con quái vật, chừng ngàn trượng cao, thân cùng thiên tề, cả người phủ đầy màu vàng sậm miếng vảy, trên trán mọc một con mắt nhỏ, triển lộ ra tàn bạo hơi thở. Nhìn xuống Diệp Thần một mắt. Nhưng, nó thấy trên trời lôi ấn chói lọi sau đó, cũng là kiêng kỵ, xoay người rời đi. Trong núi rừng, không ngừng xuất hiện tất cả mãnh thú cùng quái vật.
Diệp Thần có lôi thần tổ khí bảo vệ, những quái vật này cũng không dám tổn thương hắn. Tim hắn hơi co rút nhanh, không nghĩ tới ở màn đêm buông xuống sau đó, cái này vùng núi hoang bên trong, lại có thể toát ra như thế nhiều quái vật. Thật ra thì, từ ngoài mặt xem, núi hoang diện tích cũng không lớn. Nhưng làm nửa đêm hạ xuống sau đó, quỷ dị hắc vụ, vặn vẹo không gian, đưa đến chung quanh không gian, bành trướng gấp vạn lần, tất cả loại to lớn quái vật hoành hành, làm người ta nghẹt thở. Thật may Diệp Thần pháp bảo rất nhiều, coi như không dùng tới luân hồi huyết mạch lực lượng, cũng có thể ung dung ngăn cản ngự. Ví dụ như hắn cái này trên trời lôi ấn, chính là lôi thần tổ khí, đối thông thường không chẳng trách vật, có áp chế hiệu quả. Nhưng, Diệp Thần cũng không có buông lỏng cảnh giác, như cũ duy trì phòng bị, để phòng bất trắc. Đạp, đạp, đạp. Đột nhiên, một hồi thâm trầm kinh khủng tiếng bước chân, từ viễn sơn chỗ sâu truyền tới, rung động cái này mảnh không gian, thiên địa cũng run rẩy. Cụm núi bên trong, vạn thú câu tịch, tất cả trong bóng tối quái vật, toàn bộ yên tĩnh lại, không dám ra lại một tiếng. Ở tĩnh mịch bầu không khí bên trong, chỉ có tiếng bước chân kia, không ngừng bước vào, mỗi một bước rơi xuống, đều giống như đạp ở người trong trái tim. Hô! Chung quanh hắc ám sương mù, cũng là kịch liệt lật dâng lên, đổi được nồng nặc rất nhiều. Vô số hắc vụ gào thét tới, Diệp Thần trên trời lôi ấn, cũng gặp phải ăn mòn, ánh sáng tím ảm đạm xuống. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lại gọi ra một phiến lông vũ hộ thể, đó là chiêu võ linh vũ. Hắn ngẩng đầu trước mong, liền thấy một đầu kinh khủng hung thú, đạp sải bước đến gần. Cái này đầu hung thú, hình như sư tử, cả người da lông là thiết màu đen, tản mát ra cửa kim loại sáng bóng, con người ý định giết người xâm nghiêm, bên trong có phù văn cổ xưa chuyển động, mỗi bước ra một bước, đều là vạn vẹo không gian, uy chấn bát hoang, đặc biệt khủng bố. Đây chính là bát hoang hư thú sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt hung thú, hơi thở bướng bỉnh bất tuần, hung hãn dị thường, vô số tầng không gian không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Diệp Thần quanh người không gian, cũng ở đây sụp đổ, sinh ra một cái hắc động vậy khí mắt, phải đem hắn chiếm đoạt đi vào. Xoát! Diệp Thần mở ra tự do dực, mới thoát khỏi cái này cổ không gian chiếm đoạt, ổn định thân hình. Luân hồi, ngươi, là bọn họ truyền nhân. Bát hoang hư thú phát ra địa ngục vậy tiếng trầm thấp, hung hãn con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cái gì bọn họ truyền nhân? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong tay nắng ban mai phong hóa kiếm, ngưng thần phòng bị, xúc thế đãi phát. Thiên yêu và huyền yêu. Bát hoang hư thú lời nói không nhiều, nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy ác liệt ý định giết người. Người biết thiên yêu và huyền yêu hai vị lão tổ. Diệp Thần âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bát hoang hư thú, lại còn cùng thiên yêu huyền yêu có liên quan. Người quả nhiên là yêu tộc tội tử. Đáng chết. Bát hoang hư thú con người ý định giết người nổ tung, thân thể bỗng nhiên bạo động, một móng vuốt lăng không hướng Diệp Thần vỗ xuống tới. Nó thân thể như núi cao vậy to lớn, từ ngoài mặt xem, Diệp Thần ở trước mặt nó, thể hình nhỏ bé được như con kiến hôi. Diệp Thần nhất thời nghẹt thở, bát hoang hư thú một chảo này tử, thanh thế như vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả kinh khủng như vậy, đơn giản là long trời lở đất. Diệp Thần chung quanh không gian, không ngừng sụp đổ than xúc, xuất hiện từng cái hắc động vậy khí mắt, muốn đem hắn chiếm đoạt. Còn có một đạo đạo hoàng hôn vậy ánh sáng, hướng hắn tập sát tới, muốn ăn mòn hắn khí lực. Cái này bát hoang hư thú, cực kỳ khủng bố, trời xanh nắm trong tay chiếm đoạt không gian năng lực. Hơn nữa thân là đã từng hoàng hôn cự nhân thú cưỡi, nó vậy nắm giữ một chút hoàng hôn phép tắc thuật pháp. Hoàng hôn quy luật, là không không lúc nào không bên trong rất nhiều quy luật một trong. Hoàng hôn hạ xuống, thế giới liền phải ngủ say. Người đi về phía hoàng hôn, thì đồng nghĩa với giải yếu. Chư thần hoàng hôn, đó chính là tử vong. Thần thánh chi thư, mở. Diệp Thần mắt gặp không gian sụp đổ, hoàng hôn hơi thở quấn quanh. Lập tức thi triển mạnh nhất quang minh thuật pháp, gọi ra thần thánh chi thư. Rào. Sáng chói thánh khiết thần thánh cuốn sách, ở Diệp Thần đỉnh đầu mở ra. Từng tia minh mông quang minh lực, cũng là ở chung quanh lan tràn xem ra, diễn hóa ra chói lọi thánh đường khí tượng. Diệp Thần đứng ở chói lọi thánh đường bên trong, cho dù chung quanh không gian điên cuồng sụp đổ, vậy không ảnh hưởng tới hắn chút nào. Vậy cổ thần thánh quang minh lực lượng, vậy xua tan hoàng hôn chập chờn. Thuật pháp không tệ, không hổ là luân hồi chi chủ. Nhưng,
thân thể ngươi lực lượng còn quá yếu, cho ta xé nát. Bát hoang hư thú con ngươi hung quang lóe lên, thu hồi tất cả thuật pháp cùng hoàng hôn ánh sáng, chỉ là đơn thuần dùng mình móng nhọn, đánh giết hướng Diệp Thần đỉnh đầu. Nó là muốn lợi dụng mình lực lượng của thân thể, sống sờ sờ nghiền chết Diệp Thần. Đây là thuần túy nhất thủ đoạn, cũng là dã man nhất, hữu hiệu nhất thủ đoạn. Làm lực lượng đủ cường đại, bất kỳ kỹ xảo cũng sẽ trở thành là động tác võ thuật đẹp. Đây chính là lực lớn thắng 10 người. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái này bát hoang hư thú lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, coi như là hắn, thân xác cũng có bị nghiền ép nguy hiểm. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần nhưng là phúc tới tâm linh, trong đầu linh quang chớp mắt, lập tức dòm ngó thấy phá cuộc biện pháp. Huyền yêu tinh máu, cho ta cháy. Diệp Thần trong lòng quát to một tiếng, vậy hồi lâu không bị thiêu đốt huyền yêu tinh máu, cuồng như vậy bốc cháy. Theo huyền yêu tinh máu cháy, Diệp Thần trong tay, xuất hiện một đoàn màu máu mang khí. Huyền yêu tội máu. Làm sao có thể? Vậy bát hoang hư thú, thấy Diệp Thần trong tay màu máu mang khí, nhất thời lộ ra kinh ngạc kinh hãi thần sắc. Oanh! Diệp Thần hung hăng một chưởng, cũng là cứng đối cứng, cùng nó móng vuốt đụng nhau. Trong tay hắn huyền yêu tia máu, ở bát hoang hư thú trên mình nổ tung, trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn cái màu máu xích sắt, vững vàng đem bát hoang hư thú phong tỏa ở. Hống! Bát hoang hư thú phát ra chấn nộ gầm thét, muốn tránh thoát, nhưng ở huyền yêu máu liên phong tỏa hạ, hoàn toàn không tránh thoát. Kịch liệt vùng vẫy, làm được thiên địa văng tung tóe, hư không than xúc, bốn phía hắc vụ sôi trào, vô số hắc ám quái vật câm như hến. Tội tử, buông ra bổn tỏa. Bát hoang hư thú giận dữ, muốn tránh đoạn trên mình máu liên, nhưng càng dãy giụa, máu kia liên trói buộc càng sâu. Diệp Thần gặp cái này hung thú như vậy mãnh hãn, cũng là thầm kinh hãi. Thật may ta có huyền yêu tinh máu, nếu không còn thật không áp chế nổi cái này hung thú. Diệp Thần chỉ sợ cái này bát hoang hư thú, tránh thoát máu liên sau đó, sẽ công kích lần nữa hắn, liền đem hắn cưỡng ép thu vào luân hồi mệnh tinh bên trong đi. Diệp Thần luân hồi mệnh tinh, mỗi một ngôi sao, cũng tự thành một khối vũ trụ lớn thế giới, nội bộ không gian mênh mông vô biên, lại có luân hồi phép tắc che chở. Bát hoang hư thú tiến vào Diệp Thần long đằng mệnh tinh thế giới, lập tức bị luân hồi phép tắc áp chế, nhúc nhích không được. Huyết long, coi trọng nó. Diệp Thần phân phó nói. Dạ, chủ nhân. Huyết long ngay tại long đằng mệnh tinh thế giới bên trong, lúc này là Diệp Thần trông coi bát hoang hư thú. Diệp Thần trong đầu nghĩ, cái này bát hoang hư thú cường hãn như vậy, nếu như thu cho mình sử dụng nói, ngược lại cũng là một tấm lợi hại lá bài tẩy. Nhưng, bát hoang hư thú bướng bỉnh bất tuần, Diệp Thần phỏng đoán mình coi như mượn dùng huyền yêu tinh máu, cũng chỉ có thể khống chế đối phương một nén nhang thời gian. Không khống chế được mà nói, cái này bát hoang hư thú, còn khả năng ngược lại tổn thương hắn. Dĩ nhiên, đem bát hoang hư thú, áp chế ở mệnh tinh trong thế giới, có luân hồi phép tắc che chở, cũng không cần lo lắng nó làm loạn. Thu phục bát hoang hư thú, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Theo bát hoang hư thú bị bắt phục, nguyên vùng núi hoang, tất cả hắc ám sương mù đều là tản đi, không gian vậy bắt đầu co rút lại. Những cái kia núp trong bóng tối quái vật, toàn bộ theo co rút lại không gian, cùng mất đi đi, chung quanh khôi phục bình tĩnh. Không biết phù xá tôn giả thế nào. Sóng gió lắng xuống, Diệp Thần trong lòng nhớ tới đệ nhị phù xá. Đệ nhị phù xá đi gặp quỷ vương giới thần vũ trụ, cũng không biết cát hung như thế nào. Đến được sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Thần còn không gặp đệ nhị phù xá trở về, mà bầu trời luân hồi khí tượng đã tiêu tán. Hiện tại, chính là Diệp Thần rời đi thời cơ. Phù xá tiền bối, ta phải đi. Đầu kia bát hoang hư thú, ta không cẩn thận thu phục, có thể đem nó mang đi sao? Diệp Thần truyền ra ý chí, muốn cùng đệ nhị phù xá câu thông. Nhưng, đệ nhị phù xá không có trả lời. Diệp Thần trong lòng có chút lo âu. Nếu là đệ nhị phù xá bị quỷ vương giới thần vũ trụ tạm giam, vậy thì phiền toái. Không thời gian, ta được đi. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, lập tức lưu lại một tấm phù chiếu, thuyết minh nhân quả, sau đó lặng lẽ rời đi cái này phiến cấm địa. Vậy bát hoang hư thú, nếu bị phong ấn ở cấm địa bên trong, muốn đến cũng là một đầu gieo họa. Hắn mang đi bát hoang hư thú, đệ nhị phù xá sẽ không có ý kiến, còn khả năng sẽ cảm ơn hắn. Chỉ bất quá, không gặp lại đệ nhị phù xá,
Diệp Thần trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an. Nhưng đương thời giây phút, hắn vậy không thời gian nghĩ nhiều nữa. Hắn rất lo lắng Nhâm Phi Phàm, phải lập tức trở lại. Soát. Diệp Thần che giấu hơi thở, mượn nắng ban mai gió, không làm kinh động người bất kỳ, rất thuận lợi rời đi Quỷ Vương giới. Quỷ Vương giới rất nhiều các cường giả, còn ở tìm kiếm khắp nơi hắn. Ra Quỷ Vương giới sau đó, Diệp Thần lập tức cảm nhận được một đạo quen thuộc ý chí. Đó là Võ Giao ý chí chập chờn. Võ Giao đang tìm hắn. Võ Giao muội muội, ta ở chỗ này. Diệp Thần vậy truyền ra mình ý chí, tỏ rõ tọa độ. Soát. Hạ một sát, một đạo xinh xắn bóng người, lưng đeo một chuôi trọng kiếm, biến dạng hư không, hạ xuống, chính là Võ Giao. Diệp Thần ca ca, người không có sao chứ? Võ Giao gặp được Diệp Thần, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, lại là thương tâm, nhào tới trong ngực hắn, vành mắt đỏ đỏ muốn khóc. Võ Giao, Nhâm tiền bối thế nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Nhâm tiền bối hắn, tình huống thật giống như không tốt lắm, nhưng mệnh là giữ được, người không cần quá lo lắng. Võ Giao nói. Mau dẫn ta trở về xem. Diệp Thần lo lắng nói. Võ Giao ừ một tiếng, lập tức liền muốn cùng Diệp Thần rời đi, trở lại Tinh Nguyệt giới. Nhưng lúc này, chỉ nghe một hồi âm chắc chắc cười tiếng vang lên, giữa trời đất tà khí đại tác. Chỉ gặp hai bóng người, mang lăn lăn hôi vụ, từ bầu trời hạ xuống. Lại là Đa Bảo Thiên Quân, còn có Thiên Nữ Sư Phụ, Ngàn Nhện Thiên Quân Nguyện Thiếu Người. Thằng nhóc, người có thể coi là ló đầu, trốn trốn tránh tránh coi như không có ý nghĩa. Đa Bảo Thiên Quân nhéo cằm một cái râu, cười hắc hắc nói. Vạn Khư người, trở về chiếu cố Vũ Hoàng Cổ Đế, đã rút lui. Nhưng, Đa Bảo Thiên Quân còn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần từ lúc Quỷ Vương giới bên trong đi ra, trở về đến thế giới hiện thật, hắn liền cảm ứng được thiên cơ, bắt được Diệp Thần vị trí. Nguyện Thiếu Người cũng là hừ lạnh một tiếng, gò má trắng nõn trên, vậy đạo màu đen con nhện xăm, lộ vẻ được đặc biệt là dữ tợn, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Người thằng nhóc này, đáng chết, nhà ta thiên nữ bảo bối, cuối cùng cũng là tỉnh ngộ, nàng muốn giết ngươi, ta cái này làm sư phụ, tự nhiên phải giúp nhà mình học trò. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Đa Bảo Thiên Quân động tác nhanh như vậy, mình mới ra tới, đối phương lập tức giết tới cửa. Các ngươi muốn làm gì? Võ Giao mặt đẹp run lên, nhìn chằm chằm Đa Bảo Thiên Quân cùng Nguyện Thiếu Người, đem Diệp Thần bảo vệ ở mình phía sau. Bé gái, không muốn chết, cũng nhanh cho ta lăn. Đa Bảo Thiên Quân ánh mắt lướt qua một chút che lấp, lập tức vẫy tay giết ra, bàn tay nổ lên một cổ tà khí, hội tụ thành gió bão, ngang nhiên hướng Võ Giao bao phủ đi qua. Chín hàn ngưng băng gai. Võ Giao không sợ chút nào, đầu ngón tay liền vung, một đạo băng gai bắn ra, thế như trẻ tre, đem Đa Bảo Thiên Quân bắn tới tà khí gió bão, một tí xuyên qua cắn nát. Ồ! Đa Bảo Thiên Quân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thế công của mình, như thế tùy tiện liền bị hóa giải. Võ Giao. Diệp Thần cũng là hơi có chút giật mình nhìn Võ Giao một mắt. Võ Giao hôm nay tu vi, so với trước kia cường hãn hơn. Nàng lúc ban đầu thừa kế Cựu Nhật Chi Chủ Tiên Đế Đạo Thống, nhưng không phát huy ra toàn bộ thực lực, cần từng bước tu luyện, mới có thể đem cái này tiên đế tu vi phát huy được. Bây giờ Võ Giao, không ngừng tu luyện tiến bộ, đã nắm giữ một chút tiên đế chân tủy, cho dù đối mặt Đa Bảo Thiên Quân, cũng là không sợ chút nào. Vèo. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy tiếng gió sau lưng sức lực cấp. Có người. Nguyện Thiếu Người bóng người, đột nhiên tại chỗ biến mất, đi vòng qua Diệp Thần phía sau, mảnh khảnh bàn tay lộ ra, mỗi một đốt tay giáp cũng toát ra kịch độc nhuệ khí, đâm hướng Diệp Thần sau lưng. Nàng thừa dịp Đa Bảo Thiên Quân động thủ, Diệp Thần sự chú ý phân tán để gặp, lại có thể động thủ đánh lén. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, cũng là ngay tức thì phát hiện. Hắn luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn sau đó, luân hồi huyết mạch lực lượng lớn hồi phục, cả người cũng là vô cùng nhạy bén. Luân hồi thiên kiếm, tinh không tuyệt chém. Diệp Thần trở tay một kiếm, thiên kiếm trên luân hồi hơi thở nổ, tinh không uy nghiêm tràn ngập ra, một đạo lạnh lùng như tinh quang kiếm khí, liền hướng Nguyện Thiếu Người chém đi giết. Nguyện Cách Người mặt liền biến sắc, cũng không nghĩ tới Diệp Thần phản ứng nhanh như vậy, vội vàng lui về phía sau. Tiền bối, người đường đường một đời vô lượng cảnh tông sư, đánh lén coi như không có ý nghĩa.
Diệp Thần nghiêng nắm luân hồi thiên kiếm, lạnh lùng nói. Nguyện thiếu người hừ một tiếng, không nói gì. Đa Bảo Thiên Quân thấy được Diệp Thần thực lực, trong lòng cũng là một hồi kiêng kỵ, thằng nhóc này tiến bộ quá nhanh, mấy ngày ngắn ngủi, tu vi lại có thể lại đột phá. Hơn nữa võ giao, hắn ngày hôm nay muốn giết Diệp Thần, đó là tuyệt không khả năng. Các ngươi muốn thương tổn Diệp Thần ca ca nói, trừ phi là tự ở trên xác ta bước qua đi. Võ giao đứng trước một bước, mắt đẹp mang kiên quyết vẻ, rút ra gánh chắp sau lưng chân trời trọng kiếm. Nàng bởi vì Diệp Thần mà hồi phục, vì bảo vệ Diệp Thần, nàng thậm chí nguyện ý bỏ ra tánh mạng. Đa Bảo Thiên Quân thấy vậy, cười khan một tí, sau đó lại hướng Diệp Thần lạnh lùng nói, thằng nhóc, núp ở một người phụ nữ sau lưng, coi là bản lãnh gì. Diệp Thần nhún vai một cái, nói các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, hai cái chính xác tiên đế, khi dễ ta một cái bách gia cảnh, lại coi là bản lãnh gì. Có bản lãnh nói, chờ ta tấn thăng thiên huyền cảnh sau lại đánh. Đa Bảo Thiên Quân và Nguyện Thiếu Người, sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem. Bọn họ biết Diệp Thần tiến bộ thần tốc, võ đạo nội tình cũng là vô cùng là khủng bố. Nếu là cùng Diệp Thần tấn thăng thiên huyền cảnh, thành thượng vị giả, bọn họ còn muốn giết Diệp Thần, vậy cơ hồ không thể nào, thậm chí phải bị Diệp Thần giết ngược. Nhưng hiện tại, Diệp Thần có võ giao che chở, bọn họ vậy vô kế khả thi. Nếu như không có chuyện gì nói, ta liền đi trước. Diệp Thần cười một tí, sau đó không nói nhảm nữa, ở trong hư không biến dạng ra một cánh cửa, mang võ giao, trực tiếp truyền đưa trở về tinh nguyệt giới. Đa Bảo Thiên Quân và Nguyện Thiếu Người, khí được thất khiếu bốc khói, nhưng cũng không cách nào ngăn trở. Đáng chết tiểu tử, chỉ biết tránh ở người phụ nữ phía sau. Đa Bảo Thiên Quân căm hận không dứt. Trùng Dương chân nhân đâu? Hắn tại sao không đến? Nguyện Thiếu Người cũng là căm hận, lại có chút oán trách. Nếu như Trùng Dương chân nhân vậy ở đây, Diệp Thần ngày hôm nay liền không chạy thoát. Chớ nói, vậy tạp mao tâm hoài bất quỹ, từ đầu đến cuối không chịu cùng luân hồi là địch. Thậm chí, ta hoài nghi hắn mơ ước trưởng giáo đại nhân vị trí, muốn mình khi lửa chồng thủ hộ giả. Đa Bảo Thiên Quân tay nắm giữ cầm, trong thần sắc tràn đầy căm ghét, lại có vẻ kiêng kỵ. Nguyện Thiếu Người trong lòng rét một cái, biết Tử Hoàng Tiên Cung nội bộ, cũng không phải một khối thiết bản, nước rất sâu, lập tức lại nữa lời nói. Diệp Thần và Võ Giao, thuận lợi trở lại tinh nguyệt giới. Bất quá trở về đến tinh nguyệt giới trước, Diệp Thần ngược lại là bất ngờ gặp được một người. Nàng chính là Giang Mị Âm. Giang Mị Âm nhìn một cái Diệp Thần và Võ Giao, nói, luân hồi chi chủ, ngươi có thể còn nhớ cùng ta tới giữ cam kết. Diệp Thần con ngươi híp lại, mặc dù biết lúc này không cách nào trốn tránh nhân quả, nhưng dưới mắt, hắn không cách nào đến nơi hẹn Giang Mị Âm. Hắn chắp tay một cái nói, Giang Điện Chủ, ta có chuyện quan trọng, cùng chuyện này xử lý xong hết, tới phiên ngươi tìm ta. Giang Mị Âm cường giả loại này tự nhiên đoán được là chuyện gì, nàng gật đầu một cái, được, bất quá ngươi vậy muốn chú ý âm thầm kẻ địch. Tiên đế đài đánh một trận. Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ sợ là thời gian ngắn sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, nhưng những người khác liền không nhất định. Ngươi càng cường đại, đế nhà những người đó càng không giấu được. Dựa theo của ta rõ ràng, những người đó đã âm thầm phong tỏa ngươi ta, mấy ngày nay, ngươi không có bất kỳ khí tức gì, bọn họ liền tìm được ta. Ngươi bây giờ trở về tinh nguyệt giới, vậy muốn chú ý đề phòng. Diệp Thần gật đầu một cái, đế nhà cuối cùng vẫn là ẩn bên trong uy hiếp. Hôm nay hắn thực lực cường đại mấy phần, như có cơ hội, nhất định đem mấy tên kia hoàn toàn lau đi. Hắn nhìn về phía Giang Mị Âm, chắp tay nói, lại cho ta mấy ngày ngày giờ, sự việc xử lý xong, ta nhất định đến nơi hẹn. Sau đó, cũng không để ý Giang Mị Âm, trực tiếp và Võ Giao tiếp tục đi tinh nguyệt giới. Nhưng gặp tinh nguyệt giới bên trong, bầu không khí nghiêm túc, thấm ra trước một chút đè nén ý. Diệp Thần ca ca, ngươi cùng ta tới. Võ Giao mang Diệp Thần, đi tới tinh nguyệt thần giáo sơn môn đỉnh. Nhưng gặp trên đỉnh núi, một chồng người làm thành một vòng. Diệp Tà Thần, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi, Giả Thiên Ma Đế Vân. Vân, bọn họ đều là ngồi xếp bằng, làm thành một vòng, kết thành trận pháp trong vòng tim là Nhâm Phi Phàm. Bọn họ đem tự thân linh khí, rối rít thả ra, bơm vào đến Nhâm Phi Phàm trên mình. Nhâm Phi Phàm gương mặt trắng bệch, tóc cũng là một phiến màu trắng, nội thương khá là nghiêm trọng.
Đang lúc mọi người linh khí bơm vào hạ, hắn nội thương khôi phục một ít, nhưng vẫn là nghiêm trọng. Nhâm tiền bối. Diệp thần lấy làm kinh hãi, tràn đầy lo âu, lập tức vậy cháy luân hồi máu, thả ra bổn mạng của mình linh khí, điên cuồng bơm vào đến trận pháp bên trong, cuối cùng tụ vào Nhâm Phi Phàm trong cơ thể. Vù vù. Luân hồi kim quang, ở Nhâm Phi Phàm trên mình nổ lên. Hắn mở mắt ra, trong con người bắn ra một đạo tinh mang, hơi thở nhất thời khôi phục rất nhiều. Vậy đầu tóc bạc trắng, cũng có bộ phận khôi phục màu đen, bể râu ý giảm nhiều. Ngay sau đó, một vòng sáng rực đại nhật, từ sau lưng hắn dâng lên, đó chính là Thiên Đế Kim Luân. Thiên Đế Kim Luân chiếu sáng, Nhâm Phi Phàm hơi thở càng viên mãn, hắn dài dài thư ra một hơi, nhìn về phía mọi người chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, bình tĩnh nói ta không sao, đa tạ các vị. Đám người gặp Nhâm Phi Phàm đã không còn đáng ngại, đều là thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Diệp Thần trở về, thần sắc phức tạp, không biết nói gì. Nhâm gia cái này một tràng quyết chiến, đối Diệp Thần mà nói, là hết sức là mâu thuẫn. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cuộc chiến đấu này phát sinh. Thật may, cuộc chiến đấu này kết cục, không tính là quá xấu xa, còn ở Diệp Thần tiếp nhận trong phạm vi. Ta muốn cùng Diệp Thần đơn độc trò chuyện một chút. Nhâm Phi Phàm nói. Hạ Nhược Tuyết, Diệp Tà Thần các người, liền gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Rất nhanh, đứng trên đỉnh núi, chỉ còn lại Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm hai người. Nhâm tiền bối, thật xin lỗi. Diệp Thần nói. Tại sao phải nói đúng không dậy? Nhâm Phi Phàm cười một tiếng. Diệp Thần nói, ta không nên đem mình tên chữ, cùng thiên nữ đan vào một chỗ. Nhâm Phi Phàm cười nói, không sao, ta biết ngươi không phải là cố ý. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hắn đem mình tên chữ, khắc viết lên thiên nữ tên chữ trên, lúc ấy đích xác không có cân nhắc quá nhiều, hình như là bản năng cho phép, lại hình như là trong chỗ U Minh có một cổ lực lượng, đẩy hắn làm như vậy vậy. Đó là vận mạng lực lượng. Không thể cãi lại vận mệnh. Nhâm Phi Phàm nói, thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng, những lời này, rất lâu trước thì có người cùng ngươi nói qua. Xảy ra sự việc, không nên đi hối hận. Chúng ta có thể làm, chỉ là càng thản nhiên đi đối mặt. Diệp Thần trầm mặc xuống, thật ra thì hắn cũng không phải hối hận, chỉ là có chút áy náy. Nhâm tiền bối, trận chiến này, coi như là ngươi thắng sao? Diệp Thần hỏi. Lần này đến Nhâm Phi Phàm trầm mặc, hắn tròng mắt híp lại, nhìn ra xa hướng bầu trời phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Đang trầm mặc một hồi lâu sau, hắn khẽ lắc đầu một cái, nói coi là ta thắng, nhưng không có ý nghĩa, giết không chết thiên nữ, ngược lại lưỡng bại câu thương, kết quả này cũng không tốt. Dừng một chút, hắn lại cười nói, bất quá, thiên nữ tất cả lá bài tẩy, cũng bại lộ ra, người sau này sẽ cùng nàng quyết chiến, trong lòng cũng có sức lực. Diệp Thần gật đầu một cái, đúng là như vậy. Hắn bây giờ biết liền thiên nữ lá bài tẩy, sau này quyết chiến là có thể nhẹ nhõm một chút. Muốn chú ý nàng mơ ước một lòng lưu, đó là tam thập tam thiên thần thuật một trong, hơn nữa có lớn nhân quả lực lượng, có thể để cho hết thảy huyễn mộng biến thành chân thực. Tuy nói ở thế giới hiện thật, mơ ước một lòng chảy lực lượng bị hạn chế, nhưng sau lưng ẩn chứa nhân quả luật thần uy, cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nhâm Phi Phàm ngưng trọng nhắc nhở. Diệp Thần nói, thiên nữ vậy nắm giữ nhân quả luật lực lượng sao? Nhâm Phi Phàm nói, không, hiện thế bên trong, chỉ có ta có thể miễn cưỡng nắm trong tay nhân quả luật, đó là không không thời không quy luật, ở hiện thế thật khó thi triển, thiên nữ còn không nắm giữ, nhưng đã sắp đến gần vậy phép tắc cảnh giới, người nhất định phải chú ý. Nhân quả luật cái loại này lực lượng, ở không không lúc nào không bên trong, phần lớn cường giả cũng nắm giữ. Nhưng ở thế giới hiện thật, cái loại này lực lượng có thể nói cấm kỵ, chỉ có Nhâm Phi Phàm có thực lực vận dụng, vẫn là phải mượn Thiên Đế Kim Thua Thần uy hạ. Diệp Thần gặp Nhâm Phi Phàm ra, còn có chút mạng nhện vậy vết rách, cũng biết hắn trận chiến ấy, bị thương rất nặng, trong lòng lo âu, nói. Nhâm tiền bối, người nắm trong tay nhân quả luật lực lượng, kích động không không lúc nào không, bị chân lý cảm cho đòi cùng tiếp đón, người có phải hay không mau phi thăng. Bây giờ Nhâm Phi Phàm quá mạnh mẽ, cường đại đến đã siêu thoát thực tế bước. Hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế so sánh, cũng là không kém chút nào, thậm chí hiếu thắng lần trước xoay sở, có thể nói thái thượng thứ nhất. Nhâm Phi Phàm nói, ta đúng là sắp phi thăng, nhưng ta vẫn không thể đi,
ta phải lưu lại, ta có ta sứ mạng. Diệp Thần nói, không không tiếp đón lực, có thể kháng nhận định sao? Hắn rất là lo âu, nhớ lại trận chiến đấu kia hình ảnh. Nhâm Phi Phàm mỗi lần chống lại tiếp đón lực, cũng phải chịu đựng cực lớn thống khổ cùng cắn trả. Hắn hôm nay nội thương, thật ra thì không phải thiên nữ tạo thành, thiên nữ còn không tư cách làm bị thương hắn. Hắn là bởi vì là chịu đựng chân lý cắn trả, mới bị thương nặng như vậy. Nhâm Phi Phàm im lặng, thở dài nói, khó khăn, rất khó, ta trình độ cao nhất bùng nổ thực lực, đã không phải là thế giới hiện thật có thể chứa, ta không nên lưu ở cái thế giới này, hôm nay chỉ có che giấu hơi thở, né tránh thiên cơ, đây thật là ta trước kia cho tới bây giờ không bị qua thống khổ. Trước kia Nhâm Phi Phàm đối mặt, là hữu hình kẻ địch. Nhưng hiện tại hắn đối kháng, là vô hình thiên cơ, chí cao chân lý, không thể cãi lại vận mệnh. Hắn nhất định là muốn phi thăng, chỉ là hắn nghịch thiên mà đi, cưỡng ép ở lại hiện thế. Dĩ nhiên, và đạo đức thiên tôn không cùng. Đạo đức thiên tôn cưỡng ép lưu lại, sẽ ăn mòn mồi lửa. Mà Nhâm Phi Phàm ép ở lại, là chính hắn lựa chọn, chỉ sẽ thương tổn tới mình, không hề sẽ hại đến người ngoài. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, có thể có biện pháp gì, có thể giảm bớt ngươi thống khổ, hoặc là giúp ngươi né tránh thiên cơ cái gì. Hắn tâm lý khá là áy náy, muốn đền bù và trợ giúp Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói, biện pháp, có thể có một cái. Ngươi thử một chút giúp ta đi tìm Kỷ Nguyên đạo thư, ta không tính sai, vậy cuốn đạo thư, hẳn ở Thương Huyền Đại Đế di thất bảo tàng bên trong. Diệp Thần ngẩn người, nói, Kỷ Nguyên đạo thư. Thương Huyền Đại Đế lại là ai? Nhâm Phi Phàm nói, Thương Huyền Đại Đế, chính là lúc ban đầu tổ huyền đồ chủ nhân. Cũng là di thất chi cảnh sau lưng bảo tàng chủ nhân, đã từng chém giết vô số cựu thần mạnh mẽ tồn tại. Diệp Thần bừng tỉnh, lúc đầu tổ huyền đồ sau lưng chém thần cường giả, tên là Thương Huyền Đại Đế. Hắn lại hỏi, vậy Kỷ Nguyên đạo thư? Nhâm Phi Phàm nói, Kỷ Nguyên đạo thư, tên là Xuân Thu Kỷ Nguyên, là thần tích tụng đời điển chương 5. Chương 5. Thần tích tụng đời điển tổng cộng có cửu chương, trước mặt 4 chương thiên vấn tiêu diêu du vũ hóa phi thăng hồng trần kiếp. Diệp Thần đều đã đạt được. Hắn lại không nghĩ rằng, lúc đầu Nhâm Phi Phàm muốn tìm Kỷ Nguyên đạo thư, chính là thần tích tụng đời điển chương 5, Xuân Thu Kỷ Nguyên. Nhâm Phi Phàm mừ một tiếng, nói, vậy Kỷ Nguyên đạo thư, ghi lại trăm triệu tỷ vạn kỷ nguyên bí ẩn, mỗi một cái kỷ nguyên sụp đổ cùng sinh sôi, quỹ tích cũng sẽ tự động ghi lại nhập Kỷ Nguyên đạo thư bên trong. Cái này cuốn đạo thư, đại biểu chân lý bí ẩn. Thần tích tụng đời điển cửu chương đạo thư. Cái này Kỷ Nguyên đạo thư là quyển thứ 5, cũng là thế giới hiện thật cuối cùng một quyển, cái khác 4 cuốn đạo thư, đều ở đây không không lúc nào không bên trong. Nếu như có thể tìm được Kỷ Nguyên đạo thư mà nói, ta liền có thể ẩn thân trong quá khứ Kỷ Nguyên bên trong, né tránh chân lý cảm cho đòi, tránh phi thăng, cũng sẽ không lại bị cắn trả khổ. Diệp Thần nghe được có né tránh thiên cơ, tránh cắn trả biện pháp, trong lòng cũng là vui mừng, nói, vậy Kỷ Nguyên đạo thư. Ngay tại di thất chi cảnh trong bảo tàng mặt. Nhâm Phi Phàm bấm bóp ngón tay, nói ta không tính sai, phải là. Di thất chi cảnh chỗ này, đặc biệt đặc thù, thật ra thì cũng không phải là thực tế lãnh thổ, mà là một cái khái niệm. Diệp Thần nói, khái niệm. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, không không lúc nào không đặc biệt thần bí, có các loại các dạng khái niệm, những thứ này khái niệm là thực tế xúc không sở tới, thời thời khắc khắc biến ảo, thật may ở 500 năm trước. Cái này di thất chi cảnh khái niệm, bị thực tế phép tắc ảnh hưởng, đã than giúp thành thế giới chân thật, chính là hôm nay thất vực. Diệp Thần gật đầu một cái, Thanh Lại Thương Hội đã điều tra qua, di thất chi cảnh đúng là ngay tại thất vực bên trong. Nếu như là hư ảo khái niệm, Diệp Thần không thể nào ra tay. Nhưng hiện tại có chân thật lãnh thổ, hắn muốn phải tìm bảo tàng, ít nhất có một chút có thể. Nhâm Phi Phàm nói, ta mong muốn Kỷ Nguyên đạo thư. Sẽ ở đó di thất chi cảnh bên trong, ngươi thử một chút xem có thể hay không tìm được. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, nếu như vậy đạo thư, thật ở di thất chi cảnh bên trong, ta dùng hết tử lực, cũng phải đem mang về cho ngươi. Nhâm Phi Phàm gật đầu, nói, đa tạ. Thương nghị xong, Nhâm Phi Phàm đi về nghỉ ngơi, Diệp Thần vậy cáo lui. Hắn tính một chút thời gian, khoảng cách thất vực mở cửa, còn có hơn nửa tháng. Đoạn thời gian này. Hắn dự định thật tốt củng cố võ đạo căn cơ, là tìm bảo tàng làm chuẩn bị.
hắn đã từng hướng tổ thần vương cam kết qua, nếu như phá giải tổ huyền đồ bí mật, cơ duyên phân cho Lục Hòa Thiền một nửa. Diệp thần từ sẽ không nuốt lời, lập tức đem Lục Hòa Thiền, từ Long Đằng trong khu cho đòi tới đây, chuẩn bị cùng nàng kết bạn đi tìm bảo tàng. Lục Hòa Thiền nghe được có tìm bảo cơ hội, tự nhiên cũng là lớn vui. Thanh Lại Thương Hội bên kia, vậy chuẩn bị cùng Diệp thần liên thủ tìm bảo. Dưới mắt, Diệp thần nhìn còn có một chút ngày giờ, liền nghĩ tới Giang Mị Âm nhân quả, liền truyền thanh cho Giang Mị Âm. Một nén nhang thời gian, Giang Mị Âm liền xuất hiện ở Diệp thần trước mặt. Tiểu đệ đệ, luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp thần không dự định lãng phí thời gian, nói thẳng, dẫn đường đi. Giang Mị Âm yêu kiều cười một tiếng, tụ thủ chấn động một cái, bẻ phiêu linh lá rơi mấy phần, một tay áo nhẹ vung, đem trước mặt bao la hư không cắt ra một vết thương. Tinh không sáng chói hằng chiếu dọi vẩy chiếu, từng tia không gian chảy loạn gió bão cuộn sạch mà qua, nhưng cũng bị người trước mắt hai ngón tay cũng kiếm, chém đi. Luân hồi chi chủ, vậy thì mời đi. Giang Mị Âm làm một cái mời động tác tay, chợt xoay người bước hướng vực ngoại vậy đạo không gian lỗ hổng, bóng người tiêu tán ở tại chỗ. Diệp thần con người híp lại, cũng là bước vào chỗ kia không gian bên trong. Vô biên đại thế giới bên trong, Diệp thần thi triển tự do dực, vỗ cánh gian vạn dặm phù diêu mà qua, dù vậy độ, con đường phía trước vẫn là mong không thấy cuối. Tiểu đệ đệ, nhanh lên một chút có được hay không? Giang Mị Âm oán trách thanh âm truyền tới, Diệp thần cười khổ một tiếng, mặc dù cảnh giới so Giang Mị Âm thấp quá nhiều, nhưng lấy hắn độ mà nói, đã là không chậm. Diệp thần còn ở vận dụng tự do dực tăng tốc độ, kinh khủng kia độ thậm chí mơ hồ đã cắt rời liền thời gian, có loang lổ thời không mảnh vỡ đang bay múa, mơ hồ có thể gặp vực ngoại hết thảy thay đổi, hào hùng hỗn độn khí tức đều phải sinh ra. Dù vậy, liền trước một ngày không ngừng nghỉ đi đường, đều là không gặp cực hạn cuối. Đây chính là tại sao ta không muốn tới tịch thần giới nguyên nhân, gặp một lần quá mệt mỏi. Giang Mị Âm tự lẩm bẩm, hoặc như là đang trả lời ai vấn đề. Ừ. Diệp thần nghi ngờ nhìn về Giang Mị Âm. Không việc gì, sắp tới. Lại là mấy giờ quang cảnh, Giang Mị Âm vạt áo liền vung, bước ra một bước, mong xuống phía dưới mênh mông mặt đất. Rốt cục thì đến. Ở hắn hai người dưới chân, phảng phất là thiên ngoại hữu thiên, tầng loan cao đỉnh đứng lên long xà, trực bức tiêu hán. Vô tận vách đá sâu khe cửa gian chợt có linh cầm phượng hót âm truyền ra, liền liền chôn sâu ở hắc ám bên trong uyên hạ, đều có thụy khí bay lên. Từng ngọn gầy trơ xương dãy núi giống như vảy rồng vậy ở lớn ngày vảy chiếu xuống lấp lánh rực rỡ, năm màu tường vân che đầu che đuôi, từ trên xuống dưới nhìn lại, hòa thoát thoát một cái chân long ở quanh quẩn trong đó. Vô số nhóm đỉnh giống như là ngàn năm giao xà vậy chúng tinh phủng nguyệt đem thủ vọng, tiên quang tràn ngập chỗ, đếm không hết dược thảo cùng linh căn tùy ý sinh trường. Thỉnh thoảng có linh thú qua lại, đó là vốn nên ở nơi này thế giới hiện thật đã diệt tuyệt tồn tại, lại xuất hiện. Diệp thần con người híp lại, chỗ này có thể không bình thường. Thậm chí so Tử Hoàng Tiên Cung địa bàn đều không yếu hơn nhiều ít. Quanh thân sát phạt hơi thở quá nặng Diệp thần đặt chân nơi đây, trong đáy lòng dâng lên một chút khó chịu, như vậy thế ngoại tiên, thật ở nơi này loạn thế tới giữa còn có. Cái này thiên đường, là người phương nào sở tạo? Cửu thần thời đại cường giả. Vẫn là không không thời không tồn tại. Nơi này cùng hắn nhìn thấy đổ nát không cùng. Cùng hắn đã gặp vậy bị không không lúc nào không xâm nhiễm thế giới hiện thật không cùng, nơi này làm trên tiên gia hai chữ tôn sư gọi. Nơi này chính là, tịch thần giới sao? Diệp thần quay đầu lại nhìn về Giang Mị Âm, vốn cho là cái gì tuyệt thế đất dữ, nhưng hôm nay xem ra, nàng trên mình, vậy có dấu bí mật. Người nào? Hùng hồn uống tiếng vang lên, một đầu cao đến ngàn trượng ba đầu sáu tay kim văn bạo viên đi ra, mỗi một bước đều là đi đôi với đất rung núi chuyển. Dứt khoát cái này tịch thần giới mênh mông bao la, nếu là ở thái thượng thế giới một ít quy tắc nhỏ yếu vực bên trong, cái này mù mịt mấy bước, không được đạp bể nửa phiến đại lục. Con vượn kia bên chân, từng cái lớn chừng bàn tay kim văn linh hầu giống như là leo một ngọn núi lớn vậy hăng say, cái này vượn già lúc này liền là một bộ hiền hòa cưng chiều nụ cười, dừng chân tại chỗ. Diệp thần con người híp lại, trực quan đi lên xem. Cái này kim văn bạo viên khí thế không thể so với tử thần giáo đoàn hoàng hôn cự nhân yếu. Ừ, đây là vượn già mới chú ý tới vậy người cầm đầu, thấy Giang Mị Âm nó cũng không có kỳ quái, ngược lại thì cười ra tiếng.
Giang nha đầu, thời gian dài như vậy không trở lại, có phải hay không cầm chúng ta những ông già này đều quên? Giang Mị Âm vuốt tay, ta mới vừa đã nói qua, Viên gia gia, nơi này quá lớn, ta qua lại một chuyến, còn không bằng bế quan đâu. Thực vậy, nếu không phải Diệp Thần tự do rực gia trì, bằng Giang Mị Âm mình, tính thế nào cũng cần càng thời gian dài. Ha ha ha, a, à, cái này đứa nhỏ là ngươi đạo lữ sao? Vậy như hoàng hôn cự nhân vậy vượn già thấy Diệp Thần, sáu đôi tròng mắt không một cái không hiếu kỳ. Diệp Thần mới vừa muốn giải thích, Giang Mị Âm nhưng là dẫn đầu lên tiếng, đúng nha, Viên gia gia, sư tôn còn ở sao? Nghe Giang Mị Âm nói tới, vậy lão Viên rõ ràng thần sắc một suy, ở à, cái lão già đó có thể đi đâu? Chính ngươi đi đi. Vượn già rút ra một cây tơ vàng dẫn dắt, mặc đâm hư không. Oanh! Vậy nguyên bản xa ở ngàn ngoài vạn dặm núi tầng lại là xem chồng chéo vậy, hơn nữa không có thương tổn đạt tới nơi đây sinh linh phân nửa, liền không gian đều là chưa từng kích động. Chân chính xúc địa thành thốn. Cái này cùng nghịch thiên thần thông, tuyệt không phải bây giờ Diệp Thần có thể hiểu. Cái này vượn già, thực lực tuyệt đối không kém. Hắn nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây rốt cuộc là cái thế giới gì à, yêu thú này trạng thái đỉnh phong sợ rằng so bát hoang hư thú cũng yếu không được quá nhiều. Cảm ơn Viên gia gia. Đối với vượn già như vậy thông thiên thủ đoạn, Giang Nghị Âm cúi người cười ngọt ngào một tiếng, kéo Diệp Thần chính là phù diêu ngoài bầu trời đi. Nếu như bọn họ tự đi đi đường, sợ rằng lại phải cần một ít ngày giờ. Tựa hồ là phát giác Diệp Thần nghi ngờ, Giang Nghị Âm nói, người có phải hay không kinh ngạc vậy Viên gia gia thực lực. Hắn tồn tại có thể ngược dòng đến cửu thần thời đại, nếu không phải suy yếu rất nhiều, sẽ càng đáng sợ hơn. Đúng rồi, tiên đế đại trận chiến ấy, ta cũng nhìn, Nhâm Phi Phàm và thiên nữ không hổ là đời này đỉnh cấp tồn tại. Ai, nếu không phải vậy đế phong hoa cản trở, ta đã sớm đột phá tiên đế, cho dù là ở nơi này đường cùng thế giới hiện thật, nơi đây thiên đạo cũng không có thể ngăn trở ta. Chỉ có không không lúc nào không có thể chứa ta. Giang Mị Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, như có thương tiếc, nhưng lại không hối hận. Nếu như đổi một người nói lời này, Diệp Thần nhất định cười hắn điên rồi, có thể trước mắt Giang Mị Âm hắn nhưng là rất tin. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta gặp người nào? Diệp Thần nghiêm mặt nói. Chờ lát nữa tự nhiên thì biết. Giang Mị Âm vỗ bả vai hắn một cái, nhẹ giọng cười một tiếng, dưới chân nhịp bước xê dịch, hướng xa xa lao đi. Giữ ta nhịp bước đi nha. Kích phát sư tôn bày ra đại trận, coi như Viên gia gia, cũng không cứu được ngươi. Chế nhạo tiếng cười truyền tới, Giang Mị Âm thân hình đã là trăm trượng ra ngoài. Diệp Thần, oanh, mấy bước bước ra, Diệp Thần sau lưng tấc đất ra, kích động dậy dính tất diệt hỗn độn khí tức, hóa thành thành phiến mênh mông cuốn tới, kinh khủng kia hơi thở giật tán gian trời long đất lở, thương khung đều là vỡ nát. Cũng may cái này bao la tịch thần giới bên trong, cực kỳ mênh mông. Hắn nhà cái này mảnh xứ sở, muôn vàn linh thú đều là chưa từng đến gần, mặc dù nhìn như thanh thế cuồn cuộn sát phạt thế công, nhưng cũng là chưa từng tung lên nguyên giới rung động. Sư tôn, ta trở về rồi. Giang Mị Âm thanh âm truyền ra, ngoài mười mấy dặm, có một tòa khoáng đạt dãy nhà, một bóng người ngồi xếp bằng ở phía trước. Diệp Thần thân hình giống như là đạn đại bác vậy bắn ra, cực nhanh thúc giục tự do rực, hắn nhưng mà không quen thuộc cái này ngàn vạn dặm sát trận huyền cơ. Giang Mị Âm chỉ thân, hắn thấy đã chậm một bước. Oanh! Đập xuống ở trong thời gian đó một tràng đại điện lầu bài bên trên, sụp đổ bụi đất bay tán, cách đó không xa Giang Mị Âm cười duyên không dứt. Này, luân hồi chi chủ, nói để cho ngươi theo sát chân ta, ai để cho ngươi như vậy không nghe lời. Diệp Thần thân hình lao ra, con ngươi híp lại, nhìn cách đó không xa bóng người, xin lỗi nói, ngại quá. Ở nơi này phiến trên đài cao hướng phương xa nhìn lại, vô tận dãy núi liền bờ bến đều không lộ vẻ, như ẩn như hiện, tựa hồ có linh nhất vậy, khói lồng hàn phong ngày bị long đong. Chém! Đột nhiên, ở Diệp Thần sau lưng, mấy tòa khoáng đạt trong mây tiêu to lớn kiến trúc bên trong, một tiếng gầm lên, người trung niên cầm đao lao ra, tàn ảnh còn ở, ánh đao đã chém sáng thương khung. Đao thúc! Giang Mị Âm cũng bị trước mắt một màn này hù ngu, trong lúc bất chợt tập sát. Vẫn là một tên bảo thủ phỏng đoán vô lượng cảnh hậu kỳ trí cường nhất kích. Cái này xé trời đao mang diễn hóa dị tượng, bầu trời bên trong một màn thời không đổi ngược, ánh mặt trời lặn như máu, đỏ bộc treo ngược, sát ý kinh thiên. Như vậy nhất kích,
Diệp Thần Đoạn không ngăn cản có thể, lại không nói hắn không có bị nơi đây quy tắc bảo vệ, cho dù là có bảo vệ, cũng không được. Mấu chốt, hắn căn bản không ngờ tới sau lưng sẽ có người ra tay. Thậm chí hắn muốn vận dụng thiết ngai vàng và trần bia bảo vệ, cũng không kịp. Cũng may Diệp Thần vẫn là ở ngay lập tức gọi ra một khối ấn tỷ, đó là lôi thần tổ khí, trên trời lôi ấn. Không muốn. Giang Mị Âm bi sợ hãi vạn phần, muốn lập tức lên đường ngăn ở Diệp Thần trước người, thay hắn chặn một kích kia, mặc dù là võng nhiên, có thể nàng không có phân nửa do dự. Bá. Vậy đạo ánh đao chân thực quá nhanh, từ người trung niên hiện thân đến vùng đao dẫn động thiên địa dị tượng đủ giết, bất quá là trong nháy mắt, Diệp Thần chỗ ngực cũng đã là lau một cái máu tươi bão tố ra. Từ đầu đến cuối, trước cửa vậy xếp bằng ngồi dưới đất bóng người, từ đầu đến cuối chưa từng ngước mắt. Sư tôn. Giang Mị Âm hoàn toàn mắt choáng váng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như thế, mình trăm ngàn cay đắng người mang tới, lại bị đao thúc một đao làm thịt. Rắc rắc, rắc rắc, trên 9 tầng trời, màu máu sấm sét chợt nổi lên, đạo tiếng sấm bổ ra tịch thần giới đại lộ đánh xuống, phải biết, bảo thủ phỏng đoán đây chính là một tên tiên đế cường giả nơi tê chi địa. Quy tắc bị bổ ra, tầng tầng ngưng dậy mây máu mờ mịt, liền vậy ánh mặt trời lặn đều là chiếm đoạt hầu như không còn. Ha ha ha, vậy ngồi xếp bằng bóng người đột nhiên mở mắt, ánh mắt như đuốc vậy hai đạo thần mang trực bức thương khung. Đem máu kia cướp mây nhất kích tán loạn. Quả nhiên là, ta cuối cùng sẽ hao tổn lúc đợi. Ngay tại Giang Mị Âm dưới ánh mắt kinh ngạc, nguyên bản bị thương Diệp Thần, chỗ vết thương lại là chậm rãi khép lại. Đó là vô tận huyết khí lực ở phun trào. Bị người thần bí nhất kích giải tán màu máu đám mây như có không cam lòng, lại là lại lần nữa chậm rãi ngưng hình, thấp nghi người trung niên muốn lần nữa rút ra đao, nhưng là bị Giang Mị Âm bên cạnh nam tử ngăn lại. Không được vô lễ. Người trung niên động tác hơi chậm lại, lại không có dư thừa động tác, tại chỗ đứng yên. Rắc rắc, rắc rắc, kinh khủng huyết lôi từng đạo bổ ra thương khung, như là khóa giới tới, ở đó chân trời nơi trung tâm, luân hồi thiên quốc và hồng mông tinh không hình ảnh hiện ra. Thậm chí ở luân hồi thiên quốc bên trong còn có một đạo tàn cờ. Đây là võ đạo luân hồi trong bản vẽ tàn cờ. Thương khung bắt đầu sụp đổ. Người thần bí nghiêng đầu liếc mắt, một người dung mạo, ngửa mặt trông lên như vậy thiên địa, không có chút nào sợ hãi, thậm chí tựa hồ còn có mấy phần cảm khái hoài niệm. Không sai được, ta phải đợi đại thế, tới. Hắn một tiếng quát to, đứng dậy xông về vậy luân hồi thiên quốc bên trong trấn áp càn khôn phá động tàn cờ, Giang Mị Âm trợn to mắt mâu nhìn hết thảy trước mắt, vậy rõ ràng chỉ là một mặt tả tơi cờ xí, vì sao lại có kinh khủng như vậy uy áp. Thậm chí liền mình sư tôn. Cũng không xuất thủ không được chống đỡ. Cờ xí một góc, loang lổ màu đen vết máu cũng mơ hồ phát ra uy áp, mảnh thế giới này non sông vạn dặm đều là bị khói mù bao phủ. Đây là, vậy Chu Thiên chiến trường ảo ảnh làm sao có thể hạ xuống tịch thần giới? Sâu trong rừng, vạn trượng vượn già ba đầu sáu tay đều là đang không ngừng run sợ, vậy là tới từ linh hồn chỗ sâu chèn ép, ngày xưa vậy phiến chiến trường, cách vạn cổ năm tháng diễn hóa tàn voi. Đều không có thể khinh nhờn. Hống. Vượn già cuối cùng là không cam lòng vắng vẻ tại vậy khiếp người chèn ép dưới, nó chợt quát một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, sáu cánh tay diễn hóa đại thần thông, giơ lên trời kim cương trụ phá thiên vậy đâm ra, một thuộc về hắn hơi thở trùng tiêu. Tịch thần giới hư không ông minh rung động, tùy thời có vỡ nát dấu hiệu, nếu không phải vậy giật tán tại bát phương năng lượng kỳ dị ở tiêu trừ trước vậy một góc tàn cờ uy áp. Sợ rằng cái này vượn già cũng có thể đem thiên địa khuấy cái lật đổ. Rắc rắc. Một đạo màu máu sấm sét thoáng qua, kinh hồng gian phục khắc năm xưa một món chư thiên chiến trường đạo ý, đem vượn già trí cường nhất kích chiếm đoạt, điện mang chớp mắt, hết thảy hoàn toàn tán loạn cùng vô hình. Cái này, không thể nào, cái này là tàn voi mà thôi, tại sao có thể có như vậy xuống thế cảm giác? Vượn già trước mắt đều là khiếp sợ, bất giác gian đã là lông tóc dựng đứng chợt nổi lên. Giống như một kim cầu vậy bị lôi cuốn dậy, đó là linh hồn chỗ sâu không khỏi sợ hãi. Suy rồi. Bị đầy trời màu máu sấm sét cùng biển mây khuấy động vận thế tàn cờ tàn mát ra một món viễn cổ hồng hoang hơi thở, theo tịch thần giới đại lộ ý chí thổi lất phất, lại là triển khai một góc, nguyên phiến thế giới ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Giống như là một hồi sinh đẹp huyết phong phất qua, dính hóa là kiếp bụi. Ngay chớp mắt,
Bao la mênh mông nửa tòa tịch thần giới chính là tiêu trừ cùng vô hình, theo màu máu gió nhỏ hóa thành một mảnh hư vô. Sư tôn, Giang Mị Âm bị cái này cảnh tượng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, mạnh như nàng, lại là ngay cả phấn khởi chống cự tâm tư cũng không dám sinh. Thần bí nam tử phù diêu hư không lên, tiếp liền mấy trưởng nhìn như tùy ý, hư không mờ mịt hơi thở thậm chí chưa từng có tồi thiên liệt vậy đại thế, giữa trưởng mềm tia càn khôn ý lại là cùng như bánh xe trở về hình ảnh kỳ cổ tương đương. Luân hồi đạo thống quả nhiên bá đạo. Bị Giang Mị Âm tôn là sư tôn người thần bí trong mắt bên trong thoáng qua một chút từ trong thâm tâm nụ cười, thấy cái này gió cuốn mây tan hở một tí tan biến nhất giới, liền hắn đều không cách nào chống đỡ khủng bố tồn tại, lại là có một loại thoải mái cảm giác. Liền ngươi vậy đang bảo vệ hắn, thối lui đi, ta chờ không địch. Người thần bí nơi mi tâm tách ra ra lau một cái ánh sáng rực rỡ, tối tăm đường vân như ẩn như hiện, che giấu tại dưới da thịt lưu chuyển, sáng rỡ nhu hòa. Sắc sắc. Ung ung. Vậy kể cả tịch thần giới đều là dính chôn vùi lôi đình lực, đánh vào người thần bí chỗ ngực, không có nghĩ xem bên trong bạo liệt không tiếng động. Màu máu sấm sét giống như là có linh nhất vậy, hóa thành từng cái màu máu con bướm bạo tán ra, phân bay tại bên người hắn, cũng không có sát phạt đại thế đè xuống. Thì ra là như vậy. Mấy con máu bướm chui vào người thần bí trong cơ thể, hắn ban đầu mấy phần gương mặt tái nhợt cũng là đẹp mắt một ít, cùng lúc đó, như bánh xe hồi cảnh tựa hồ ở tố nói chút gì. Ta cái này thân thể không lành lặn, không đáng giá được lại hao tâm tổn sức, ngược lại là ngươi, còn được bạn hắn đi một đoạn đường. Nhìn chư thiên huyết khí sấm sét hóa thành đóa đóa biển mây thì phải mang theo đại thế hướng mình tưới tới, người thần bí cười lớn một tiếng, cắt đứt cùng như bánh xe hồi hình ảnh liên lạc. Phịch, trong hư không từng tiếng rên, một đóa đóa màu máu mây hình nấm nổ tung tràn ngập, chỉ là hàng tỷ một trong giật tán. Chính là để cho ban đầu diệp thần khô khốc linh khí ngay tức thì dồi dào. Vậy bị cầm đao tiên đế cảnh cường giả nơi chém thương thế, cũng là khoảnh khắc ở khép lại. Ngươi, người thần bí nhìn trong bầu trời, như bánh xe hồi hình ảnh chậm rãi quay về gộp lại, hắn cũng là không khỏi thấp mi, lẩm bẩm nói. Thật đáng giá không? Thẳng đến dị tượng hoàn toàn biến mất, thong thả tỉnh lại diệp thần lúc này mới tỉnh lại. Thấy cái này mênh mông tịch thần giới bị chém tới liền gần như nửa số, hắn nhìn về vậy cầm đao cường giả. Người cái này một đao lại có uy thế như vậy. Không biết chuyện diệp thần lấy là vậy thì là đối phương cao nhất nhất kích, còn ở làm âm thầm chắt lưỡi. Ừ, cho đến xa thấy Giang Mị Âm ánh mắt phức tạp nhìn mình, diệp thần lúc này mới nhớ tới, mình không phải là bị vậy một đao chém chết liền sao. Làm sao nhưng là hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. Sư tôn, đao thúc hắn. Giang Mị Âm nhìn về cách đó không xa cầm đao đứng vững người trung niên, thanh âm có chút càng nuốt, mấy viên nước mắt trong suốt ở hốc mắt lởn vởn, càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp thần cũng là nghi ngờ, theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi được hoảng hốt. Vậy trước hướng về phía tự chỉ huy đao cao nhất đao đế, lại là một cổ thi thể. Khó trách, người này như quỷ mị lao ra hướng mình phát động tấn công lúc đó, thẳng đến đao rơi. Không có chút nào hơi thở, khi đó cũng đã bỏ mình liền sao. Hắn suy nghĩ mãi không xong, cho dù là vô lượng cảnh hậu kỳ, một cổ thi thể có thể khuấy động cái này đại lộ ý chí. Kinh khủng kia chém một cái, cũng không phải là cái gì tàn niệm có thể làm được, thậm chí chân chính tiên đế, cũng không dám ngạnh hám. Là hắn. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, nhưng ngừng lại trước người hắn cách đó không xa người thần bí trên mình. Trước mắt cái này bị Giang Mị Âm tôn là sư tôn nam tử, rất là quỷ dị, ở diệp thần ánh mắt xem ra, cái này lưu chuyển khắp tịch thần giới thiên địa đại lộ ý chí, đều là lấy hắn là trung tâm đang lưu chuyển sống. Hắn mới là mảnh thế giới này chủ nhân. T. Diệp thần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, chỗ tòa này thế giới kỳ dị bên trong, có thể là có không chỉ một tôn cường giả bị thai nghén ra, cái này đã tiêu vẫn cầm đao nam tử, ba đầu sáu tay kim văn bạo viên. Còn có vậy thải phượng. Chỉ là hắn mục cùng, cũng đã là ba tôn. Ước chừng ba tôn cường giả ở thái thượng thế giới tới giữa bị phụng là thần linh tồn tại, đây rốt cuộc là như thế nào một phiến thế giới à? Nhất để cho Diệp thần không đoán ra, là người trước mắt, hắn hoàn toàn không nhìn thấu, ở hắn trên mình, liền năm tháng đều không từng lưu lại dấu vết. Tiểu hữu có thể nguyện cùng ta, đánh cờ một ván. Người thần bí chậm rãi xoay người. Bình tĩnh con người nhìn về Diệp Thần, ước chừng một mắt, chính là để cho Diệp Thần có một loại rơi vào thời đại hoang cổ cảm giác.
Cái này bao la tịch thần giới, chỗ tòa này liền tiên đế cảnh cường giả đều là tê xanh cao nhất thánh địa, chính là do đích thân hắn làm bằng. Người thần bí tịch thần, cơ hồ đã là cửu thần thời đại nhân vật, cùng vậy quang thần, nham thần, băng thần chính là cùng thời kỳ nhân vật. Như vậy một vị xây đời thế gian đỉnh cấp cao thủ, Diệp Thần vốn cho là hẳn là tiên phong đạo cốt cụ già, có thể trước mắt tịch thần tướng mạo, so với chính hắn, còn muốn hơi có vẻ còn trẻ. Diệp Thần có chút khó tin, như vậy một vị biên tiên thiếu niên sẽ là vạn cổ trước liền được tôn là thủ hộ giả tịch thần. Hắn cũng không phải là biến ảo liền dung mạo, vô luận từ góc độ nào xem, đây đều là một cái chỉ có 18 tuổi thiếu niên, huyết khí dâng trào, giống như tân sinh. Xem ra thái thượng thế giới, trừ Vũ Hoàng cổ đế, Nhâm Phi phàm bọn họ, còn có một chút khủng bố tồn tại. Trước mắt tịch thần, chính là có máu có thịt, hoàn chỉnh một người, thậm chí có thể nói là sống vạn cổ kỷ nguyên lão yêu quái. Cái này để cho Diệp Thần 10 phần khiếp sợ, nhưng đồng thời đáy lòng cũng có một cổ bất an sâu đậm ở leo lên, những người này như muốn giết mình. Hắn nên như thế nào chống cự? À, khẽ than một tiếng. Nguyên bản lưu chuyển thiên đạo ý chí đều là theo tịch thần im bặt, làm người ta kiềm chế hít thở khó khăn, bầu không khí bỗng nhiên đọng lại. Hắn giống như là lầm bầm lầu bầu vậy, hướng Diệp Thần khoản bước đi tới, mỗi bước ra một bước, Diệp Thần ánh mắt đều là run lên. Quá kỳ quái, người trước mắt rõ ràng là một vị tiên đế cường giả, có thể nhìn xuống nhất thế, nhưng cho hắn cảm giác nhưng là bệnh thời kỳ cuối. Không tệ, chính là người nào chết mộ cảm. Tịch thần vậy nhìn như nhởn nhơ nhịp bước, lại là toàn bộ cậy vào trước đại lộ ý chí ở kéo động mình thân thể, cái này thiên đạo đại thế quay về gộp lại ở một mình hắn thân, làm hắn có thể như vậy ung dung. Như vậy một vị cường giả, lại là liền mình điều khiển thân thể đi cũng không làm được sao. Hắn rốt cuộc trải qua cái gì, nếu như chỉ là năm tháng tẩy rửa, như vậy sợ rằng hắn đã sớm sống ra thứ hai đời mới đúng, đúng như mình thấy được như vậy. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ, nếu thông qua khảo nghiệm, như vậy ngươi liền không phải kẻ địch. Tịch thần hai tay thua lập, trôi ra thân hình rậm chân, ở nơi này xốp thổ nhưỡng tới giữa, nhưng là chưa từng lưu lại phân nửa dấu vết. Hắn giọng cũng là hòa thoát thoát một bộ thời niên thiếu không câu chấp tự tại, nhưng âm rơi sau đó, nhưng là cho người vô tận bể dâu ý, 10 phần huyền diệu. Sư tôn, đao thúc hắn. Giang Mị Âm Lê Hoa mang nước mắt. Dựng thân ở đó cầm đao người trung niên bên người, tùy ý nàng như thế nào, đạo nhân ảnh kia đều là chưa từng đáp lại tại nàng. Đây là một vị rơi xuống tiên đế cảnh cường giả. Không cần thương cảm, sinh tử cuối, liền ta cũng là không cách nào tránh khỏi. Tịch thần khẽ mỉm cười, màu gian sạch sẽ trong veo, tựa hồ vị này bản thân rời đi, tại hắn mà nói, không dính dấp phân nửa tâm trạng động. Hắn đôi tròng mắt kia, từ đầu chí cuối chưa từng rời đi Diệp Thần nửa tấc. Không buồn không vui, để cho người không nhìn ra cho nên như vậy. Đao đế cự tuyệt vậy đạo cơ duyên, có lẽ có thể vì hắn kéo dài trăm năm, nhưng hắn cuối cùng làm ra mình lựa chọn. Tịch thần nói tiếp, lớn như vậy thế tương khởi, không không thời không tay đã từng bước một đưa đến thực tế. Đao đế tự biết huyết khí không còn đỉnh cấp, sống tạm trăm năm, bất quá là xem người này đời chìm nổi, cuối cùng đi về phía đường cùng mà thôi. Lúc trước một kích kia, là bởi vì là hắn đế thân cảm nhận được liền năm xưa một món không không lúc nào không ý chí thôi, lúc này mới chém một cái đoạn càn khôn. Người tựa hồ, biết được không thiếu. Tịch thần nhìn về Diệp Thần, hắn tự nhiên vậy là có thể cảm nhận được, Diệp Thần trên mình, như có như không 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 lúc nào không nhân quả. Ta không coi trọng ngươi, là bởi vì là, quá yếu. Tịch thần khẽ lắc đầu một cái, vậy một đầu như thác mái tóc dài cũng là chậm rãi phân dương hơi lắc lư. Giống như là thời gian tấm gương vậy khúc xạ Diệp Thần đi qua, một màn cũng thì không cách nào lừa gạt được hắn ánh mắt. Luân hồi chi chủ, quang thần, nham thần, dạ mẫu, tổ huyền đồ. Trừ máu kia cờ ra, liền thần quan vậy ở trong tay ngươi. Hắn trên mặt thoáng qua mấy phần vẻ phức tạp, vặn dậy mặt mũi lúc đó, tựa như có một màn tiên quang hà thụy sau đó lóe lên, thế gian vô song. Cảnh giới quá thấp nhỏ liền chút, dựa vào những thứ này ngoại vật. Không cách nào đi đến nơi đó, thậm chí liền những cái kia tử thần giáo đoàn những người đó đều không địch. Diệp Thần nghe vậy im lặng, hắn cũng không có từ tịch thần trên mình cảm nhận được sát ý. Nếu nó lựa chọn tin tưởng ngươi, thậm chí không tiếc mở ra truyền thừa, ta đây là ta muốn xem tiểu hữu có gì chỗ hơn người.
Hắn cười một tiếng, giống như thiên địa này một cái chớp mắt đều là mặt vui vẻ, răng trắng như tuyết sáng lạng như tinh thần tô điểm. Thấp mi Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng là cười khẽ đáp lại, tiền bối như vậy đặt mình vào diệt thế cướp lại cách xem nước lửa bên ngoài, ngồi đàng hoàng ở thế gian trên đài cao cường giả, dĩ nhiên là cười xem con kiến hôi hám cây. Có thể tại ta mà nói, mỗi một lần lựa chọn, không ngoài đều là sống chết, bỏ mặc cố tương lai như thế nào, đạp sai, chính là chết. Một năm trước, vô lượng cảnh là được nghiền chết ta, có thể ta còn sống. Hôm nay, vô lượng cảnh hậu kỳ cũng có thể cầm nặn ta, nhưng ta như cũ đứng ở trước mặt của ngài. Diệp Thần cũng là sững sốt, bỏ mặc cái thế giới này như thế nào lật đổ, hắn đều là lay động ở mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, không vào thì chết. Ác! Vậy ngươi lấy là, hôm nay thế giới hiện thật tình trạng, vì sao làm trọng? Tịch Thần trong mắt khều một cái. Như vậy lời bàn hắn cũng là phá thiên hoang lần đầu nghe, Diệp Thần lấy cứng nhất giọng nói ra nhất kinh sợ mà nói, chân thực không thể không làm người ta thay đổi cách nhìn triệt để. Cái này mà thế cùng đồ, không ngoài khí vận hai chữ. Thấy Tịch Thần chưa từng lộ vẻ xúc động, Diệp Thần nói tiếp, cho dù là chín thần chết, ta có mọi thứ khí vận thêm thân, thì có thể bình. Luân hồi cũng tốt, không không cũng được, thế gian hết thảy đều là ở nơi này hai chữ tới giữa, tiền bối nói ngoại vật. Cũng không phải là ta chiếm hết cơ duyên tới. Hôm nay thực tế và không không đánh cờ, vô luận ta một người, hoặc là một thành, một vực, chỉ cần khí không tiêu tan, lấy ta thủ đoạn vận thêm thân, cái gọi là khí vận. Yên lặng hồi lâu, đối diện Tịch Thần mở miệng nói, vẫn là kém một chút, không đủ hoàn mỹ, ngươi có thể nguyện cùng ta, đánh cờ một ván. Tịch Thần tay áo vung tay lên, nguyên bản đao đế thân xác lại là chậm rãi ngưng tán, máu xương lóe lên nhỏ mang. Hóa thành một mặt bàn cờ phơi bày. Ban đầu dũng động lực lượng vượt quá, đao đế máu tươi tích tích rớt xuống, hóa thành từng hạt tròn long lanh trong suốt con cờ, phân đen trắng vào cuộc. Một đại đao đế bướng bỉnh bất tuần, từng tại thuở thiếu thời bại hết sức bốn phương địch thủ, gọi tôn nhất thế, càng lấy cao nhất đao pháp chặt đứt gông xiềng trở thành chí cường, muốn ở đó cửu thần thời đại đạp tiên đế cảnh, nhưng là bị thiên đạo trói buộc. Rơi xuống đạo phạt chính là một ván thiên bàn khắc vào bên trong cơ thể, không phá không thể lập. Ván cờ quan hệ đến tương lai thái thượng thế giới cách cục, ta cùng hiểu vạn năm, cuối cùng không được rõ ràng, như theo ngươi nói phương án giải quyết, cùng ta một bàn về thiên đạo như thế nào. Tịch Thần cũng là khó tránh khỏi thổn thức, ngày này xuống tàn cuộc, liền hắn cũng thì không cách nào khám phá, cuối cùng làm được một đại đao đế vẫn diệt thế gian. Diệp Thần sửng sốt một chút. Chưa từng nghe thế gian còn có này tàn cuộc. Diệp Thần chỉ là một mục nhìn lại, giữa lông mày chính là ngưng tụ thành xuyên chữ, chưa tỉnh hồn Giang Mị Âm vội vàng gian nhìn về vậy đen trắng con trai thứ hai, chưa ngưng thần lúc đó, chính là bị một món thiên đạo ý chí đánh tan. Oanh! Nếu không phải Tịch Thần ra tay tương trở, sợ rằng thần hồn cũng sẽ bị thương nặng, cái này cùng thiên bàn, phân thần một cái chớp mắt đủ để bị biến dạng. Giữ tiền bối nói. Hôm nay không không xâm nhiễm thực tế, ta bản không tư cách tranh cãi nữa, ngàn vạn yêu nghiệt anh tài hoành ra, tiểu tử bất quá trăm giả cảnh tầng thứ 9 tu vi, cái này tiên cơ đã mất, ta cầm cờ trắng. Tịch Thần nghe vậy cũng không nhiều lời, hai ngón tay một vê, cờ đen lên xuống. Ừ, Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn tia tản ra, ngày này bàn bên trên, ngang dọc phức tạp các phương bất hòa thêm lẫn nhau tích chữ lợi dụng, dắt vừa chạy toàn thân. Cờ đen sắc bén thiết tấu tấn công đè được Diệp Thần thở dốc không được, cầm cờ trắng tay khẽ run, vậy một con trai nâng lên, đều là dùng hết khí lực toàn thân. Vô số ảo ảnh tựa như ngay tại Diệp Thần và Tịch Thần chung quanh lưu chuyển. Diệp Thần thi triển luân hồi thánh hồn thiên và hồng mông đại tinh không, lúc này mới hóa giải mấy phần. Bất quá cái này ảo ảnh bên trong, hắn tựa như thấy được máu hoàng tộc nữ đế. Ung ung, ngoài bầu trời một tôn máu phượng rên rỉ chém giết. Vạn trượng thánh thân thể rơi xuống thánh khiết chói lọi, căn căn linh vũ gần như toàn bộ tàn lụi, nó vẫn đang giãy giụa liều chết xung phong, hướng vậy vô tận hắc ám bên trong chạy đi. Tộc ta, tử chiến không lùi. Đổ nát bên trong, màu đỏ váy đầm dài tung người hắc ám, bể tan tành vạt áo hạ lớn nhỏ lỗ máu sáng nhiều vô số kể, máu hoàng tộc nữ đế chán tới giữa lóe lên qua vô tận sâu hắc, nàng thần chí đang không ngừng bị ăn mòn. Rắc rắc, rắc rắc. Nguyên bản sáng bóng cước nha giờ phút này dính đầy vết máu, từng bước đạp ở vô tận xương bể dưới, sắc bén cốt gai xuyên thấu nàng, trong mắt lóe lên lau một cái đoạn tuyệt.
không không thời không rác rưởi cửa, máu hoàng tộc tuyệt sẽ không rơi vào hắc ám. Nàng gào thét, đầy trời linh lực mãnh liệt dâng trào, dốc hết thủ đoạn núp lại máu hoàng chân thân nháy mắt phương hoa, tách ra ngàn vạn dặm huyết quang thắp sáng vậy hắc vắng vẻ chiến trường chỗ sâu, chiếu sáng phương hướng. Diệp thần một con trai, đoạn. Tịch thần giữa trường lật đổ, mang theo chưa từng có từ trước đến nay cờ đen lần nữa rơi định. Phịch, lại là một đạo hình ảnh. Chu Uyên cùng thái thần sóng vai, ngày xưa áo xanh thiếu niên trên gương mặt, thêm mấy phần kiên nghị cùng nghiêm nghị, trong tròng mắt đổ ánh ra sụp đổ chư thiên, muôn vàn thi hải bay lên, xương bể san sát, hắn tung người hắc ám, từng cái giết liền. Thái thần dựng thân tại vùng đất hoang tàn bên trên, trên đỉnh vương miện hư hại không chịu nổi, hoàn mỹ đế ấn minh văn khắc ở giữa trán, lóe lên ánh sáng màu vàng, nguyên thủy đế hiểu đại lộ lực ngang dọc, màu vàng kim phù văn kích động hư không, sau lưng hắn đế thị tộc nhân giống to chém giết, đáp lại trong thiên địa anh linh. Ung ung, trong bóng tối đưa ra một bàn tay, ghép lại mấy cái pháp ấn, vạn pháp trong phút chốc vỡ nhỏ, đó là không không cường giả ra tay. Công tử, ta vì ngươi thăm dò một chút con đường phía trước. Chu Uyên nhẹ giọng nỉ non, đón máu hoàng phân vũ máu tươi, tung người hắc ám chỗ sâu, theo mưa máu tích tích rớt xuống, biến mất ở vậy cuối. Đế thị nhất tộc, theo ta Chu Thiên. Thái thần gầm thét, thay đổi những ngày qua phong độ cùng trầm ổn, gặp Chu Uyên lướt đi, hắn cũng là không để ý ngăn trở, đuổi theo. Ung ung, hắc ám hơi thở như tranh vẽ cuốn vậy triển động, che đậy thương khung, ngang trời đứng. Cùng lúc đó, áo xanh bóng người đổ bay ra, máu tươi rơi xuống, nếu không phải một khối thế giới nhỏ diễn hóa đặc biệt dị thế hơi thở tràn ngập, đem hắn che lồng, sợ rằng trong phút chốc cũng sẽ bị chém chết. Tay cầm Diệp thần tặng cho võ đạo luân hồi đồ, đã bước vào võ đạo đỉnh cấp Chu Uyên, không địch lại. Sư tôn, lui. Chu Uyên một tiếng quát to, nhưng là vẫn khó mà thay đổi loại nào đó kết cục, đế thị nhất tộc đám người người trước ngã xuống người sau tiến lên. Đem sống chết hoàn toàn mặc kệ ngoài suy tính bọn họ đi theo thái thần đi, đế ấn vỡ nát, nướng mãnh liệt kim mang bị hắc ám vô tình chiếm đoạt. Mất đi chỉ dẫn đế thì tộc nhân rối rít ngã xuống, rơi vào hắc ám thâm uyên, vậy một đạo sáng chói tử mang lôi cuốn ngân hà ánh sáng nổ lên, nhưng bất quá lao ra mấy chục trượng, chính là hoàn toàn chìm ngập tại hắc ám. Diệp thần con trai thứ hai, đoạn. Bất quá là ảo cảnh dò xét mà thôi, người đã ném khôi tháo giáp. Như thế nào tranh cái này mà thế đại vận? Ngươi tìm gông xiềng, chém được không đủ hoàn toàn. Tịch thần mâu gian không hề bận tâm, tựa hồ đã sớm dự liệu được cục diện như vậy, hắn tự mình mở miệng nói. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, ngược lại cũng không mất là một cái có thể được đường, nhưng hôm nay, đáng tiếc tuyệt. Chân chính sát phạt, hiện tại bắt đầu. Tịch thần hai ngón tay lại chấp một con trai, quả quyết rơi xuống. Lấy cái này đại thế là bàn. Chúng sanh là cờ, chấp trưởng sinh sát đại thế đoạn diệt, người như thế nào ngăn cản? Ung ung, diễn hóa chư thiên trên chiến trường ngay lập tức giật mình, may là lấy Diệp thần luân hồi thánh hồn thiên, đều có điểm khó nén xu thế suy sụp. Kết thúc, tịch thần nhìn tổng quát thế cục, tuy có vùng vẫy, nhưng đại cuộc đã định, không cách nào lật đổ. Chỉ có thể bị động phòng thủ, trăm bí mật nhất định có một sơ, như thế nào tranh? Cuối cùng một con cờ hạ xuống. Định càn khôn. Phải không? Diệp thần lại chấp tử, sáng long lanh cờ trắng hạ xuống thiên bàn bên trên, hắn ánh mắt kiên nghị, chưa tới bụi bậm lắng xuống lúc đó, nhân quả không hiện. Tịch thần nhưng là xem thường, nhàn nhạt nói, như vậy một con trai, liền để cho ta chém tới ngươi luân hồi chi chủ khí vận. Vô tận ảo ảnh bên trong, Diệp thần ý chí ngưng tụ thành hình, trôi lơ lửng tại thiên bàn bên trên. Phịch. Diễn hóa thiên bàn bên trên. Vô tận hắc ám hơi thở che trời mạc, một đạo mơ hồ bóng dáng lay động, tựa như thật như ảo, lăn lăn mây đen sụp đổ hư không. Huyễn Long chín phong chém. Tịch thần ra tay. Rét lạnh tiếng quát nổ vang ở giữa thiên địa, chín chuôi thần kiếm núp thành một cái chăn rừng vậy thấy đầu không thấy đuôi hắc long gầm thét, há mồm ấp úng gian liền đem mảnh chiến trường này nuốt vào trong bụng, liền thời không cũng không có coi. Vèo, vèo, vèo. Tiếp liền mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Diệp thần tiếng kêu rên lúc ngẫu nhiên truyền ra, một đạo kiếm mang kinh thế, từ mây đen biến ảo long bụng sáng lên, sát na thần mang xé ra hắc long ngực, đầy trời long huyết hóa thành hắc vụ tiêu tán. Hô! Diệp thần tiếng thở dốc bộc phát thô trọng, đợi đến bụi bặm lắng xuống,
hắn cao ngất kia thân thể thẳng tắp bên trên, nhưng là nhiều mấy cái thấu lượng lỗ máu ồ ồ phun trào. Máu sen lẫn thịt vụn dòng nước chảy xuống, thời khắc này hắn hành động cũng bị đau nhức nơi phong tỏa, mà vậy 8 cái lỗ máu, có một cái bất ngờ ở đan điền. Bất quá như vậy, hắc ám bên trong, một tiếng khinh thường âm vang vọng không giảm, Diệp Thần chỗ vết thương, tí ti hắc vụ lại là làm máu từ trong cơ thể xông ra, hòa thoát thoát giống như là vậy bóng tối ngọn nguồn vậy đáng sợ. Diệp Thần thân thể, tựa như đang không ngừng nhô lên hắc ám khí tức, lại sâu hơn. Hống. Một tiếng long ngâm, vậy triền miên tại Diệp Thần quanh thân hắc vụ lại là hóa thành trượng 8 đại nhỏ hắc long đem hắn vững vàng bó buộc, miệng to như chậu máu ngay tức thì chính là dương ra cắn, mưu toan vặn đi Diệp Thần đầu lâu. Cùng lúc đó, đế nhà. Bầu không khí ngưng trọng. Gia chủ, đế ấn có thể có tin tức. Đế Trần vội vàng hỏi. Đế Lạc lắc đầu một cái, ta tạm thời bắt không tới. Bất quá chỉ cần tìm được Diệp Thần. Tất nhiên mới có thể có đế ấn tin tức. Trước ta một mực để cho người cha tìm Diệp Thần và Giang Mỹ Âm tin tức, hôm nay, tựa hồ có một chút tin tức. Diệp Thần và Giang Mỹ Âm hội hợp, nhưng không biết đi địa phương nào. Thời khắc này đế Lạc ý định giết người ngưng trọng. Đế Trần con người đông lại một cái, nói, vậy có phải hay không chỉ cần tìm được Giang Mỹ Âm liền có thể tìm được đế ấn? Ừ, đế Trần nhưng là nhẹ ra một hơi, xem ra lưu cái tên kia một mạng. Không sai. Ừ. Đế Lạc mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng là thấy mình cái này tam đệ giữa trưởng càn khôn ngưng hình, ở đó vô tận vùng đất hoang tàn đệ, từng tiếng gầm thét vang lên. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Đế Lạc cũng là không khỏi được sửng sốt một chút, còn người đông lại một cái, đế phong hoa. Hắn còn sống. Đế Lạc nhiều hứng thú nhìn đế phong hoa thần hồn, hôm đó bị thái thần cùng Diệp Thần liên thủ chém tới. Không ngờ cái này còn sót lại thần hồn lại vẫn không tán. Cái này người không ra người quỷ không ra quỷ phản đồ tàn dư, vốn là giữ lại vậy không tác dụng gì, lau đi, đừng lưu lại nơi này thế gian, cho ta đế thị mất mặt. Đế Lạc trơ cháo không cười, nhìn chằm chằm đế Trần giữa trưởng vậy đạo hư ảnh. Đừng, ta có thể tìm được đế ấn. À, đế Lạc trừng mắt nhìn, tỏ ý đế Trần đem hắn thả ra, một món thần hồn giật tán ra, cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là bị Thái Thần cùng Diệp Thần liên thủ chém tới một nửa, cũng không từng hoàn toàn phai mở biến mất. Đế Lạc, đừng giết ta. Ta có thể tìm được đế ấn. Đế Phong Hoa thần hồn mới vừa bị phóng thích, chính là cảm thấy một cổ đại đạo hơi thở khi thì động lại, khi thì sinh chuyển, rất hiển nhiên, đây là trước mắt nam tử trong hô hấp sinh ra khủng bố cảnh tượng. Cho dù là hắn đế Phong Hoa thời kỳ toàn thịnh, gặp đến bây giờ đế Lạc, sợ rằng như cũng không phải là đối thủ, chạy. Đế Phong Hoa đã không dám nghĩ. Thấy đế Trần mắt lộ ra hung quang, đế Phong Hoa vậy ý thức được mình nói sai, gia chủ, gia chủ. Ta có thể tìm được đế ấn, ta và Giang Mỹ Âm đại chiến lúc đó, bày ra dấu vết, ta có thể tìm được Giang Mỹ Âm. Dưới mắt đế Phong Hoa cũng không dám thở mạnh, cúi đầu đối mặt trước mắt áo xanh nam tử. Xem ra người cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, ngược lại cũng có mấy phần tác dụng, mặc dù có thể sống sót. Là bởi vì là vậy thánh kỳ trục cuốn chứ. Đế Lạc khinh thường bĩu môi, mặc dù không hiểu được phía dưới kia trấn áp cái gì không thấy được mặt trời quái vật, một khi nắm trong tay đế ấn, thái thượng thế giới đều là ở trong tay, hắn đối với vậy thánh kỳ trục cuốn tuy có nghe thấy, nhưng cũng không để ở trong lòng. Suy, đế Lạc đầu ngón tay giấy lên lau một cái dịu dàng biển ngọn lửa màu xanh ra trời, chạm ánh sáng màu xanh ngưng tụ thành một đạo linh thân. Lại cùng đế Phong Hoa trước kia tướng mạo không hai. Oanh! Đế Lạc tay áo vung tay lên, đem đế Phong Hoa thần hồn đánh vào linh thân bên trong, một đạo kim mang hóa thành gông xiềng phong chữ ấn hiện ra, khắc vào liền hắn ấn đường. Cái này đạo linh thân lại làm ngươi thân thể, so ngươi lúc trước bộ kia quỷ dáng vẻ xinh đẹp rất nhiều, chớ làm mất ta đế nhà mặt mũi. Đế Lạc từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng nhìn xem đế Phong Hoa, tràn đầy khinh thường. Hôm nay đế Lạc nhưng mà xưa không bằng nay. Yên tâm đi, cái này đạo linh thân, có ta thần diễm gia trì, cho dù là vô lượng hậu kỳ cường giả, muốn phá hủy vậy không chuyện dễ. Đế Phong Hoa nghe vậy, trong mắt bên trong vừa mừng vừa sợ, một nửa kinh tiệt, một nửa phức tạp. Mang ta đi, tìm Giang Mỹ Âm và Diệp Thần. Vậy Diệp Thần tất nhiên biết đế hợi sán rơi xuống, tìm được hắn, vậy liền tìm được đế ấn. Đế Phong Hoa vỗ ngực.
Dư Quang khóe mắt quét mắt một phen, nói nhỏ. Gia chủ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Một bên Đế Trần nghe vậy giận dữ, lúc này liền muốn ra tay, nhưng là bị Đế Lạc chỉ một cái khuyên lui. Ta thích có dã tâm người, nói. Ta muốn nhập đế mộ. Đây là Đế Lạc đầu tiên nhìn thẳng Đế Phong Hoa, nhập đế mộ. Ha 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 ha. Đế Lạc giờ phút này cất tiếng cười to, hắn thân hình chớp mắt, như quỷ mị không tiếng động, thậm chí liền nơi đây thiên đạo cũng không từng cảm ứng. Đế Lạc một tay lộ ra, thẳng xuyên thấu Đế Phong Hoa ngực. Ngươi cảm nhận được liền sao, cái này cái linh thân rực cháy huyết dịch nóng đang lưu chuyển, ngươi xem, cái này đập tim. Đế Phong Hoa ngay tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng, thật là nhanh. Ngay chớp mắt, lại tùy tiện xuyên thủng mình, Đế Lạc bàn tay kia trong lòng, nắm mình viên kia đập tim. Chớ nói muốn nhập đế mộ, ngươi nếu có thể giúp ta tìm về đế ấn, ta lại cho ngươi một cái mạng thì như thế nào? Đế Lạc nụ cười mười phần ngông cuồng, đó là đế thị thẩm phán bá tánh tự tin cùng bá đạo. Gia chủ. Nghe lời nói này, Đế Phong Hoa trong mắt bên trong tách ra da nướng mãnh liệt ánh sáng rực rỡ, người khác có lẽ khó mà mong đợi đạt tới, nhưng trước mắt Đế Lạc, chính là thái thượng thế giới mấy chục ngàn trở tới nay, có khả năng nhất bước vào truyền thuyết kia cảnh người đàn ông. Đi đi, tìm được đế ấn, không giải quyết được, liền kêu ta. Đế Lạc quăng cho hắn một quả linh ấn, có thể hay không trở về gia tộc, liền xem chính ngươi. Hình ảnh quay về. Diệp Thần tự nhiên không biết đế nhà đã không nhịn được sẽ đối hắn ra tay. Hắn hiện tại cũng không có sợ hãi đế nhà dự định, càng không có suy tính cái khác tình cảnh dự định. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng bao quanh mình, luân hồi thánh hồn thiên điên cuồng vận chuyển. Hắn muốn khiêu chiến mình cực hạn. Oanh! Ngay lập tức, tịch thần nơi chấp cờ đen truyền ra từng cơn ông minh, đầy bàn binh chốt đều là ở khẽ run, mặt như thiếu niên hắn tựa hồ là sớm có dự liệu, khóe miệng nhẹ nhàng hướng xuống kéo một cái, tiếc nuối nói. Cho dù là luân hồi chi chủ, vẫn là khó sửa đổi như vậy kết cục sao? Mặc dù thắng, nhưng tịch thần nhưng là cũng không nửa điểm mà vui mừng, cái này vô tận năm tháng tới nay. Hắn đều là đang cùng đao đế thử nghiệm phá cuộc, thẳng đến sinh mạng cuối, muôn vàn vạn biến đều là diễn ra, nhưng kết cục không một ngoại lệ. Đáng tiếc, ta cái này thân thể không lành lặn, cho dù là góp đi, chỉ sợ cũng khó sửa đổi vậy phiến trong thiên địa đại thế. Lúc này tịch thần, thanh âm có mấy phần tịch mịch, lúc trước Diệp Thần xuất hiện, để cho hắn nhìn thấy một điểm điểm hy vọng, thậm chí luân hồi ý chí đều là 10 phần chắc chắn, có thể hết thảy các thứ này. Hôm nay tựa như lại là lần nữa trở lại nguyên điểm. Giỏ trúc rót nước một chàng không. Tiền bối, duyên vì sao than thở. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần thanh âm vang vọng ở bên tai, mặt đầy cười trúng chím, mặc dù bị ngày này mâm uy áp nơi chấn, bách không ngóc đầu lên được, thế nhưng tự tin âm, nhưng là không thể so sánh. À, tịch thần trước mắt sáng lên, ngước mắt nhìn về ngồi đối diện Diệp Thần, còng lưng sống lưng đều là bị cái này tàn cỡ uy thế đè cong. Nhưng vẫn là cười trúng chím không giảm. Tiền bối nơi chấp chi tử, chưa từng có từ trước đến nay, mũi nhọn lộ ra, như vậy cường thế, ta như trực diện, bản đó là một con đường chết. Diệp Thần dáng vẻ run rẩy cầm lên một viên thấu lượng cờ trắng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rớt xuống thiên bàn, hai ngón tay lên xuống lúc đó, thế cục lần nữa nháy mắt đổi. Rắc rắc, rắc rắc, mây đen đè thành vậy thiên địa bị sáng chói màu máu quang vũ tích tích chiếu sáng. Thiên vũ nháy mắt tức thì chấn thế, nguyên vẹn kiếm hồn luân hồi thiên kiếm và luân hồi thiên quốc diễn hóa, một kiếm ra khỏi vỏ tới giữa, một giới khác sát khí cuồn cuộn, tiếng la giết không ngừng. Giống như là một mặt tấm gương vậy đổ ánh màn trời, mặt đất bên trên hắc vụ phun trào, đi sâu vào đáy vực không gặp, trên bầu trời, đủ loại thần mang sáng chói như đại tinh, người cầm đầu chân đạp vạn trượng máu phượng, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt một chuôi tàn cờ. Huy động gian muôn vàn anh hồn gương mặt đều hiện. Giết! Giết! Biến dạng vũ trụ giết mang vượt 10.000 đóa sơn hà, chiếu sáng hắc ám bên trong mỗi một xó xỉnh, vũ hoàng cổ đế tương lai người thân hình bất ngờ ở trong đó. Diệp Thần chấp tử tay không ngừng run run, vô luận như thế nào, vậy một con trai bằng hắn tu vi, lại thì không cách nào rơi xuống. Tiền bối, chém vận thất bại một khắc đó trở đi, mở đầu cũng đã kết thúc. Cờ đen nhuệ khí, phân nửa không thể tán, tán thì toàn bộ loạn. Loạn thì xanh biến, ta cũng muốn xem, cái này đại thế kết quả ai chủ chìm nổi. Diệp Thần hình ảnh trước mắt bắt đầu vặn vẹo,
hắn thậm chí thấy được mình đoạn là hai khúc kiếm. À! Một tiếng đau uống vang khắp tịch thần giới, vậy uy áp kinh khủng ngay tức thì rơi xuống, cho dù là tịch thần đều là giữa trán có một món mồ hôi hiện ra. Tươi đẹp tại trước mắt Diệp Thần như vậy hậu thủ cơ hồ có thể đoạn vậy phiến trước đại thế, nhiều ít cơ duyên, hắn đã đếm không hết thời gian hắn trải qua nhiều ít, liền đao đế cái này cùng trấn áp một đời vô địch tư đều bị dây dưa chết. Trong một cái chớp mắt này, hắn thật thấy được hy vọng, vui giận bất hình vu sắc tịch thần lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, liền liền giang mị âm, đều là lần đầu tiên thấy mình sư tôn như vậy thất thố. Cho dù là bầu bạn vạn cổ đao đế chết, hắn đều không từng thần thương, nhưng là bị trước mắt Diệp Thần nơi dẫn dắt chừng tâm trạng. Sư tôn, giang mị âm nóng nảy hô to, mặc dù nàng thân là người ngoài cuộc, không thấy được ngày trước bàn tới giữa diễn hóa vạn vật thiên địa, nhưng là thấy đánh cờ một khối Diệp Thần, thân xác ở đứt đoạn. Luân hồi thánh hồn thiên và thiên tiên cá chép sao không ngừng vận chuyển, cuồn cuộn không dứt lực lượng trào hướng Diệp Thần, dù vậy, Diệp Thần cũng phải đem vậy định đỉnh càn khôn một con cờ hạ xuống. Đây là thuộc về hắn luân hồi nói. Nhâm phi phàm vì cái này nói, cũng tình nguyện không phi thăng không không, đối kháng quy tắc. Tình nguyện tóc đen đổi tóc trắng. Hắn lại có cái gì không thể làm? Không thể. Trong nháy mắt thất thần suýt nữa gây thành đại họa, nghe được giang mỹ âm nóng nảy hô hào tịch thần nhìn về Diệp Thần, nếu như lại mặc cho hắn đặt cờ, có thể hội thần hồn vẫn diệt. Ngày này bàn vốn là vô thượng ý chí hiển hóa, độ một đời thánh tôn đao đế đại kiếp, nếu như hiểu đổ vậy dễ hiểu, có thể Diệp Thần thằng nhóc này, lại là tìm được phương pháp phá cuộc. Vậy cùng liền vô lượng cảnh hậu kỳ đều không cách nào ngăn cản uy áp, cũng may đao đế đã chết, không có hơi thở, cũng không có đưa tới cao nhất kiếp nạn, nhưng dù vậy, hoàng thần tới giữa, Diệp Thần đã sắp tiêu vẫn. Tán. Tịch thần đôi mắt chăm chú nhìn, màu vàng kim con ngươi trong chuyển động, thiên địa đại thế ở hướng hắn áp sát, một hồi gió mát phất qua, hết thảy rút ra ngày trước bàn bên trên. Bót. Diệp Thần vậy khạc ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Giang mị âm nhẹ nhàng đem Diệp Thần ôm lấy, ánh mắt phức tạp nhìn đã mất đi ý thức hôn mê ở ngực mình người đàn ông, nàng biết, mình sư tôn ra tay, Diệp Thần mệnh, không có việc gì. Sự thật cũng đúng như nàng dự đoán như vậy, vô hình gió mát phất qua, lại là đúc lại Diệp Thần vết thương, trong mấy hơi thở, chính là hoàn hảo như lúc ban đầu. Ung ung, thiên bàn bên trên, đánh cờ một người đã dở chỗ, thiên địa này lớn cờ cũng là sắp tản đi. Diệp Thần vốn muốn cầm lên vậy một con trai hóa thành một thuốc phấn vụn phân vẩy, vậy diễn hóa một màn, cũng vậy là sau đó phai đi. Ta đây muốn xem, cái này triệu một trong biến số, sẽ là như thế nào kết cục. Tịch thần có lòng không cam lòng, hắn ngẩng đầu ngưng mắt nhìn cái này bàn lấy thiên địa khí vận là mâm tàn cờ, tay áo vung tay lên, hướng Diệp Thần ban đầu bưng chỗ ngồi phóng tới. Ken két ca, tịch thần giới màn hình đang không ngừng vỡ nát. Một phiến mảnh không gian sụp đổ, giống như là mảnh vỡ vậy rơi xuống, theo tiêu vấn, còn có vậy giống như là tồn tại ở tấm gương vậy bên trong vô số sinh linh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giang mị âm tự lẩm bẩm, nàng nhìn vòng quanh bốn phương, vậy sụp đổ chỗ, cũng là vô số sinh linh đang không ngừng chết. Hống, thu, ba đầu sáu tay kim văn bạo viên gào thét, liền vậy xinh đẹp nhưng lại khiêm tốn thải phượng đều là rên rỉ. Hai đại chí cường yêu thú vậy cảm nhận được liền tiêu vẫn khí tức nguy hiểm. Chủ nhân, bằng ngươi trước mắt trạng thái, mất đại lộ dựa vào, dòm ngó không được vậy tương lai một góc à. Bạo viên thanh âm khí sâu sơn hà, vang vọng ở cái này phiến không ngừng biến mất thế giới bên trong, nếu như tịch thần xảy ra chuyện, cái này phiến do hắn chế tạo tịch thần giới nơi có sinh linh, đều là khó tránh khỏi gặp nạn. Chủ nhân, nghĩ lại à. Thải phượng thanh linh thanh âm bên trong kẹp theo sợ hãi, cũng là nhắc nhở. Ung ung, thiên bàn bên trên, tịch thần mặt không cảm giác, thon dài mảnh khảnh hai ngón tay nhưng là cũng không dừng lại, chấp một viên cờ trắng chính là phải hướng Diệp Thần vị trí mới vừa rồi đặt cờ. Phân nửa xa, vậy trắng nõn hai ngón tay tiến thêm không được, đã là khô héo suy bại, huyết khí tiêu tán, ngược lại là lau một cái tử khí leo nhưng mà sinh. Ừ. Cái này đại lộ ý chí đều không cách nào giúp ta sao? Tịch thần có chút tịch mịch, hắn hôm nay, nhìn như mạnh mẽ, bất quá chỉ là cậy vào điều khiển thiên đạo mà đi, mình cả người tu vi, đã sớm cùng theo năm tháng trôi qua. Như ta còn đang đỉnh cấp, một màn này, vô luận như thế nào, ta cũng là muốn chính mắt nhìn một chút. Tịch thần nguyên bản đặt cờ hai chỉ thu hồi,
ngay chớp mắt lại là khôi phục nguyên bản trắng nõn trạng thái. Được rồi, như vậy liền do ngươi thay ta xem một chút đi. Tịch thần lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt nhìn về hư không hạ nằm ở Giang Mị Âm trong ngực Diệp Thần, hết thảy các thứ này, trong sâu thẳm tự có thiên định. Bá bá bá, thiên bàn hóa thành từng luồng tàn vân bị gió thổi tán, thẳng đến không gặp, vậy uy áp kinh khủng cũng là tản đi. Đáng tiếc cái này tịch thần giới. Bạo viên hóa thành hình người, là cái đầy tóc vàng to lớn người đàn ông, tay cầm kim cương côn tới, thấy tịch thần, khom người nói, chủ nhân, ta cái này thì tự chữa giới này. Thải Phượng cũng là hóa thành một tên ung dung cô gái, mặc y phục rực rỡ, vẫn bộ dạng thướt tha, cũng là phụ họa nói. Tịch thần nhưng là khoát tay một cái, nhẹ ho mấy tiếng, như thác vậy tóc đen đều là liếc một nửa, giữa trán uy nghiêm, giống nhau là hóa thành một bộ trung niên hình dáng. Không cần, sợ rằng có chút không có sức xoay chuyển trời đất. Hắn tuy nói như vậy, nhưng mặt mũi giữa vui mừng nhưng là khó nén. Chủ nhân, bạo viên cùng Thải Phượng đều là bi sợ hãi dị thường, bọn họ rõ ràng, chủ nhân cùng người tới, vậy thì đồng nghĩa với. Hắn sinh mạng sợ rằng đã phải đến cuối. Giống như cái này dùng mọi cách chứa đựng mà nay nhưng là mình đầy thương tích tịch thần giới vậy, sắp đường cùng. Cùng lúc đó, tịch thần giới ngoại giới. Đáng ghét, làm sao nửa điểm hơi thở không hiện. Đế Phong Hoa thân hình qua lại mảnh núi rừng này tới giữa, lưu chuyển đại lộ ý chí cũng là cũng không khác thường. Theo lý mà nói, Giang Mị Âm cần phải nên xuất hiện ở nơi này. Khu vực này quá lớn. Nếu muốn tìm hai người, đúng là không dễ, nếu như dùng sức mạnh phá hủy, vậy tất nhiên sẽ kinh động đám người, đến lúc đó bọn họ nếu là có phòng bị, hơn nữa khó mà đoán. Rắc rắc, rắc rắc, Đế Phong Hoa nghe được, không gian vỡ nát thanh âm. Ở nơi đó, hắn thân hình hướng một nơi hư không vỡ vụn dấu vết nhảy lên đi. Vèo, một đạo giết mang xuyên thấu qua hư không tới, cho dù bị quy tắc phá hoại, vẫn là sát phạt lực khủng bố. Ngay cả hôm nay Đế Phong Hoa, đều là suýt nữa bị chém thủ cấp. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn có thể cảm thấy, hơi thở kia cách nhau ngàn vạn dặm truyền tới, chỉ là một đạo dư quang, thiếu chút nữa muốn mình tánh mạng. Ca! Đế Phong Hoa âm ngoan cười một tiếng, nghiền nát đế lạc ban cho Ngọc Ấn, bất quá mấy tức lúc đó, hai đạo khí tức mạnh mẽ xông lên trời không, kim quang bùa chú trong ngang dọc, thiên địa hơi chậm lại. Nhưng mà tìm được đế ấn. Đế Lạc cùng Đế Trần hai thân người hình trôi ra tới, ở bọn họ sau lưng, ước chừng mấy chục tên vô lượng cảnh trung hậu kỳ đi theo chừng. Gia chủ, không tệ, những người đó, xé ra giới vách đá đi những địa phương khác. Đế Phong Hoa nhẹ giọng đáp lại, nhưng đối với vậy một đạo quỷ dị giết mang, nhưng là chỉ chữ không sách. Những địa phương khác, Đế Lạc trong mắt vừa nhấc, hắn bên cạnh mấy tên vô lượng cảnh cường giả tiến lên mấy bước. Ta chờ nguyện đi. Giúp gia chủ lấy tộc ta đế ấn. Ba tên hắc y nhân trầm giọng thỉnh nguyện. Đế Lạc trầm ngâm hồi lâu, khẽ lắc đầu một cái, đế ấn chuyện hôm nay là ngực hắn một tảng đá lớn, trừ phi thân gặp, khó mà an tâm. Ta thu liếm hơi thở, sẽ không ra tay. Các vị theo ta, cùng đi trước. Đế Lạc quay đầu nhìn về một bên Đế Phong Hoa, ngươi, dẫn đường. Lời nói tới giữa bình thản cực kỳ, nhưng cũng là tràn đầy không cho kháng cự ý. Đế Phong Hoa thầm mắng một tiếng cáo già, nhưng là không thể làm gì, hắn có thể cảm nhận được, Đế Lạc chỉ cần nhất thời hưng khởi, là có thể muốn mạng hắn. Theo ta đi, Đế Phong Hoa những thứ này nhỏ diễn cảm cũng không dám để cho tâm tế như phát Đế Lạc nhìn gặp, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, 10 người cùng phá không đi. Hình ảnh quay về, tịch thần giới. Tỉnh lại lần nữa Diệp Thần tự nhiên không biết có thủ oán nhà truy đuổi đến nơi này, hắn mở mắt ra. Hình ảnh còn chưa đập vào mi mắt, một cổ hương thơm đầu tiên là vào mũi, đó là Giang Mị Âm mùi vị, còn lưu lại một ít mình áo quần hơi thở. Hắn con người híp lại, thở ra một hơi, xem ra ta vẫn là phải mau sớm bước vào thiên huyền cảnh. Còn sống cảm giác, thật tốt. Chỉ có giờ khắc này, Diệp Thần mới phát giác được, mình lại một lần nữa từ quỷ môn quan đi trở về, cái này quen thuộc hơi thở, để cho lòng hắn an. Đứa nhỏ, thật đúng là hiểu được hưởng bị. Giang Mị Âm thanh âm đột nhiên truyền tới. Diệp Thần nhìn một cái Giang Mị Âm, cũng biết cuối cùng, là nàng che ở mình, liền hướng nàng gật đầu một cái. Diệp Thần thậm chí còn cảm nhận được nhắm mắt trong nháy mắt mềm mại. Giang Mị Âm tựa hồ cũng là nghĩ tới điều gì,
gương mặt ửng đỏ. Giang nha đầu, người có phải hay không không thoải mái, mặt lại thế nào đỏ? Đầy tóc vàng tục tằng người đàn ông nghi ngờ hỏi. Đối với cái này chút nào không rõ ràng phong tình đại hán, mỹ phụ cũng là một mặt khịt mũi khinh bỉ hình dáng. Diệp thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên tịch thần, tiền bối, ta. Hắn có rất nhiều vấn đề quanh quẩn trong lòng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, nhưng là tên kia đã sớm liếc phát nam tử. Cái này cùng Nhâm Phi Phàm như nhau. Diệp thần kinh hãi, cũng là đoán được một ít gì. Ngươi kêu Diệp thần đúng không? Có một số việc, ngươi có thể hỏi ta, lần này, ta tới vì ngươi hoàn toàn đáp hoặc. Tịch thần chậm rãi xoay người, nhìn về Diệp thần, không còn là bộ kia không nói một lời yên lặng hình dáng. Diệp thần hít sâu một hơi, thiên đầu vạn tự lại là không biết như thế nào mở miệng hỏi dậy. Ngài là người còn sống. Một bên mỹ phụ cùng người đàn ông chính là xem mong ngu si như nhau nhìn Diệp thần, tiểu đệ đệ, người đầu óc đánh cờ hạ hư. Sư tôn đương nhiên là người sống, chẳng lẽ ngươi gặp qua quỷ sao? Diệp thần im lặng, tịch thần cũng vậy, không đáp, rất hiển nhiên, hắn biết Diệp thần hỏi chính là cái gì. Một hồi lâu sau, vẫn là tịch thần dẫn đầu gật đầu, chân thân ở chỗ này. Cùng máu kia hoàng tộc nữ đế không cùng, nàng vậy nhất tộc cấm thuật mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng coi là tái thế mà sống, quá nhiều trí nhớ đã thất lạc. Trước mắt tóc trắng trung niên bộ dáng tịch thần. Một mắt chính là nhìn thấu Diệp thần bên trong đan điền, võ đạo luân hồi đổ thế giới hết thảy. Oanh! Một hồi huyết quang từ Diệp thần trong cơ thể lao ra, hóa thành một bộ màu máu váy đầm dài trôi giạt, sáng bóng chân nhỏ nha đạp trên đất, nhưng là không nhiễm bụi ai. Chính là máu hoàng tộc nữ đế. Là ngươi! Cùng là máu hoàng tộc nữ đế giống như là gặp được cái gì bất ngờ sự việc vậy, nguyên bản cao cao tại thượng khí vận đột nhiên bốc hơi, thậm chí có chút ngưng trọng. Giang Mị Âm thấy Diệp thần bên người lại có như vậy tuyệt thế cô gái tướng ỷ, cũng là kinh ngạc không thôi. Tiên đế. Nàng có chút không thấy rõ, máu hoàng tộc nữ đế cho nàng hơi thở 10 phần không vững chắc, vậy cả người thu vi, càng giống như là. Là ngoại lực nơi được. Ừ. Nữ đế nhìn lướt qua Diệp thần bên người Giang Mị Âm, hướng về phía Diệp thần dửng dưng mở miệng nói, xem ra bàn cờ này, càng ngày càng phức tạp, không hổ là luân hồi chi chủ. Tóc vàng người đàn ông cũng là há to miệng, mặt đầy khó tin, máu hoàng tộc, còn thích chữ đời. Cái này nhất tộc, năm xưa không phải là vì ngăn cản không không thời không tiến quân, đã tiêu diệt liền sao, tin đồn vậy một bộ đỏ tay áo thiêm hương, quát thái thượng nữ đế, miễn cưỡng liều chết một vị không không chí cường. Ngươi cũng không phải ngươi. Tịch thần trước mắt quần đỏ tươi đẹp cô gái, lắc đầu nhẹ giọng nói. Chủ nhân, đây là ý gì? Thải Phượng cùng Bạo Viên hình người trạng thái đều là quay đầu nhìn về tịch thần, cái này vốn nên vạn cổ trước mất đi người, sao sẽ xuất hiện lần nữa? Mà khí thế của nàng mặc dù xuất trần, nhưng tu vi. Chân thực không dám tâng bốc. Ta không nhận biết ngươi. Máu hoàng tộc nữ đế nhìn về tịch thần, trong mắt bên trong thêm mấy phần hoang mang. Cũng chỉ có chém hết hết thảy nhân quả, mới có thể thuận lợi luân hồi, xem ra vậy một đời luân hồi chi chủ vậy hoàn thành mục tiêu. Ngược lại cũng không đều là không đúng tí nào, tối thiểu, ngươi ở nơi này nhất thế, cùng hắn gặp nhau. Tịch thần có chút cảm khái, lão hữu gặp mặt, nàng như lúc ban đầu, nhưng lại đem quên, hắn như cũ, nhưng lại tàn lụi, thật đáng tiếc thật đáng buồn. Chủ nhân, đây là nàng chuyển thế. Thải Phượng cùng Bạo Viên đều là trợn to trong mắt, cái này thế gian thật có luân hồi nói một chút. Luân hồi, không người tham ngộ phá chữ. Mặc dù lợi dụng tất cả loại thủ đoạn lại đến thế gian, nhưng lại chém tới liền ngày xưa hết thảy nhân quả trí nhớ cũ, cũng không biết đây là nàng vẫn là một người khác. Nhìn qua vẫn là bộ kia cái xác thôi. Tịch thần nhìn về phía Bạo Viên, lần này ngươi rõ ràng, hắn hỏi ta vấn đề thứ nhất. Nhìn như hoang đường, liền ta đều là không nói lấy đáp. Máu hoàng tộc nữ đế nhưng là nhàn nhạt đáp lại, bớt cậy già lên mặt, vắng vẻ hằng, ta bất quá dò xét một phen. Thật làm bản đế mất mạng. Liền cái này nhẹ bỗng một câu, không mang theo bất kỳ uy thế gì, từng có may mắn mắt thấy qua máu hoàng tộc cao nhất phong tư mỹ phụ cùng người đàn ông đều là nuốt nước miếng một cái, khẩn trương tới cực điểm. Vắng vẻ hằng, danh tự này, cũng chỉ có nàng có thể gọi ra chứ. Người cũng như tên, quả nhiên là hằng lâu cùng đời trường sinh nhân vật. À, cô bé. Ngươi không cần mượn dùng nàng lẻ tẻ trí nhớ cũ tới dò ta,
ngươi không phải nàng. Bị gọi ra tên thật, Tịch Thần không nhịn được cười một tiếng, danh tự này liền chính hắn, đều là sắp quên lãng đi. Máu hoàng nhất tộc đại bí, cùng đã từng vậy nhất thế luân hồi chi chủ giữa giao dịch, ta cũng không rõ ràng trong đó bên trong uẩn, bất quá ngươi nếu để lại một phần chia trí nhớ cũ, ngươi liền tự đi đi khai thác đi. Tịch Thần nhìn về Diệp Thần, mở miệng nói. Lần này, ta là đưa cho hắn giải thích nghi hoặc. Diệp Thần dựng thân, khom người một bái, nói tiếp, tiền bối, thái thượng thế giới phải chăng đã bị không không thời không cường giả xâm nhiễm? Đạo đức thiên tôn thật có thể bảo vệ thế giới hiện thật mồi lửa sao? Tử thần giáo đoàn tay ta cảm giác đã không ngừng hướng bên này duỗi. Chưa từng, Tịch Thần môi trương hợp, còn muốn nói gì, nhưng lại cuối cùng ngậm miệng không nói, chỉ là kêu hai chữ. Vậy cùng tranh phong, hắn cho dù toàn bộ biết được, vậy đoạn không nhúng tay có thể, ngược lại thì mong cầu cái viễn vông xa vời, tại trước mắt tu hành bất lợi. Đã từng vô tận kỷ nguyên trước, không không lúc nào không vậy một phiến hắc ám bên trong, chẳng biết tại sao lực lượng nào đó xé ra thực tế giới vách đá, đưa đến nhóm lớn cường giả xông vào. Bọn họ âm thầm liên thủ, ở thế giới hiện thật đám người không biết chuyện dưới tình huống, khắp nơi cướp đoạt giết hại. Thậm chí đem trước đời đại năng cao nhất tu hành pháp cùng đại bí đánh cắp, chúng ta lúc phát hiện, là lúc đã chậm. Làm sao huyết chiến sau đó, không không thời không những cái kia tộc loại các người bằng vào bóng tối lực lượng tham phá liền tộc ta căn bản, cùng cảnh giới đánh một trận, tộc ta chết thảm trọng, nhưng đại thế cũng không hề thiếu tươi đẹp hạng người, đổ máu không lùi, đánh lui không không lúc nào không người đến. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt híp lại, mồ hôi lạnh cũng ở đây sau đó lưu lại. Cái này là dạng gì một đám cường giả, lại là có như vậy thông thiên triệt địa có thể, không tiếc lấy vạn cổ là pháp, phá một cái bẫy. Diệp Thần nghi vấn, lại là tự mình lời nói, mặc dù tạm thời đánh lui nhóm người kia, nhưng bọn họ sớm muộn kéo nhau trở lại, đến lúc đó du ngoạn, tộc ta sẽ gặp sắp không người có thể ngăn cục diện. Đạo đức thiên tôn bố trí cũng là như vậy tới. Tịch Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói tiếp, tử thần giáo đoàn và ma nữ tay, đã duỗi càng ngày càng gần. Tiên đế đài đánh một trận, chính là như vậy. Diệp Thần hơi kinh hãi, xem ra Tịch Thần mặc dù ở Tịch Thần giới, nhưng đối với ngoại giới đồ cũng không có so rõ ràng, liền Nhâm Phi Phàm và thiên nữ tiên đế đài đánh một trận đều biết được. Diệp Thần, đối với bàn cờ này mà nói, ngươi là một cái biến số, ta lúc trước không tin, bất quá hôm nay xem ra, vị kia tầm mắt cách cục, so ta đây là mạnh một ít. Ta lấy vì ngươi đi không tới nơi này, không nghĩ tới. Nhâm Phi Phàm hộ đạo, hỗn độn kỳ lân, máu hoàng, hồng hoang huyết kỳ, tổ quan, luân hồi huyền bi, 33 trời, hồng quân, chín thần nhân quả, lại là bảo vệ ngươi đi tới ngày hôm nay bước này, chân thực không tưởng tượng nổi. Tịch Thần giọng bên trong cũng là có chút kinh ngạc, cái này vốn là cục bị đánh loạn, Diệp Thần sớm hẳn chết mới là, dẫu sao như vậy tu vi, đối mặt trên đời đại địch, 10 phần chết chắc. Có thể hắn lại là rất miễn cưỡng mở một đường máu. Rất đến hiện tại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thì ra là như vậy. Mình hết thảy các thứ này, lại là có người đã sớm dự liệu đến. Diệp Thần không khỏi có chút không cam lòng, nhưng hắn trong thoáng qua nhưng lại là chiến ý sôi sục, bởi vì cái này nhất thế, hắn là hắn không phải người bất kỳ con cờ. Cho dù bầy cục, ta không cũng giống vậy đi lên bất đồng quỹ tích, ta có thể đi ra ta đường tới. Diệp Thần nhẹ giọng nói, đây chính là vì sao ta hôm nay nguyện ý cùng ngươi nói chuyện nguyên nhân, bởi vì, ta cũng không tin vị kia bày ra cục có thể thành. Tịch Thần lời nói tới giữa, có loại nào đó không biết làm sao. Sự thật chính là, hết thảy các thứ này cũng không dựa theo hắn kế hoạch tới đi, ta muốn xem, lấy ngươi năng lực, sẽ đi bao xa. Một bên bạo viên chính là cho Diệp Thần giáng lên cổ động nói, thằng nhóc, liền chủ nhân chúng ta cũng coi trọng ngươi. Ngươi nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, phải biết, chủ nhân ta nhưng mà ngày xưa Chu Thiên Kim Bảng hạng thứ hai khủng bố tồn tại. Chu Thiên Kim Bảng. Diệp Thần sửng sốt một chút, bảng danh sách này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng, ở đó trên bảng, không một không phải trí cường cấp bậc tồn tại, chính là thời đại kia ta thái thượng tột cùng nhất một nhóm người. Diệp Thần chính là mờ mịt lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua. Chín tầng trời viêm đế. Ở đó trên bảng danh sách, cũng không quá đứng hàng thứ 9 thôi. Bạo viên từ nhà mình chủ nhân trong miệng nghe Diệp Thần đã từng gặp qua 9 tầng trời viêm đế, lập tức chính là mở miệng giải thích.
Sư Tôn. Sư Tôn cũng mới chỉ có thể xếp thứ 9. Diệp Thần nhận 9 tầng trời viêm đế ân oán, cũng coi là hắn học trò. Trước 10 nhóm, không một không phải lực áp vạn giới, chân đạp một đời tồn tại. Bạo Viên vỗ ngực tự hào nói. Diệp Thần cùng Bạo Viên hai người ngươi một lời ta một lời hàn huyên. Máu hoàng tộc nữ đế đâu? Thứ 5. Tịch Thần tiền bối là thứ 2. Thứ 2. Thứ nhất đâu? Thứ nhất đương nhiên là. Bạo Viên vừa muốn đáp lại, bên người Thải Phượng nhưng là kéo hắn một cái, nhìn lại mình một chút chủ nhân vậy vui giận không hiện vẻ mặt, hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Sợ rằng cái này thứ nhất rất là thần bí. Diệp Thần, người xuất hiện là một cái biến số, có lẽ có thể thay đổi thế giới hiện thật cách cục, nhưng có lẽ chưa dùng tới ngươi. Thật ra thì ở cái thế giới này, thiên tư không kém gì ngươi, người tuổi trẻ không phải số ít, thậm chí có chút yêu nghiệt, thiên huyền cảnh giới liền có thể chém chết tiên đế. Nếu thời gian dài, những người tuổi trẻ này lớn lên, sẽ là kinh khủng nhất một nhóm tồn tại. Chỉ là không biết bọn họ là hướng tới thực tế, vẫn là hướng tới không không. Diệp Thần cũng là lần đầu nghe cái này cùng tồn tại, đáng tiếc hắn bây giờ không có đụng phải loại người này, có cơ hội nhất định phải gặp gặp, chủ huyên cái này võ si, chắc hẳn vậy sẽ rất vui vẻ. Bất quá ngươi không cần lo lắng không không ở hiện tại xâm nhiễm thực tế, còn không có chúng ta những thứ này lão bất tử chống. Đạo đức thiên tôn cũng không sẽ để cho loại chuyện này phát sinh. Ngày xưa Chu Thiên Kim Bảng mấy người, còn có không thiếu lão cổ đồng chấn giữ. Trừ phi không không thời không vô số cường giả đánh tới, nếu không sẽ không ra đời. Tịch Thần chậm rãi cười một tiếng. Diệp Thần nhưng là trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, mạnh như Tịch Thần, hôm nay cũng là một bộ thân thể không lành lặn, dần dần bước vào tuổi xế chiều, dựa vào điều khiển thiên đạo sống sót, như vậy những người khác chắc hẳn huyết khí vậy định không còn đỉnh cấp. Có thể hắn đã gặp một ít không không thời không cường giả, huyết khí trùng tiêu tựa như tráng niên vậy vô cùng. Đồ tay hái ngôi sao, về chỉ bể một vực. Có lẽ trước mắt Tịch Thần liền vẫy tay cũng có thể như vậy, nhưng hắn nhưng là 10 phần lo lắng. Làm sao, ngươi là lo lắng không không thời không những người đó sẽ trước thời hạn hạ xuống. Tịch Thần tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, cười giải thích, ở nơi này cuối, con đường phía trước đã đứt. Một bên Thải Phượng cùng Bạo Viên mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là không khỏi được nhướng mày một cái. Ừ. Chủ nhân, Tịch Thần giới, có người ngoài xông vào. Có 10 người, đều là vô lượng cảnh, có mấy vị hơi thở rất mạnh, mang theo ý định giết người. Tóc vàng Bạo Viên gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Các ngươi trò chuyện, hai người chúng ta, cầm những cái kia đập bể thu thập hết. Hai người không nói lời nào tung người hư không, vạn trượng Bạo Viên ba đầu sáu tay hiện ra hết thần uy, mỗi một chân đạp hạ, đều là đất rung núi chuyển. Bảy màu Thải Phượng vỗ cánh phù diêu, mấy tức gian chính là hóa thành lau một cái lưu quang đi. Tịch Thần giới. Khắp nơi là tàn tạ không chịu nổi cảnh tượng, hư không một phiến phiến sụp đổ vỡ nát, ở đó mơ hồ tới giữa, không gian chảy loạn tàn phá. Bốn phía ngược lại là rất ít có chết đi sinh linh, ở chỗ này vạn vật phần lớn có tộc quần ở tập trung, báo đoàn sưởi ấm. Gia chủ, một giới này không gian cực kỳ không yên, tạm không có sinh linh dấu hiệu. Nhưng địa vực nhưng là vô cùng là rộng lớn. Quần áo đen đế trần trầm giọng nói. Đế Lạc nhìn về một bên đế Phong Hoa, người sau giật mình, lúc này liền là đáp lại, gia chủ, không sai được, Giang Mị Âm hơi thở, trước đây không lâu từng ở chỗ này lưu lại, nơi này địa vực mặc dù rộng lớn, nhưng ta xác định, đám người kia ở nơi này. Gia chủ, một giới này bởi vì chúng ta hạ xuống, uy áp cường thế mà vỡ nát, tìm đế ấn chuyện, liền giao cho chúng ta đi. Một vị to lớn người đàn ông đồ đen tiến lên lĩnh mệnh, nói tiếp cái này mảnh không gian quá mức không chịu nổi, như ngài tùy ý di động, chỉ sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó, chúng ta liền không tốt tìm người. Đế Lạc vậy phát hiện nơi này không tầm thường, nhưng khẽ nhíu mày, nơi đây tuyệt không phải người nọ nói, là mình đám người uy áp chen bể mảnh thiên địa này. Đi! Đế Lạc nhàn nhạt phân phó một tiếng, tu la vệ đám người tản ra bốn phía. Đế Phong Hoa chính là đứng tại chỗ chưa từng bước chập chừng, đế trần mặt đầy khinh thường nhìn hắn, ngươi cũng đi. Tiền bối, ma nữ nếu như hoàn toàn hạ xuống, sau lưng nàng lá bài tẩy là cái gì? Không không thời không bất kỳ đồ, đều đủ để trở thành nàng lá bài tẩy. Tiền bối, vậy võ đạo luân hồi trong bản vẽ huyết kỳ, còn có tổ quan là vật gì?
Diệp Thần trong lòng có quá nhiều vấn đề chứng thực không có kết quả. Chân chính huyết kỳ đã gãy, bảo vệ ngươi cổ lực lượng kia, cũng là đi đôi với luân hồi chi chủ chuyển thế lưu lại dư lực thôi, lại có mấy lần, vậy liền biến mất. Tịch Thần trừng mắt nhìn, mới vừa ta từng cùng nó vừa gặp. Máu kia cờ, không phải cái gì tổ khí, bất quá là nhân tộc chinh chiến, cùng vậy không không thời không cao nhất cường giả tỉ thí lúc đó, vậy phiến trên chiến trường cờ xí. Nhưng nó nhưng là bị bồi bổ tưới vô số cường giả máu tươi, có ta, có máu hoàng tộc nữ đế, có chín tầng trời viêm đế, cũng có. Rất nhiều mạnh bao nhiêu người chết lúc máu tươi. Thậm chí là không không lúc nào không cường giả máu tươi, vậy từng dính. Tịch Thần nhìn Diệp Thần, chỉ có ở ngươi thời khắc nguy nan, máu tươi mới biết thức tỉnh vậy mặt tàn cờ, không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Chỉ cần là nhân tộc, không người không tuân theo vậy mặt tinh thần tượng trưng cờ xí, nếu như không không thời không người, nó sẽ không chút lưu tình chấn giết. Cũng coi là, hắn để lại cho ngươi duy nhất bảo vệ tánh mạng vật kiện. Dĩ nhiên, ngươi không muốn cậy vào nó, bởi vì quá mức rất xưa, muốn thức tỉnh nó còn phải xem vận khí. Diệp Thần không khỏi được cười khổ, xem ra mình thật đúng là một được ưa chuộng. Còn như vậy tổ quan. Tịch Thần hồi tưởng lại từ trước, cái này tổ quan, là tộc ta cùng không không lúc nào không cường giả chém giết lúc đó, số lượng không nhiều dưới sự bảo vệ tới thần vật, cho dù là đạo đức thiên tôn, đều không cách nào trưởng ngự. Thậm chí lúc ấy có không ít người kết luận, đây là một kiện vật chết. Diệp Thần cũng là đầu óc bên trong bổ sung hình ảnh, cái này cùng chí bảo. Sợ rằng phàm là có một chút xíu tác dụng, Vũ Hoàng cổ đế cũng sẽ không bỏ qua chứ. Kỳ quái chính là, cái này tổ quan nhưng là có chiếm đoạt không không lúc nào không cường giả vậy nhất giới hắc ám hơi thở lực lượng, có thể làm sao vô chủ, lực lượng 10 phần có hạn, trên chiến trường mũi nhọn không minh. Nhưng nó bằng vào đặc tính kỳ dị, cũng bị một số người để mắt tới. Sau đó vì không bị không không thời không người đoạt đi, có người đem mang đi, đến đây rơi xuống không rõ. Ngay cả chúng ta cũng không tìm được tồn tại, không không thời không người, cũng chỉ càng không tìm được. Một ngày kia ngươi đặt chân không không lúc nào không, này cùng trọng bảo tuyệt không thể kỳ nhân, nếu như những tên kia biết được ngươi có thể thúc giục cổ lực lượng này, sợ rằng có họa sát thân. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Diệp Thần, ta cảm nhận được liền đế phong hoa hơi thở. Ngay tại lúc này, một bên Giang Mị âm chính là nhỏ giọng hướng về phía Diệp Thần nói. Đế phong hoa. Hắn còn sống. Tịch Thần mới vừa nói xong, thần quan sự việc không thể bị người ngoài biết được, nơi này thì có một cái khả năng biết được nội tình ra hỏa. Không sao, lão Kim bọn họ sẽ giải quyết. Tịch Thần chính là xem thường, hai người như vậy cấp cường giả khác đi trước chân áp, nhưng là giết gà dùng đao châu. Cùng lúc đó, Tịch Thần giới vòng ngoài. Gia chủ. Đế nhà cường giả một tiếng thảm thiết tiếng kêu cứu vang lên, kinh động tại chỗ ngưng thần đế lạc. Hắn trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, hướng về phía đế trần nhẹ khẽ gật đầu, hai người bóng người chính là xông về ngoài bầu trời. Hai đạo kim mang diễn hóa hư không, thần bí đại lộ phù văn ở nơi này phiến đổ nát giữa trời đất, lại là mơ hồ có bị áp chế cảm giác. Cái này để cho đế lạc cùng đế trần trong lòng dâng lên vẻ ngưng trọng. À, lại là một tiếng rên rỉ, theo tiếng kêu nhìn lại hai người lúc này diễn cảm ngưng trọng, đường đường vô lượng cảnh trung kỳ cường giả. Ngạo thị thái thượng thế giới rất nhiều cường giả tồn tại, lại là bị một con yêu thú nghiền ép. Đây là cái đồ gì, ba đầu sáu tay, xanh như vậy. Liên đế trần cũng không biết nên như thế nào hình dung, mọc ba cái đầu, nhưng cũng không dữ tợn, ngược lại lông màu vàng đổ lộ vẻ được có chút. Cổ quái, yêu thú kia sáu cánh tay nhưng là quăng lên đế nhà cường giả, một tí lại một hạ trùng trùng đập lên chạm đất mặt, một cái trăm trượng hố sâu bị đập ra. Yêu thú kia có cổ quái. Đế lạc một mắt nhìn thấu con đường, vô lượng cảnh tu vi bằng vào cả người mạnh mẽ linh lực, lại không cách nào tránh thoát yêu thú kia man lực kéo. Oanh! Đế trần ra tay, vậy nắm giữ nguyên thủy đế rõ ràng bộ phận truyền thừa lực hắn, hiển nhiên so tầm thường vô lượng trung kỳ cường giả mạnh hơn mấy cái cấp bậc, một trường vung ra, sán màu vàng kim phù văn hoành kích hư không, vỗ vào yêu thú kia áo lót chỗ. Phịch! Một tiếng rên! Yêu thú bị đau chạy đi, thấy trong hư không hai người, lớn tiếng gầm thét. Địch tấn công. Nháy mắt tức thì, đất rung núi chuyển, một cái trăm trượng kim văn bạo viên vọt lên, nơi đó còn có trước kia ngoan ngoãn bộ dáng khéo léo. Ba đồ trang sức mục dữ tợn, răng nanh kém,
sáu cánh tay ném động, giống như thiên trụ có thể phá thương khung, hơi thở dần dần leo lên. Phịch! Phản ứng không kịp nữa, đế nhà cường giả, bị trước mắt trăm trượng bạo viên một trường hung hăng vỗ xuống, trong thoáng chốc đất rung núi chuyển. Nghiệt xúc! Quần áo đen đế trần trong mắt lóe lên một chút dùng mình, liền muốn động thủ, nhưng là bị một bên đế lạc ngăn lại. Cái này chỗ không đúng, cứu người, đi nhanh lên. Đế lạc như có điều suy nghĩ nhìn về rất xa ngoài bầu trời, hắn cách ngàn vạn dặm, cảm nhận được liền một chút sợ hãi. Có nguyên thủy đế hiểu hắn, nếu thời gian dài, có chừng trước ngạo thị thái thượng thế giới thực lực, tuy xa không đạt tới vũ hoàng cổ đế, nhâm phi phàm các người, nhưng đối với vậy vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, đều sẽ không sợ hãi. Nhưng hôm nay, lại là đáy lòng kéo lên một chút bất an. Gia chủ, đế nhà cường giả nửa bên thân xác cơ hồ bị bạo viên một trưởng đánh thành bùn nát, mắt thấy chính là phải bỏ mạng, nếu không phải thần hồn mạnh mẽ, sợ rằng giờ phút này sớm đã là mất mạng. Một con yêu thú mà thôi, lại có thể ngự động giới này đại lộ lực. Đế lạc lúc này trong lòng đã là nảy sinh ý rút lui, vậy chỉ là nhìn như lại tầm thường bất quá yêu thú, bằng vào thiên địa đại thế, lại là có thể gây tổn thương cho đạt tới vô lượng cường giả. Oanh! Đế trần ra tay, hắn thực lực so với kia đế nhà cường giả vốn là mạnh ra không thiếu, hơn nữa tổ tiên truyền thừa lực bảo vệ, cùng vậy bạo viên lại là không phân cao thấp, một người một thú rằng co ở tại chỗ. Bành 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 bành! Mấy tiếng rên, bạo viên mỗi một quyền vung mạnh ra, huy động sức lực gió đều là mơ hồ vặn vẹo không gian, cái này đơn thuần lực lượng, đã là đến trình độ cao nhất, chớ nói đế trần, cho dù đế lạc đánh phải một quyền, vậy tuyệt không dễ chịu. Đầy trời cát bụi tung lên, bạo viên sáu cánh tay giống như thiên kiếm hoành đời, tách rời ra hai cái thế giới, cát bay đá chạy lúc đó, thành phiến dãy núi bị nhất kích đãng thành phấn vụn. Rắc rắc, đế trần lượn lờ hư không sán màu vàng phù văn thần bí, tách ra ra sáng chói ánh sáng, ngăn cản bạo viên đánh, mỗi một đánh rớt xuống, vậy kim mang chính là yếu bớt một phần. Quả nhiên, vẫn là thừa dịp còn sớm tìm được diệp thần các người, đoạt đế ấn. Ta liền cũng sẽ không cản tay tại vậy đế thị. Đế Phong Hoa cảm nhận được cách đó không xa truyền tới kịch liệt chập chờn, vậy bạo viên nhất kích miễn cưỡng đem một tên vô lượng cảnh trung kỳ cường giả chụp gần chết, quỷ dị này không gian, tuyệt đối không thể ở lâu. Mênh mông ở giữa rừng, từng cái giống vậy mọc ba đầu sáu tay kim văn yêu hầu, hướng đế lạc cùng đế trần đám người phương hướng xúm lại đi. Đế Phong Hoa thấy cái này nhìn như người vô hại bầy vượn mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc cho bầy vượn từ hắn bên người qua lại đi, cũng may chính hắn cũng không có địch ý hiển lộ, bận bịu vu chỉ giúp đỡ bầy vượn cũng không để ý, chỉ là chợt có mấy con tiểu hầu ở hắn đầu vai đãng qua. Ở nơi đó, Đế Phong Hoa đã từng cùng Giang Mị Âm có tiếp xúc qua, dính liền đối phương máu, hắn cảm giác vô cùng là bén nhạy, nhìn về phương xa. Không biết đi bao lâu, đột nhiên, dị biến ra, một đạo mỹ phụ bóng người cản lại hắn đường đi, ở người bên. Còn có một tên tóc vàng người đàn ông hai cánh tay vòng ngực, lỗ mũi trừng trời, một bộ trong mắt không người dáng vẻ. Lần này ta thắng. Người Mỹ phụ trừng mắt nhìn mâu, cánh tay nhẹ nhàng nâng dậy, đâm đâm bên cạnh người to con tóc vàng. À, thiệt là. Người to con tóc vàng không biết làm sao, tiếp theo không tình nguyện đưa cho Mỹ phụ một cái nho nhỏ thúy ngọc bình. Chỉ là vậy lưu quang chớp mắt, thiên địa đều là vì bừng sáng, hiển nhiên là không thể có nhiều chí bảo. Cho đến người Mỹ phụ hài lòng gật đầu một cái, người to con tóc vàng lúc này mới nhìn về Đế Phong Hoa, cười lạnh một tiếng. Khứu giác quả nhiên bén nhạy, lại có thể phát hiện Giang nha đầu hơi thở. Chỉ là một lời, Đế Phong Hoa kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương cái này thì xem thấu hắn lai lịch. Trước mắt cái này hai người, cho hắn cảm giác cùng đế lạc không cùng, người sau là như vậy uy áp khiếp người, không thể nhất thế vậy cường thế, cái trước chính là... không có chút nào hơi thở chập chờn. Không biết hai vị, ở chỗ này là... Đế Phong Hoa trơ cháo không cười, hắn tùy thời làm xong chạy trốn xa chuẩn bị, chân thực không được, cái này hai người nếu là có thể dẫn tới đế lạc nơi đó, để cho bọn họ tới cái lưỡng bại câu thương cũng không tệ. Mình chuyến này chính là vì mượn thế hòa giải, chỉ cần có thể được đế ấn, hắn liền là chân tránh bên thắng. Xem ngươi khó chịu, chuẩn bị thủ tiêu ngươi. Người to con tóc vàng tuét miệng cười một tiếng, nói thẳng. Bá! Đế Phong Hoa thân hình chớp mắt, hóa thành lau một cái hải lam sắc ngọn lửa hướng hư không chui ra, ngay chớp mắt, đã là chục nghìn mét ra ngoài. Quay đầu thấy vậy hai người cũng không đuổi theo,
hắn lúc này mới yên lòng, thượng không kịp làm phản ứng, yếu ớt tiếng chính là ở bên tai nổ vang. Ngươi muốn chạy đi nơi nào? Đế Phong Hoa ngay tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn thân thể đều là đang khẽ run, phải biết, đây chính là Đế Lạc lấy thanh linh thần hỏa làm bằng linh thân thể, mặc dù là một chút tử lửa, nhưng vậy tuyệt không phải phàm tướng. Đó là thanh linh thần hỏa cái này một món tử diễm đang run rẩy, thần hỏa có linh, bị áp chế. Thời khắc này hai người ngay tại sau lưng hắn thậm chí cảm thấy người đàn ông vậy một món tóc vàng theo gió cuốn lên, nhẹ vỗ hắn sau lưng cảm giác. Tóc vàng người đàn ông nhẹ nhàng ngửi một cái, lạnh lùng nói, quả nhiên, cổ thân thể này, cũng không là của ngươi chứ. Oanh! Đế Phong Hoa khí thế ngay tức thì bạo tán, vừa định phản kích nhưng là trước mắt tối sầm, mỹ phụ kia người chỉ là tay áo vung tay lên, liền đem hắn thân thể rút ra tán. Ở một chớp mắt kia, thiên địa đều là rét một cái, cũng không phải là Đế Phong Hoa có thể chống lại, người mỹ phụ vung tay lên, liền quanh người hắn thời không đều là đánh tan nát. Tiện tay nhất kích, lại như vậy. Nguyên lai là một món tử lửa, ta còn nghĩ, đồ chơi này cầm tới đưa cho những cái kia lão bất tử, còn có thể đổi chút đan dược đây. Sớm biết, liền trực tiếp giết hắn coi là. Người mỹ phụ có chút thương tiếc, lúc trước ra tay nhẹ chút. Dĩ nhiên ỷ vào thân phận mình nàng, vậy tuyệt sẽ không lại ra tay đối phó Đế Phong Hoa như vậy con kiến hôi, tự hạ thân phận. Hai vị tiền bối, không biết nơi nào đắc tội hai vị. Tại hạ sợ hãi, vậy thì rời đi, nếu có không ổn chỗ, mong rằng tha thứ. Đế Phong Hoa khom người, người mỹ phụ một kích kia, không chỉ có đánh nát hư không, vậy rút ra giải tán hắn nguyên bản dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lòng tin. Này cùng tu vi, mình quyết không thể địch. Ngươi nói sao? Tóc vàng người đàn ông hí mắt khẽ mỉm cười, nguyên bản bình tĩnh không có chút nào gợn sóng hắn, tí ti sát ý bay lên, Đế Phong Hoa kinh hãi phát hiện. Mình lại là không thể động đậy. Lại là tản ra ngoài một tia khí tức, chính là giống như thần buộc vậy, đem hắn phong khốn, lúc này Đế Phong Hoa, liền nhúc nhích ngón tay, đều là không làm được. Xem ra, người cũng bất quá là con cờ thôi, thánh kỳ trục cuốn mặc dù phong ấn giãn ra, nhưng nó hẳn thượng vị xuất thế, nếu không vậy chưa dùng tới ngươi như vậy rác dưới. Tóc vàng người đàn ông tự mình lời nói, tựa như ở nhớ lại năm xưa vậy, Đế Phong Hoa ở hắn trong mắt. Vậy còn sót lại một món thần hồn đổi được mơ hồ. Tiền bối, ta. Tóc vàng người đàn ông lắc đầu một cái, cổ hơi lắc lư lúc đó, cũng là cuốn lên thiên đạo lực rơi xuống sát phạt, nhìn như từng trận gió nhẹ lướt qua, nhưng như vạn lôi cắt kim loại biến dạng, Đế Phong Hoa chính là giống như bụi bặm vậy, sau đó tản đi, từ đầu đến cuối, liền gào thét cũng không làm được. Màu vàng kim đầu đầy cuồng phát phân dương, thế gian lại không Đế Phong Hoa cái này số một người. Cổ lực lượng kia, là đế nhà lão đầu tử đời sau sao? Người mỹ phụ nhìn về thiên ngoại màu vàng phù văn, dù gì nói. Ta nói màu vàng kia phù văn, làm sao như vậy quen thuộc? Tóc vàng người đàn ông cười ha ha một tiếng, vô số 5 năm tháng trôi qua, rất nhiều chuyện, hắn cũng không từng nhớ lại. Đã như vậy, tóc vàng người đàn ông trong mắt vừa chuyển, người nói, chúng ta cầm hắn đời sau cũng cho làm thịt. Tên kia biết hay không khí dậm chân. Người mỹ phụ tức giận nhìn một mắt tóc vàng người đàn ông, cũng bao lâu, người còn quấn quýt sự kiện kia à? Tóc vàng người đàn ông lẩm bẩm cười một tiếng, đúng vậy, cũng bao lâu, còn có thể có chuyện mà nắm không buông, ngược lại cũng tốt vô cùng. Vạn cổ năm tháng chết, ngày xưa trần tình chuyện xưa nhắc lại, vậy mâu thuẫn hai bên, phản ngược lại thành con tim một chút nhiệt độ, tối thiểu còn có người nhớ, bất luận hận yêu. Chân chính đế thị năm đó nhưng mà vô cùng huy hoàng, không thua vạn khư, cái này hai người mạch máu rất là mỏng manh, chắc hẳn cũng là dòng thứ, người giết vậy không có gì lớn dùng. Người mỹ phụ nhàn nhạt nói. Tóc vàng người đàn ông nghe vậy hai quầy thứ nhất, ngượng ngùng nói, vậy thì đi chơi một chút đi, cảnh cáo một phen ném ra ngoài là được. Hai người hiểu lòng nhau, nếu thật là dòng thứ, lại vì sao mới có thể có lão đầu kia nguyên thủy đế rõ ràng truyền thừa. Hình ảnh quay về. Diệp thần vậy từ tịch thần nơi đó biết được hết thảy nguyên nhân hậu quả, có một loại vẹt ra mây mù cảm giác, nhưng là một viên khác đá đập vào đáy lòng. Nguyên lai là như vậy. Không khỏi thổn thức Diệp thần cảm khái không không lúc nào không đối thế giới hiện thật tàn nhẫn, mà mọi người tộc ngang dọc thời không sông dài bố trí, là phải là ở nơi này nhất thế đối kháng không không thời không cường giả. Có thể gặp vạn cổ trước huyết kiếp, có bao nhiêu tàn khốc.
Thật ra thì, đạo đức thiên tôn có bố trí của hắn, ta chỉ bất quá kinh ngạc tại người tới, là một tên tu vi chỉ có trăm giả cảnh tầng thứ 9 ngươi. Bất quá, người tu vi tựa hồ vậy sắp đột phá. Tịch thần nhẹ giọng nói, bỏ mặc có bao nhiêu không tình nguyện, ta vẫn là sẽ đem hết thảy cho biết tại ngươi, lúc trước bất quá là dò xét thôi. Nhưng là hiện tại, ta đổi chủ ý. Tịch thần đổi câu chuyện, nhìn về Diệp thần nói, ngươi mới vừa cũng nói, muốn đi ra một cái đường mình, ta ngược lại là có thể vì ngươi chỉ điểm một hai. Vãn bối cung nghe. Diệp thần đáp lại, cái này đại thế cũng không hoàn toàn dựa theo ván cờ đi xuống, thậm chí ngươi đến, chính là một cái ảnh thu nhỏ. Nói cách khác, rất có thể đợi không được ngươi đây hoàn toàn lớn lên, không không thời không cường giả liền sẽ hạ xuống, thái thượng thế giới vậy sẽ thất thủ, còn như đạo đức thiên tôn, hắn thật có thể bảo vệ thực tế mồi lửa sao? Hắn bảo vệ mồi lửa tim đã sớm không thuần túy. Tịch thần hai tròng mắt bên trong diễn hóa ra nhất giới lại một giới, ngân hà đang lưu chuyển, nơi đó có vô số tinh vực ở vỡ nát, cực kỳ kinh khủng. Liên liên Diệp thần cũng là bị một màn này rung động, một người cặp mắt bên trong, lại là có thể bao lãm vạn giới tương lai tới cách cục. Ở tịch thần con người bên trong, hắn thấy được thái thượng thế giới mất vào tay giặc thảm cảnh, một vị lại một vị trẻ tuổi thiên kiêu chết, bọn họ không cam lòng, đang gào thét. Hận trời không cho mượn vạn năm. Đây là một tên vô cùng thua nổi danh thiên kiêu, tay cầm trường sinh chiến kích lật đổ gian có thể bể một vực, cùng cảnh giới vô địch, cho dù là vượt cấp mà chiến, vậy chút nào không sợ, nhưng là bị không không lúc nào không một vị kia mặt trí cường một trường đánh nát thân xác, ôm hận chết. Một màn thay đổi, vô số người chết, liền liền chính hắn, vậy thân ở vậy bên trong, hóa thành lau một cái bọt nước chìm nổi gian cùng theo thái thượng thế giới hóa thành bụi bặm. Diệp thần cúi đầu. Thực tế chính là như vậy tàn khốc, cho dù là hắn lại nghịch thiên, lấy trăm giả cảnh tu vi có thể ngạnh hám vô lượng mà không bại, như vậy đối mặt tiên đế cường giả đâu. Như vậy sâu đậm cảm giác vô lực, hắn có thể cảm động lây. Không có thời gian sao? Hắn tự lẩm bẩm, một bên Giang Mỹ Âm giống vậy thấy được mình sư tôn trong mắt diễn hóa chư thiên vạn giới, liền thái thượng thế giới trung tâm đều không cách nào ngăn cản, như vậy bọn họ càng chỉ là thịt cá, đồ cùng giao thất thôi. Tịch thần chính là nhẹ giọng nói, ta mới vừa nơi biến ảo cảnh, bất quá là xấu nhất cục diện, mà dưới mắt, khoảng cách một bước kia, còn sớm. Mặc dù để lại cho các ngươi thành thời gian dài quả thật không nhiều lắm, nhưng các ngươi cái này một đời, vốn là nghịch thiên một đời, cái này đại thế, vậy đang đổ dầu vô lửa. Diệp thần nhưng là nâng lên con ngươi hỏi, tiền bối, lúc trước ta chỗ đã thấy những người đó. Đúng là thái thượng trẻ tuổi thiên kiêu. Mỗi người bọn họ cũng là chân chính thích chữ đời yêu nghiệt kỳ tài, là các tộc quý trọng chí bảo, cũng là tương lai đánh một trận bên trong chủ lực. Thậm chí, ở ngươi như vậy tuổi, đã ở thử nghiệm đánh vào cảnh giới cao hơn. Diệp thần sâu sắc rung động đồng thời, Giang Mị Âm cũng là sững sờ, và Diệp thần vậy lớn nhỏ. T. Làm sao có thể, cái này dõi mắt thái thượng thế giới, cho dù là truyền thuyết cũng không dám như thế biên tạo chứ. Có thể lời này từ mình sư tôn trong miệng nói ra, dĩ nhiên là thật. Mặc dù Giang Mị Âm thực lực cũng không kém, thậm chí có cơ hội phi thăng không không, có thể nàng số tuổi thật sự, đã quá lớn. Vô lượng cảnh vốn là có vô tận thọ nguyên, cho nên lúc này Giang Mị Âm dung nhan cũng là vừa vặn là phương hoa hình dáng, nhưng có người thiên tư lại là mình gấp mấy lần. Cái này để cho nàng đều không cách nào hiểu. Như vậy một nhóm người... đều khó ngăn cản không không thời không bước chân sao. Tiền bối lúc trước nói, là vì sao? Diệp thần tạm thời buông xuống rung động trong lòng, hắn biết, tịch thần như thế nói, mặc dù là sự thật, nhưng vậy nhất định là có mình ý tưởng, vậy mới vừa lời nói bên trong, chỉ điểm một hai. Cái này cái ngọc ấn, đại biểu ta thân phận. Tịch thần từ mình trong ngực, đưa tay móc ra một quả lại tầm thường bất quá màu đen ngọc bội, thậm chí liền từng tia linh lực đều không tích chữ. Chỉ là một kiện thứ tầm thường. Cái này những vật này kiện sợ rằng giao cho thương hội, cũng không muốn giao dịch. Cầm hắn, cũng coi là một ít địa phương vé vào cửa, người liền đại biểu ta. Tịch thần đem nó đặt ở giữa trường, nhẹ giọng nói, ngọc bội này, Viêm đế cũng có một quả, ta biết, hắn thu ngươi làm đệ tử. Hôm nay Viêm đế vì đại thế, đi sâu vào vậy không không lúc nào không, bị chư cường khó khăn, chắc hẳn hắn cũng là muốn đem ngọc ấn cho ngươi. Đáng tiếc nhưng là phân tâm hết cách. Ngươi có thể nguyện chấp ta ấn. Đại biểu ta đi thế gian. Tịch thần khẽ nói,
trong lời nói, rất có một bộ Thu Diệp Thần là quan môn đệ tử ý. Diệp Thần trong mắt chớp mắt, một hồi lâu sau nhưng là khẽ gật đầu một cái, đa tạ tiền bối hảo ý, sư tôn dù chưa cùng ta quá nhiều gặp mặt, nhưng Diệp Thần đáy lòng một mực kính trọng sư tôn. Ta là luân hồi chi chủ, ta nói, chính là luân hồi chi đạo. Một bên khác Giang Mỹ Âm chính là kéo Diệp Thần một góc ống tay áo, tỏ ý hắn chớ có xung động, tịch thần nhưng mà cửu thần thời đại truyền thuyết, hôm nay mặc dù suy bại, nhưng hắn của ban đầu liền thái thượng thế giới cũng dẫm ở dưới chân người, người khác gõ phá đầu cũng không tới phiên chuyện tốt, hắn Diệp Thần lại cự tuyệt. Thằng nhóc, ngươi nhưng là muốn tốt lắm. Tịch thần có nhiều hứng thú nhìn Diệp Thần, lại liền hắn đều có bị cự tuyệt thời điểm. Đa tạ tiền bối hôm nay giải thích nghi hoặc, Diệp Thần vậy kiên định con đường phía trước, không không lúc nào không, dĩ nhiên là muốn xông vào một lần, không không thì như thế nào, tử thần giáo đoàn thì như thế nào. Diệp Thần đầu óc bên trong nhớ lại Chu Uyên cùng Thái Thần, nghĩ tới Nhâm Phi Phàm những cái kia tóc trắng, nghĩ tới thiên nữ cùng mình tên chữ ở thiên quân phong thần bia trọng hợp, vậy lóe lên ở tịch thần nơi đó thấy rất nhiều thiên kiêu, nghĩ đến bị kẹt Viêm Đế, Võ Tổ, hắn lại nữa mê mang. Hắn đường, thế tất yếu nghiền nát hết thảy trước mắt chướng ngại. Thành lập thuộc về mình quy tắc. Nếu không có chuyện gì khác, vãn bối liền không quấy rầy tiền bối tính tu, cáo từ. Diệp Thần đứng dậy hướng về phía tịch thần cung kính một bái, chợt xoay người muốn rời đi, hôm nay cái này tịch thần giới mình đầy thương tích, hắn ngược lại cũng không cần phải dựa theo lúc tới đường trở về. Người thành tựu luân hồi chi chủ, người có biết thái thượng thế giới có một vực kêu Tu Huyền vực. Tịch thần đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thần bước chân dừng lại, hắn con ngươi híp lại, có chút nghi ngờ. Tu Huyền vực hắn cũng không nghe nói qua. Bất quá thái thượng thế giới là do rất nhiều vực tạo thành, mình không được rõ cũng bình thường. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được nơi đây cùng mình luân hồi chi đạo có cực lớn nhân quả. Thậm chí muốn thành lập luân hồi thiên quốc, chỗ này thì nhất định phải đi. Diệp Thần xoay người, nhìn về phía tịch thần, đây là nơi nào? Tịch thần nói, ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không đi? Diệp Thần suy tính chốc lát, vẫn là cự tuyệt. Dưới mắt Di Thất chi cảnh trọng yếu hơn. Tịch thần nghe được Diệp Thần cự tuyệt, ngược lại là đoán được cái gì, cũng được, đối ngươi mà nói, Di Thất chi cảnh đúng là quan trọng hơn. Chờ ngươi giải quyết xong Di Thất chi cảnh chuyện, ta tự sẽ để cho ta đổ nhi đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi suy nghĩ thêm đi. Diệp Thần gật đầu một cái, trực tiếp rời đi. Ha ha ha, xem ra Viêm Đế là thu cái đồ đệ tốt à. Tịch thần nhìn dần dần rời đi Diệp Thần hình bóng, cũng là cười một tiếng, cũng không ngăn cản, thẳng đến hắn bóng người biến mất không gặp. Sư tôn, chỉ như vậy để cho hắn đi sao? Giang Mỹ Âm có chút không rõ ràng, sư tôn rõ ràng là cố ý nguyện muốn truyền thừa cho Diệp Thần, có thể dưới mắt lại vì sao để mặc cho hắn rời đi. Không chạy khỏi rồi, huyết kỳ đã thay hắn làm lựa chọn, ta chỉ là muốn xem, thế hệ này luân hồi chi chủ. Có phải hay không cũng là một cái chỉ vì theo đuổi lực lượng không chừa thủ đoạn nào ra hỏa. Nhưng trước mắt xem ra, hắn ngược lại là cùng người nọ không cùng, là cái hạt giống tốt. Vậy vì sao? Giang Mỹ Âm hỏi. Tịch thần cười một tiếng, ta cái này thân thể không lành lặn ngươi cũng biết, có thể kéo chết cái đó lão bất tử, chính là tâm nguyện. Nhưng hôm nay xem ra, là ta muốn đi trước một bước rồi. Nghe tịch thần trong lời nói hành gian bể dâu ý. Giang Mỹ Âm tròng mắt lại là một đỏ, đi theo sư tôn một thay đao đế đô đã chết, liền sư tôn vậy. Phải bỏ mạng. Không không thời không lão nhân kia ở đây, chỉ cần ta sống, hắn liền từ đầu đến cuối sẽ kiêng kỵ, hơn nữa đạo đức thiên tôn, bọn họ không dám xâm lược. Ngày xưa trận chiến ấy, vì chính là hôm nay có thể làm vậy không không thời không cường giả kiêng kỵ thực tế. Tịch thần nhìn về Giang Mỹ Âm, ta sau khi chết. Diệp thần chỉ cần mang theo ngọc của ta ấn đi đi lại lại, như vậy từ trình độ nào đó mà nói cũng là một loại trấn nhiếp. Lão nhân kia nghe, quả quyết là tuyệt không dám lại tùy tiện thử nghiệm đối thực tế xâm lược. Hy vọng, có thể là đời này luân hồi chi chủ, hơn tranh thủ một ít ngày giờ. Giang Mỹ Âm khẽ cắn môi mỏng, không nói tiếng nào, thế nhưng khẽ run không chỉ thân thể mềm mại nhưng là làm sao cũng khó che mình thương cảm vẻ. Hắn sẽ đi chỗ đó. Ta vốn muốn đoạn tuyệt truyền thừa, hắn tu vi quá mức nhỏ yếu chút, tịch thần sáu thức không phải dưới mắt Diệp thần có thể nắm trong tay. Có thể huyết kỳ xuất hiện, cùng với thiên bàn cắn trả, đem truyền thừa lực đã mở, không thể nghịch,
Tu huyền thực tập, đang chờ hắn. Giang Mỹ Âm nghe vậy, cũng là hoa dung thất sắc, sư tôn, hắn. Đối với vậy tu huyền thực tập, nàng đến nay đều là lòng vẫn còn sợ hãi, để cho người nổi tiếng mất phía tu huyền vực. Giang Mỹ Âm mình, đều không từng ở đó một vực sống thêm vượt qua 3 ngày. Tịch thần 6 thức, nàng liền thức thứ nhất, đều là khó mà nhập môn, chỉ vì không cách nào thông qua vậy tu huyền vực thực tập. Đây có lẽ là thiên mệnh đi. Có lẽ hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay chân chính mất đi 6 thức, vậy nói không chừng đây. Tịch thần cũng là cười khổ, năm đó cái này 6 thức kinh diễm một cái đại thế, đè được chư cường không ngóc đầu lên được. Sư tôn, hắn đi trước tu huyền vực, thất bại liền thôi, chỉ khi nào chân chánh bước vào chỗ đó, ý tứ là trước có thể gặp phải những tên kia. Giang Mỹ Âm chẳng biết tại sao khó hiểu đối Diệp Thần Ôm có tự tin, bỗng nhiên cảm thấy, hắn có thể cùng những tên kia tranh một chuyến. Không sao, vậy một vực, cho dù là bỏ mình, thực tế bên trong cũng bất quá là thần hồn tổn thương nặng, sẽ không đả thương đạt tới tánh mạng, chỉ là cái này cũng thì đồng nghĩa với, đại thế tranh, hắn hoàn toàn mất đi tiên cơ. Tịch thần đáp lại, ta cũng muốn xem, hắn sẽ lựa chọn thế nào đâu. Cùng hắn xử lý xong di thất chi cảnh sự việc, người sẽ liên lạc lại hắn đi, hắn nhất định sẽ đi. Bất quá dưới mắt, Nhâm Phi Phàm tình trạng rất gay gâu à. Diệp Thần vốn chuẩn bị hồi tinh nguyệt giới, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì? Ừ, là đế lạc. Xa như vậy phương cùng 10 mấy con trăm trượng bạo viên đối trận thân hình, tràn ngập hư không sán màu vàng phù văn kích động vượt quá, nơi đó xảy ra thiên địa sợ hãi đại chiến. Cơ hồ là một bên cục diện ngược lại à. Cho dù là mạnh như đế lạc, đối mặt trên mấy con bạo viên liên thủ, một thời gian cũng là khó mà đột phá trùng vây, hơi có vẻ chật vật. Quần áo đen đế trần trùng tiêu sát ý hiện ra hết, một kích kia là được đập mặc không gian màu vàng phù văn lôi cuốn đại lộ thế rơi xuống, cũng không quá đem vậy mấy con yêu thú màu vàng kim ra lông đập ra mấy đạo trưởng 8 vết thương mà thôi. Ngược lại là thiên địa ông minh, thanh thế vô cùng là thật lớn. Diệp Thần âm thầm chắt lưỡi, vậy mới vừa tịch thần bên người tóc vàng người đàn ông còn không ra tay, vậy nhưng là chân chính cường giả, đế lạc lần này, sợ là phải tài. Ha ha ha. Diệp Thần ý niệm vừa dứt, quen thuộc kia tiếng cười điên cuồng chính là lọt vào tai, cùng cửu thiên lôi âm vậy, lăn lăn sóng âm may là cách ngàn vạn dặm, vậy làm động tới hắn trong lồng ngực máu ở sao động vượt quá. Bá! Đầy trời lóe lên ánh sáng 7 màu hoa, đem vốn là thương khung lồng hạ, lộng lẫy dị thường, lại cẩn thận nhìn chăm chăm nhìn một cái, lại là thải phượng nửa phiến cánh. Nhìn như vô biên khoảng cách, ngay chớp mắt chính là gần tới trước mắt. Đế lạc cả người lông tơ đảo thụ, hướng về phía đế trần gào thét nói, chạy mau, những người này tại thời đại và võ đạo và hôm nay không giống nhau lắm. Lúc này đế thị 2 người, vô cùng chật vật, cái này ở thái thượng thế giới cũng có thể hô phong hoán vũ đế lạc, giống như là đứa bé vậy không giúp tuyệt vọng. Cổ đế rời thiên ấn. Đế lạc vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất, quanh người hắn hơi thở giống như là mênh mông vậy mênh mông, màu xanh thẳm thanh linh thần diễm ở bầu trời xanh vạch qua. Tẩy mực vậy trào về phía chân trời, mơ hồ có thể gặp trong đó màu vàng kim phù văn lóe lên. Tịch thần giới vốn là tàn phá không gian lần nữa gặp đánh vào, vô tận chảy loạn đồng loạt tràn vào tàn phá, đi đôi với vậy màu xanh thảm minh mông múa lên, phúc nổi lên kinh khủng sát phạt lực, cuốn sạch thiên địa. Thật đúng là lão già kia thủ đoạn. Trong hư không truyền ra một tiếng hài hước, tục tăng thanh âm giống như là kinh thiên tiếng nổ vậy, tiếng nói làm cử chỉ đi đứng. Vậy kích động ở trong thiên địa sán màu vàng phù văn đều là ánh sáng nhạt yếu dần, thế công dừng lại xuống. Nguyên bản vậy đủ để đánh thủng giới này nhất kích, lại là bị vậy thanh âm thần bí miễn cưỡng quát, trong nháy mắt vạn pháp vỡ nát, lại nữa hiện ra. Cái này, liền một bên đế trần đều là hoàn toàn mắt choáng váng, đế lạc ở hắn trong mắt, đã là hết sức hắn cường đại tồn tại, sự thật cũng chính là như vậy, có thể mà lại ở thần bí này địa vực, ăn biết. Thậm chí âm thầm người nọ, nhẹ bỗng một tiếng hài hước, lại là đè xuống nơi đây đại lộ ý chí, vậy hắn tu vi. Năm đó tất nhiên bước vào tiên đế qua. Nhân tộc hạng người, như thế chút không quan trọng tu vi, còn dám tới tịch thần giới lỗ máng, hôm nay được cho các ngươi chút dạy bảo mới được. Tóc vàng người đàn ông chẳng biết lúc nào, thân hình đã là cướp tới sau lưng của 2 người, đế lạc cùng đế trần, lại là không chút nào phát hiện. Hắn to lớn thân hình. Cho dù là hóa thành hình người,
cũng là có mấy trượng cao, cuồng loạn tóc vàng căn căn mũi nhọn, giống như là tùy thời sẽ lấy thủ cấp người lưỡi đao vậy để cho nhân tâm nhiếp. Vậy trước đợi Đế Lạc Đế Trần hai người đấu bạo viên thấy vậy, trăm trượng mấy con cự thú rối rít thấp mi, thân thể to lớn hóa thành quang vũ tản đi, huyễn hóa thành ban đầu vậy xinh đẹp tuấn mỹ hình người sau đó, hướng về phía nam tử bái ba lạy, người truy đuổi ta đuổi chạy nhảy ra. Đế Lạc ra đầu tê dại, trước mắt người này, sớm hẳn biến mất ở truyền thuyết bên trong mới đúng, hắn làm sao có thể còn sống. Tịch thần giới. Hắn đầu óc bên trong hồi tưởng lại mới vừa tóc vàng kia người đàn ông lời nói, chẳng lẽ nơi này là một cái cửu thần thời đại tuyệt thế đại năng lấy cái thế tu vi diễn hóa thế giới. Tiền bối, chúng ta không muốn xúc phạm, quấy rối tiền bối tu hành thực là lỗi, ta cùng em trai vậy thì rời đi. Lời tuy như vậy, nhưng hắn cũng không dám có phần nửa dị động, người trước mắt này nếu không buông lời, hắn cùng Đế Trần, tùy thời có thể bỏ mạng ở cái này. Liên Nguyên Thủy Đế rõ ràng, cũng chỉ là diễn hóa liền hình thức ban đầu, ta muốn không rõ ràng, lão nhân kia làm sao đem truyền thừa lực ban cho các ngươi. Lại là yếu ớt tiếng vang lên, người Mỹ phụ thân hình chân đạp 9 tầng trời rậm chân tới, một nhăn mày một thốc lúc đó, phương hoa như cũ, thiên địa mất màu sắc. Lại là một tôn cường giả. Đế Lạc cùng Đế Trần sắc mặt tái mét, nghe hắn lời nói, tựa hồ còn biết tổ tiên. Đang làm không rõ ràng là địch hay bạn trước. Đế Lạc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi là men theo Giang Mị Âm và Diệp Thần tung tích tới. Người Mỹ phụ tròng mắt trong nháy mắt, thần sắc bình tĩnh nói. Diệp Thần. Đế Lạc mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nhưng cũng không dám lên tiếng. Một bên Đế Trần cũng là noi theo Đế Lạc, không dám đáp lời. Ta bỏ mặc các ngươi tới đây ý gì, nhưng tóm lại là khách không mời mà đến, muốn rời khỏi, được lưu lại chút gì. Đổi câu chuyện. Người Mỹ phụ lạnh nhạt nói. Tiếp ta một chiêu, nếu như còn có thể sống được, ta để cho các ngươi rời đi giới này. Tóc vàng người đàn ông ngược lại là tục tằng cười một tiếng, theo người Mỹ phụ nói mở miệng nói. Đế Lạc nghe vậy, khẽ gật đầu, khom người nói, vậy vãn bối, liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mời tiền bối dạy bảo. Một bên Đế Trần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng là ở Đế Lạc ánh mắt tỏ ý xuống, không có mở miệng. Ngay hoảng hốt, Đế Lạc chỉ gặp trước mắt tóc vàng người đàn ông phá thiên vậy ngẩng lên, nguyên bản vậy khéo léo áo quần ngay tức thì xé vỡ vụn, một cái nối liền thiên địa bạo viên chân thân hiện ra, hắn giống như là con kiến hôi ngẩng mặt trước người trước mắt. Rắc rắc, ngay tại bạo viên muốn trong lúc động thủ, lau một cái đen nhánh quang luân giống như là kiểu nguyệt vậy tách ra ra màu mực ánh sáng rực rỡ, liền người Mỹ phụ tất cả giật mình. Là chủ nhân. Đen nhánh quang luân không có bất kỳ hủy thiên diệt địa hơi thở ánh thấu, nhưng là làm trong trời đất này dùng mình đều là sâu hơn mấy phần, màu mực vầng sáng vẩy chiếu chỗ, cả tòa tịch thần giới lấy cái này hắc nguyệt làm danh giới, vạn dặm sơn xuyên, cao sơn lưu thủy giống như là bị một tay xé, quay về gộp lại một nơi. Vốn là địa giới lộ vẻ được phá lệ chen chúc, vạn vật muốn tễ phá cái này không gian. Mà một bên kia, chính là vô tận hắc ám bao phủ, một cổ vô hình lực kéo tàn phá. Tựa như ở đó quang luân nơi chắn hai tòa thế giới trước, mặt khác đang kêu gọi cái gì? Ngọc đen hiện thế, chẳng lẽ chủ nhân muốn mở tu huyền vực? Vậy trống giống hắc ám bên trong, nguyên bản ẩn núp ở rừng sâu tới giữa xem cuộc chiến Diệp Thần vậy lộ ra thân hình, Đế Lạc hai người cùng trong lúc nhất thời ánh mắt cũng chết rơi vào Diệp Thần trên mình. Là Diệp Thần. Đế Trần mở miệng, nhìn về bên người Đế Lạc. Dưới mắt thế cục mười phần cổ quái, mặc dù cứu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, nhưng Đế Lạc nhưng là trong lòng cùng gương sáng vậy, hiện tại tuyệt không phải thời điểm xuất thủ. Rắc rắc, rắc rắc, đột nhiên, dị biến xuất hiện, lấy hắc nguyệt làm ranh giới, vô tận hư không một đầu lan tràn ra sơ sắc tiêu điều hơi thở, liền không khí bên trong, đều là tràn đầy mùi máu tanh gai mũi, làm người ta nôn mửa. Tiếp liền hai tiếng nổ vang, một tòa âm hồn vậy cô thành chậm rãi xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Hai phiến u ám cự môn trên đỉnh thương khung, hạ đạt đất vàng, ở kêu xèo xèo, hắn mơ hồ có thể nghe gặp, cánh cửa kia sau lưng, có người đang hô hoán. Thả chúng ta đi ra ngoài, ta không muốn chết ở chỗ này. Cứu mạng à! Địa phương quỷ quái này, ta lại cũng không đợi, ta muốn đi ra ngoài. Từng tiếng ai hống phân bố cửa thành sau lưng, ở đó chậm rãi triển khai cửa khe cửa tới giữa, không mấy đạo nhân ảnh giống như là con chuột qua đường vậy chui ra. Bá, bá, bá,
Vốn cho là trốn bay lên trời bọn họ nhưng giống như là quỷ hồn bị mặt trời gay gắt cháy vậy, ở Diệp Thần trước mắt, hóa thành bay tán loạn bụi bặm theo gió nhỏ tản đi. Một hồi nhẹ gió lay qua Diệp Thần gò má, kẹp theo màu đen mặt vụn, hắn rõ ràng, đó là đám người còn sót lại cặn bã. Ừ, tỉnh hồn lại tới giữa, Diệp Thần nhưng là kinh hãi phát hiện, mình lại trở lại tinh nguyệt giới lối vào. Thật là bá đạo không gian thủ đoạn, đây cũng là cửu thần thời đại sống sót cường giả sao. Còn nữa, đế nhà vậy hai vị chẳng lẽ bị khốn đốn cái đó hắc nguyệt chi địa? Tịch thần rốt cuộc muốn cái gì? Chẳng lẽ vậy hắc nguyệt đất chính là tu huyền vực? Tịch thần nắm giữ một vực. Diệp Thần lắc đầu một cái, muốn không rõ cho nên như vậy. Bất quá nếu tịch thần đối đế nhà hai người kia ra tay, vậy cũng tiết kiệm hắn ra tay. Dựa theo thời gian tới xem, cũng nên chuẩn bị đi thất vực. Diệp Thần trở lại tinh nguyệt giới, vốn muốn đi xem một chút Nhâm Phi Phàm, khi biết được Nhâm Phi Phàm bế quan, hắn vẫn là lựa chọn không có đi quấy rầy. Nhâm Phi Phàm lần này, bị thương không nhẹ. Phải mau sớm đi thất vực giúp Nhâm Phi Phàm cầm đồ trở lại. Thời gian lưu động, ngày này, hội trưởng Lữ Sơn tới. Diệp Thần ở tinh nguyệt thần giáo trong đại sảnh tiếp gặp, một hồi hàn huyên sau. Lữ Sơn nói ngay vào điểm chính, luân hồi chi chủ, nghe nói ngươi chuẩn bị đi thất vực bên trong có ba thế lực lớn, theo thứ tự là thần Lam Tông, quỷ đạo môn, còn có huyền cung, ngươi nếu là đi thất vực, có thể đi thần Lam Tông, đó là chúng ta thương hội thế lực, con gái ta Thấm Huyên đang ở bên trong, các ngươi có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Thần ga một tiếng, hơi cảm thấy ngạc nhiên, nói chúng ta Thanh Lại thương hội, ở thất vực cũng có chi nhánh. Hắn nói là chúng ta Thanh Lại thương hội, không nói các ngươi, đây là tỏ rõ kết minh nghĩa. Hắn cùng Dạ Mẫu, liền là tuyệt đối kiên định đồng minh. Dạ Mẫu cho hắn vô số ân huệ, hắn tự nhiên cũng là bánh ít đi bánh quy lại. Lữ Sơn trầm ngâm một hồi, nói chuyện này nói đến tương đối phức tạp, vậy thần Lam Tông tự xưng thờ phượng Dạ Mẫu, cái này 500 năm qua, không ngừng hướng ta Thanh Lại vực phát tin, muốn quy thuận đầu dựa vào. Nhưng ta Thanh Lại thương hội danh tiếng bên ngoài, mỗi ngày không biết lại có bao nhiêu người muốn đầu dựa vào, ta cũng chưa từng để ý. Cho đến gần đây, ta ra sư tổ đi điều tra, mới phát hiện vậy thần Lam Tông, đúng là thờ phượng Dạ Mẫu. Hôm nay, chúng ta thương hội đã tiếp quản thần Lam Tông công việc, con gái ta chính ở bên kia. Diệp Thần rõ ràng tới đây, nói, thì ra là như vậy. Nói như vậy, hôm nay thần Lam Tông cũng coi là Thanh Lại thương hội chi nhánh. Diệp Thần đi qua thất vực, cũng có thể được tiếp ứng. Lữ Sơn nói, hôm nay di thất chi cảnh sắp mở cửa, luân hồi chi chủ, người có thể hãy đi trước thất vực, gặp con gái ta, mọi người cùng nhau là tìm bảo tàng làm chuẩn bị. Diệp Thần gật đầu, nói, được, ta biết. Thất vực phân chia vòng ngoài vùng cùng vùng trung tâm. Vùng trung tâm, chính là bảo tàng sở tại, chân chính di thất chi cảnh. Vẫn là khái niệm vậy tồn tại, cách mỗi một đoạn rất dài thời gian, mới biết mở cửa. Vòng ngoài vùng, từ 500 năm trước liền bắt đầu tồn tại, hôm nay có thần Lam Tông, quỷ đạo môn, huyền cung ba nhà thế lực. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, cũng là dòm ngó thấy không thiếu thất vực bí ẩn. Bỗng nhiên, hắn thấy một cổ thần mang, cùng một cổ quỷ khí, lẫn nhau quấn quýt tư đấu trước. Vậy thiên cơ dấu hiệu, tỏ rõ thần Lam Tông cùng quỷ đạo môn. Tựa hồ tồn tại tranh đấu. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, Lữ hội trưởng, chúng ta thần Lam Tông, và vậy quỷ đạo môn, có cái gì không cùng sao? Lữ Sơn nói, luân hồi chi chủ, quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, thiên cơ động minh. Chúng ta thần Lam Tông, cùng vậy quỷ đạo môn, đích xác có chút không vui mau, nhưng những chuyện này, con gái ta sẽ xử lý, cũng không nhọc đến phiền luân hồi chi chủ đại giá. Diệp Thần nói, chuyện gì, người lại nói. Lữ Sơn yên lặng một tí, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói, à, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ở thất vực bên trong, có một cái nguyên mỏ ngọc mạch, một mực do chúng ta thần Lam Tông, và quỷ đạo môn chung nhau mở rộng, chúng ta chiếm cứ bắc mạch, bọn họ chiếm nam mạch, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Di thất chi cảnh mở cửa sắp tới, hai nhà chúng ta thậm chí có ước định, muốn cùng nhau hợp tác, chung nhau tìm bảo tàng. Nhưng gần đây ở bắc mạch hầm mỏ bên trong, phát hiện một đóa thần nguyên hoa. Vậy thần nguyên hoa, hội tụ thiên địa nguyên khí, là một bụi đặc biệt chân quý dược liệu, đối tu luyện rất có ích lợi. Vốn là,
thần nguyên hoa ở bắc mạch hầm mỏ, vậy dĩ nhiên là chúng ta đồ. Nhưng, quỷ đạo môn nói, thần nguyên hoa nếu ở quặng mỏ bên trong ra đời, bỏ mặc ở đâu bên, cũng hẳn chia đều. Con gái ta suy nghĩ, di thất chi cảnh mở cửa sắp tới, thêm một người bạn, cũng tốt hơn hơn một tên địch, liền đáp ứng chia đều. Không nghĩ tới, vậy quỷ đạo môn được voi đòi tiên, gặp chúng ta tùy tiện đáp ứng, lại xách lên bọn họ muốn độc chiếm cả bụi cây thần nguyên hoa, lý do là chúng ta thương hội siêu tầm phong phú, cũng không kém một bụi này dược liệu, theo lý chiếu cố bọn họ quỷ đạo môn. Cái này liền có chút lấn hiếp người quá đáng, chúng ta thương hội tích lũy, cũng là vì tương lai dạ mẫu hồi phục chuẩn bị, dạ mẫu bực nào nhân vật, nàng muốn khôi phục đã từng là thực lực, nơi phải hao phí tài nguyên, đó là một con số khổng lồ. Hôm nay chúng ta thương hội tích lũy, còn xa xa không đủ. Diệp thần nghe xong Lữ Sơn mà nói, chân mày nhất thời khóa chặt. Dạ mẫu sáng lập thanh lại thương hội, thu nạp thiên hạ kỳ chân, thật ra thì nguyên nhân lớn nhất, chính là tích lũy tài bảo tài nguyên, vì tương lai hồi phục quật khởi làm chuẩn bị. Thương hội hôm nay tích lũy, còn chưa đủ để chống đỡ dạ mẫu quật khởi, tài nguyên còn chưa đủ. Quỷ đạo môn muốn nuốt một mình thần nguyên hoa, là thương hội không có thể khoan dung. Lữ Sơn nói, hôm nay chúng ta thần Lam Tông, và bọn họ quỷ đạo môn, là hoàn toàn quyết liệt, hợp tác tìm bảo cái gì, đó là tuyệt không khả năng. Con gái ta đang dẫn người trông nom thần nguyên hoa, quỷ đạo môn không chịu từ bỏ ý đồ, chỉ sợ ở nháo xảy ra án mạng. Diệp thần khẽ cau mày, nói ta lại xem. Dạ mẫu đã cho Diệp thần chỗ tốt, quả thực không nhỏ, hắn tự nhiên cũng là sẽ không giữ được mình. Thanh lại thương hội gặp phải phiền toái, hắn không thể ngồi coi bỏ mặc. Lữ Sơn nói, luân hồi chi chủ, chút chuyện nhỏ này. Diệp thần khoát tay một cái, nói, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì, vậy quỷ đạo môn thực lực gì. Lữ Sơn gặp Diệp thần phải ra tay, mừng thầm trong lòng, nói, vậy quỷ đạo môn trưởng môn quỷ tiên sinh, là vô lượng cảnh trung kỳ nhân vật, thực lực không phải chuyện đùa, nhưng muốn đến không phải luân hồi chi chủ ngươi địch thủ. Vô lượng cảnh trung kỳ sao? Diệp thần tính toán một tí, lấy hắn hôm nay thực lực, muốn giải quyết vô lượng cảnh trung kỳ cường giả, đó là dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên nếu như là loại thực lực đó biến thái, và mình vậy có thể vượt biên giới giết địch, lại mang theo rất nhiều lá bài tẩy, vậy thì không nhất định. Thôi, ta tới xử lý đi. Diệp thần nói. Lữ Sơn đại hỉ, nói, vậy thì cảm ơn luân hồi chi chủ. Diệp thần gật đầu một cái. Liền dự định ra cửa. Xuất hiện ở trước cửa, hắn đi và Nhâm Phi Phàm từ biệt. Nhâm Phi Phàm đã sớm mở ra một cái huyết nguyệt thế giới, mình ở đó huyết nguyệt trên thế giới bế quan chữa thương, một bên né tránh thiên cơ. Muốn rời nhà chưa? Thấy Diệp thần tới, Nhâm Phi Phàm hỏi. Ừ, Nhâm tiền bối, ta tới cùng ngươi tạm biệt. Diệp thần chắp tay nói. Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nói yên tâm đi đi. Không cần lại lo lắng Tử Hoàng Thiên Cung đuổi giết ngươi, ta sẽ cùng Đạo Đức Thiên Tôn nói một tiếng. Hôm nay thế giới hiện thật, địch nhân lớn nhất là Tử Thần Giáo Đoàn, Tử Hoàng Thiên Cung cùng chúng ta nội đấu, vậy chỉ sẽ để cho địch nhân cười nhạo. Ta sẽ cùng Đạo Đức Thiên Tôn nói rõ ràng, có cái gì ân oán, cùng giải quyết Tử Thần Giáo Đoàn, nói sau cũng không muộn. Luân hồi trận doanh địch nhân lớn nhất, là Vạn Khư. Bất quá, thế giới hiện thật phải đối mặt cường địch. Đó chính là Tử Thần Giáo Đoàn. Đa tạ. Diệp thần thấy Nhâm Phi Phàm chịu ra mặt, vội vàng nói cảm ơn, lại có chút lo âu nói. Nhâm tiền bối, ngươi thân thể. Nhâm Phi Phàm cười nói, ta thân thể không có sao, ngươi an tâm đi đi, nhớ giúp ta tìm Kỷ Nguyên Đạo Thư. Diệp thần nói, ưm. Lập tức tạm biệt Nhâm Phi Phàm, mang Lục Hòa Thiền, rời đi tinh nguyệt giới, phong tỏa thất vực tọa độ, trực tiếp bể không truyền tống đi. Thanh lại thương hội bên này, cũng là đồng thời hướng thất vực truyền tin tức, nói Diệp thần phải đến. Diệp thần vừa đến thất vực lối vào, liền thấy mấy người mặc trước đồ xanh đệ tử, ra tới tiếp ứng hắn. Diệp đại nhân, cung nghênh đại giá, chúng ta là thần Lam Tông đệ tử, là ngài tiếp đón khách tẩy trần. Một người học trò đi tới trước, khom người nói. Phiền toái chư vị. Diệp thần gật đầu một cái, liền dẫn Lục Hòa Thiền đi vào. Vừa tiến vào thất vực, Diệp thần nhất thời có dũng khí người không thăng bằng cảm giác. Cái này phiến thất vực thế giới, mênh mông vắng lặng, bầu trời cùng mặt đất, vừa có lần lượt thay nhau, lại có điên đảo. Diệp thần lại là đi trên bầu trời,
mặt đất ở hắn đỉnh đầu, tình cảnh đặc biệt ly kỳ. Trời cùng đất, cũng không phải là hoàn toàn điên đảo, có nhiều chỗ là bình thường. Diệp Thần tiến về phía trước một khoảng cách, liền từ bầu trời bước vào trên vùng đất, trọng lực lập tức nghịch lộn lại, huyết dịch toàn thân chảy ngược, có chút choáng váng đầu cùng yếu ớt. Một bên Lục Hòa Thiền, ai yêu một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, đặt chân không yên, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Chú ý! Diệp Thần đem nàng đỡ, đồng thời vận chuyển linh khí, bảo vệ mình, vậy bảo vệ Lục Hòa Thiền, vậy cổ điên đảo cảm giác choáng váng đầu, mới vừa tản đi. Một cái Thần Lam Tông đệ tử, thấy vậy cười nói, Diệp đại nhân, cái này thất vực quy luật, điên đảo thác loạn, người có thể không quá thích ứng, có thể được cẩn thận một chút. Diệp Thần gật đầu một cái, chấn định tâm thần, đi theo cái này đội Thần Lam Tông đệ tử, đi tới Thần Lam Tông Sơn Môn. Thần Lam Tông Sơn Môn, một nửa bình thường, một nửa điên đảo, bầu trời treo ngược rất nhiều núi cao núi lớn, phía trên có rất nhiều đệ tử đang tu luyện trước. Lục Hòa Thiền thấy tràng diện này, có chút hoa mắt choáng váng. Diệp Thần ngược lại là thích ứng rất nhanh, cũng không đáng ngại. Thần Lam Tông bên trong, mấy cái đón khách trưởng lão, ra nghênh tiếp Diệp Thần, hai bên một hồi khách sáo. Một cái trưởng lão nói, Diệp đại nhân, tông chủ nàng đi trông chừng Thần Nguyên Hoa, chúng ta phụ trách vì ngươi tẩy trần. Lữ Sơn con gái Lữ Thấm Huyên, toàn diện chấp trưởng Thần Lam Tông, đã thành tông chủ. Diệp Thần gặp mấy cái này đón khách trưởng lão, tu vi khá là yếu đuối, liền thiên huyền cảnh đều không phải là. Ngắm nhìn bốn phía, ở lại Thần Lam Tông bên trong người, tu vi cũng là bình thường, xem ra cường giả chân chính, đều bị Lữ Thấm Huyên mang đi, đi bảo vệ Thần Nguyên Hoa. Thật ra thì Thần Nguyên Hoa tuy chân quý, cũng không cần long trọng như vậy bảo vệ. Nhưng làm sao, Thần Lam Tông cùng Quỷ Đạo Môn, tranh đấu đã lên, liên lụy càng ngày càng lớn, hai bên cũng không chịu đem nhường, tình cảnh loạn chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tẩy trần thì không cần, mang ta đi hầm mỏ bên kia xem. Diệp Thần khoát tay một cái, hắn tới nơi đây, là phải giải quyết thanh lại thương hội phiền toái, báo đáp dạ mẫu, có thể không thời gian lúc nào lãng phí. Một cái đón khách trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, nói cái này. Diệp đại nhân, tông chủ nàng nói, không phải làm phiền ngươi, nàng có thể giải quyết. Diệp Thần kiên trì nói, mang ta đi xem. Trưởng lão kia gặp Diệp Thần thái độ kiên quyết, vậy không dám vi phạm, nói, ừ. Lập tức, hắn mang Diệp Thần, đi vậy nguyên mỏ ngọc mạch. Diệp Thần để cho Lục Hòa Thiền lưu lại, một mình lên đường. Trưởng lão kia mang hắn, rất nhanh đi tới quặng mỏ chi địa. Điều này nguyên mỏ ngọc mạch, lại là treo ngược trên bầu trời mặt, khá là thần kỳ. Cái loại này điên đảo thế giới, ở hiện thế là không khả năng tồn tại, chỉ có thể là không không thời không khái niệm, than xúc biến thành như vậy tình cảnh. Nguyên mỏ ngọc mạch phơi bầy màu xanh biếc, cỏ cây chung quanh xanh bối cảnh là bầu trời xanh thẳm, hoàn cảnh thanh u sáng ngời, làm người ta tâm thần sảng khoái. Nhưng, làm Diệp Thần đến gần quặng mỏ, nhưng là cảm nhận được liền từng cơn khí sơ xác tiêu điều. Trưởng lão mang hắn, đi tới Thần Lam Tông thuộc Bắc Mạch bên trong. Nhưng gặp một cái cả người là máu đệ tử, vô cùng chật vật, vội vàng từ Bắc Mạch trong hầm mỏ chạy ra khỏi, thấy Diệp Thần và trưởng lão kia, ngẩn ngơ, sau đó quỳ xuống đất kêu lên, trưởng lão, không xong, Quỷ Đạo Môn người tới sát, mà Cưu La đã đem Thần Nguyên Hoa đoạt đi. Trưởng lão kinh hãi được hồn phi phách tán, kêu lên cái gì? Đệ tử kia nói, tông chủ và các vị trưởng lão hộ pháp, đều bị Quỷ Đạo Môn người khống chế được, mà Cưu La nói, bảo chúng ta cầm 100.000 viên hạ phẩm nguyên ngọc đi chuộc người. Trưởng lão nhất thời cảm thấy khó giải quyết, hướng Diệp Thần nói, vậy Ma Cưu La là Quỷ Đạo Môn thủ tịch trưởng lão, tu vi vô lượng cảnh tầng thứ 6, cực kỳ cường hãn, Diệp đại nhân, đây có thể như thế nào cho phải? Diệp Thần thần sắc trầm xuống, nói chúng ta lại xem. Sải bước đi về phía trước, trưởng lão lật đật đi theo hắn phía sau. Vậy quỳ dưới đất đệ tử, ngơ ngác nhìn Diệp Thần bóng người. Nội tâm bỗng nhiên một hồi kích động, chẳng lẽ vị này đại nhân, chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Chúng ta Thần Lam Tông được cứu rồi. Diệp Thần tiến vào quặng mỏ bên trong, quả nhiên thấy chung quanh quỷ khí tràn ngập, từng cái Quỷ Đạo Môn cường giả, tay cầm binh khí, canh giữ ở mỗi cái lối vào cùng trên lối đi. Thấy Diệp Thần và vậy Thần Lam Tông trưởng lão tới, những cái kia Quỷ Đạo Môn cường giả, nhất thời lộ ra cảnh giác cùng sát khí, vây lại. Thần Lam Tông trưởng lão giơ hai tay lên,
tỏ ý mình không có ác ý, hắn tu vi yếu ớt, cũng không dám có động tác gì, chỉ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Diệp Thần trên mình, lớn tiếng nói. Luân hồi chi chủ ở chỗ này, kêu Cưu Ma La đi ra đi. Những cái kia quỷ đạo môn cường giả, nghe được luân hồi chi chủ danh hiệu, nhất thời khiếp sợ. Thằng nhóc này chính là luân hồi chi chủ. Nghe nói luân hồi chi chủ, lấy bách gia cảnh khu, thì có đối kháng tiên đế tư cách, hắn đích xác là bách gia cảnh. Không phải đâu, luân hồi chi chủ lại có thể hạ xuống ở chỗ này, xem hắn bình thường không có gì lạ hình dáng, cũng không xem lôi thần thiên tôn thần dụ lý thuyết được như vậy lợi hại. Rất nhiều quỷ đạo môn cường giả, rối rít nghị luận, kinh nghi bất định. Quỷ đạo môn thờ phượng lôi thần thiên tôn, rất nhiều quỷ đạo môn cường giả, cũng từng nghe qua lôi thần thiên tôn thần dụ. Lôi thần thiên tôn nói, luân hồi là thế gian tới vĩ, không thể trái kháng. Luân hồi chi chủ sống lại cửu thế, cái này nhất thế khí vận đã tích lũy viên mãn, có thể hỏi đỉnh chí cao chân lý. Nhưng, quỷ đạo môn rất nhiều cường giả, gặp Diệp Thần liền thiên huyền cảnh đều không phải là, chân thực khó mà tin tưởng, hắn có tư cách vấn đỉnh chí cao. Vèo vèo vèo. Bên cạnh bụi cây bên trong, bắn ra từng đạo nhúng độc nỗ tiễn. Tựa hồ là ẩn giấu ở trong bóng tối quỷ đạo môn sát thủ, muốn thử một chút Diệp Thần thực lực. Diệp Thần ánh mắt run lên, mặt không đổi sắc, bỗng nhiên rút ra luân hồi thiên kiếm, kiếm quang chớp động, vậy từng đạo nỗ tiễn, bị thân kiếm ngăn trở, liền phản xạ trở về. Hắc ám bụi cây bên trong, phát ra mấy đạo kêu rên thanh âm. Đám sát thủ kia, bị mình phát ra nỗ tiễn gây thương tích, sống chết không biết. Diệp Thần tùy tiện mở ra thể hiện tài năng, nhất thời để cho được chung quanh quỷ đạo môn cường giả xôn xao. Đứng bên cạnh hắn Thần Lam Tông trưởng lão, đã là đầu đầy mồ hôi, cả người phát run, mạnh chống không để cho mình tê liệt đổ. Nếu như không phải là có Diệp Thần ở chỗ này, hắn đã bị những cái kia nỗ tiễn bắn chết. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là không giống vật thường. Chỉ nghe được một đạo tán thưởng tiếng vang lên. Chỉ gặp một cái ông già tóc trắng, sải bước từ quặng mỏ chỗ sâu đi ra. Ở sau lưng lão giả, một đội quỷ đạo môn tinh nhuệ. Áp giải từng cái Thần Lam Tông võ giả, cũng là đi ra. Thần Lam Tông bảo vệ ở chỗ này tất cả trưởng lão, hộ pháp, tinh nhuệ các đệ tử, toàn bộ bị quỷ đạo môn bắt làm tù binh, cả người buộc chặt xích sắt. Xích sắt bên trên, lóng lánh màu tím điện mang, sau lưng tựa hồ có lôi thần sức mạnh to lớn gia trì. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền thấy Lữ Thấm Huyên, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch, vô cùng bộ dáng chật vật. Diệp đại ca. Lữ Thấm Huyên thấy Diệp Thần tới, lại là xấu hổ, lại là quẫn bách. Nàng muốn bảo vệ Thần Nguyên Hoa, nhưng lại bị quỷ đạo môn công hãm, tất cả Thần Lam Tông cường giả đều bị phu. Lão phu Cưu Ma La, ngưỡng mộ đã lâu luân hồi đại danh, hạnh hội. Quỷ đạo môn bên trong, cầm đầu ông già tóc trắng, mỉm cười hướng Diệp Thần chắp tay, ánh mắt tinh mang lóe lên, không ở quan sát Diệp Thần, tựa hồ muốn thăm dò hắn lai lịch. Diệp Thần gặp cái này Cưu Ma La. Trong sợi tóc mơ hồ nhảy lên màu tím điện mang, cả người hơi thở ác liệt, ẩn nhiên có tiếng sấm cổn đáng, trong lòng cũng là rét một cái. Lão đầu này, tựa hồ lấy được lôi thần thiên tôn che chở, không thể khinh thường. Diệp Thần trên đầu có lôi thần tổ khí, trên trời lôi ấn, cho nên, đối với trong chỗ u minh lôi thần hơi thở, hắn cảm ứng đặc biệt bén nhạy. Hắn rõ ràng cảm thấy, ở Cưu Ma La trên mình, mang theo lôi thần thiên tôn ban phúc che chở. Có thể chính là như vậy, hắn mới như vậy dễ như bớn, công hãm Thần Lam Tông nơi này phòng ngự, tù binh tất cả người. Ngươi nếu biết ta, vậy mọi người không cần thiết đánh nhau, ngươi yên tâm đi, Thần Nguyên Hoa chúng ta một người một nửa. Diệp Thần bình tĩnh nói, đối phương sau lưng là lôi thần thiên tôn, có thể bình và giải quyết, hắn cũng không muốn dậy tranh đấu. Cưu Ma La ha ha cười một tiếng, nói, xin lỗi, luân hồi chi chủ, Thần Nguyên Hoa ta đưa trở về Sơn Môn. Các người thương hội tài bảo rất nhiều, cần gì phải cùng chúng ta cướp chính là một bụi dược liệu. Người muốn ta thả người, cũng có thể, mang 100.000 viên hạ phẩm nguyên ngọc tới đây, ta liền thả người. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói các hạ lấn hiếp người như vậy, đó chính là không có thương lượng. Cưu Ma La cười nói, thương lượng là có thể, người trước cầm nguyên ngọc mang tới nói sau. Nghe vậy, Diệp Thần trong mắt nhất thời lướt qua ý định giết người. Cưu Ma La nụ cười cũng là ngay tức thì cứng ngắc, trong mắt sát khí hiện lên. Động thủ, làm thịt hắn.
hắn biết sự việc không có đường sống thương lượng, nếu làm thì làm tuyệt, ở Diệp Thần trong mắt ý định giết người hiện lên ngay tức thì, hắn liền quả quyết hét ra lệnh, muốn tiên hạ thủ vi cường. Chung quanh tất cả quỷ đạo môn cường giả, nhất thời bạo khởi động thủ. Người người đều biết, luân hồi uy danh khủng bố, ai cũng không dám khinh địch khinh thường, rối rít bùng nổ toàn lực. Ước chừng mấy trăm cái quỷ đạo môn cường giả, khí thế bừng bừng, quỷ khí che khuất bầu trời, vô số thần thông thuật pháp ánh sáng, vô số pháp bảo binh khí, còn có chỗ tối bên trong bắn tới kịch độc nổ tiễn, như ong vỡ tổ hướng Diệp Thần lướt đi. Diệp Thần bên người vậy thần Lam Tông trưởng lão, đã hù được sụi lơ trên đất. Tự tìm cái chết. Trảm thiên cửu kiếm, phượng vũ cửu thiên. Diệp Thần con ngươi như sáng chói hoàng kim thần dương, luân hồi thiên kiếm sử dụng, màu vàng kiếm khí tách thả ra, hóa thành phượng hoàng, bay lượn chín tầng trời, cuộn sạch hết thảy. Trảm thiên cửu kiếm trình độ cao nhất kiếm thế, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Phượng vũ cửu thiên, bay lượn thương vũ. Màu vàng kiếm khí như nghịch bay sao rơi, chém chết hết thảy, biến dạng hết thảy. Ở luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn sau đó, Diệp Thần huyết mạch lực lượng lột xác. Hắn trảm thiên cửu kiếm, uy lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Một chiêu này phượng vũ cửu thiên chém chết đi ra, đơn giản là long trời lở đất, thế không thể đỡ. Vậy mấy trăm cái quỷ đạo môn cường giả, ngay lập tức tới giữa, thì có một nửa người, bị Diệp Thần chém chết. Rất nhiều võ đạo thần thông công kích, còn không đến gần Diệp Thần thân thể, liền bị phượng vũ cửu thiên sáng chói kiếm khí, hoàn toàn nghiền nát. Cái gì? Thấy một màn này, Cừu Ma Lu Ô Tôn lúc mồ hôi lạnh cũng nhô ra, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn biết Diệp Thần cường hãn, nhưng không ngờ tới, Diệp Thần lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Một kiếm vung ra, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Bị bắt làm tù binh Lữ Thấm Huyên, còn có rất nhiều thần Lam Tông môn nhân, cũng là mặt đầy vẻ rung động. Thời khắc này Diệp Thần, luân hồi thiên kiếm nơi tay, huy hoàng uy vũ được giống như thần chí cao vương, không thể nhất thế. Lôi thần thiên tôn, ban cho ta che chở. Lôi thần nói, chôn vùi móng. Cừu Ma La chấn động chỉ dưới, cũng là rợn cả tóc gáy, cảm thấy nguy hiểm to lớn, lập tức một móng vuốt xiết ra, thẳng hướng Diệp Thần đỉnh đầu bắt đi. Hắn tuy là vô lượng cảnh tầng thứ 6 cường giả, nhưng đối mặt Diệp Thần kinh khủng như vậy kiếm khí sát phạt, hắn nội tâm cũng là tủng sợ hãi. Nếu như dựa hết vào thực lực bản thân, hắn hoàn toàn không dám cùng Diệp Thần đối kháng. Nhưng thật may, hắn có lôi thần thiên tôn che chở, còn có giết ngược có thể. Già nua móng tay, sấm sét hơi thở nổ tung, màu tím điện mang bùng nổ, như muốn tan biến thương khung, uy thế long trời lở đất. Diệp Thần cảm thấy một cổ minh mông sấm sét uy áp tập sát tới, nhưng cũng không hoảng hốt. Nham thần máu, cháy. Long đấu chi thương, huyết long quanh quẩn. Diệp Thần trong mắt hiện ra một chút nham đất vậy vừa dày vừa nặng trói lọi, trong cơ thể nham thần máu lập tức bốc cháy. Nếu Cừu Ma La có thần linh che chở, Diệp Thần cũng là bùng nổ máu thần uy nghiêm, chút nào không rơi hạ phong. Một cán chiến thương, hàng tỷ long ảnh vần quanh, ở Diệp Thần sau lưng tách thả ra, phá không bắn nhanh, bắn về phía Cừu Ma La móng tay. Vậy chiến thương bên trên, huyết long bóng người lẩn quẩn, tiếng rồng ngâm kinh thiên. Ban đầu Nhâm Phi Phàm cùng thiên nữ đánh một trận, thiên nữ từng thi triển qua long đấu chi thương. Diệp Thần học hỏi thiên nữ chiến đấu thủ pháp, tự thân cũng có cảm ngộ, long đấu chi thương uy lực lớn vào. Hơn nữa, cái này long đấu chi thương hơi thở, mơ hồ cùng hắn long đằng mệnh tinh tương thông. Ở long đằng mệnh tinh ra trì xuống, long đấu chi thương uy lực, lại là khủng bố đến đủ để nhất kích nghiền nát vô lượng cảnh tầng thứ 6 cường giả bước. Không tốt. Cừu Ma La thấy Diệp Thần thế công, mãnh liệt như vậy bá đạo, cũng là con người co rúc lại, kinh hãi không thôi. Nhưng, hắn đã không có cách nào thu tay lại. Phốc xích, Diệp Thần long đấu chi thương, hung hăng xuyên qua, lập tức liền bắn thủng Cừu Ma La bàn tay, máu tươi văng tung tóe. À, Cừu Ma La phát ra một tiếng hét thảm, chật vật lui về phía sau, lòng bàn tay đã bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, phía trên long khí nổ tung. Từng tia long khí thậm chí muốn thấm vào nhập hắn trong kinh mạch đi. Một khi long khí vào cơ thể, hắn kinh mạch cùng tạng phủ, sẽ bị nổ sinh trưởng rồng thần, sống sờ sờ chen bể. Nguy cấp bên trong, Cừu Ma La lật đật vận chuyển linh khí, chế trụ cái này cổ long khí, thân thể đã là run lẩy bẩy. Một chiêu,
chỉ là một chiêu, hắn liền thua ở Diệp Thần dưới quyền, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Cái này vẫn là có Lôi Thần Thiên Tôn che chở dưới trạng thái. Nếu như không có Lôi Thần Thiên Tôn che chở, Diệp Thần mới vừa vậy một súng, đã muốn mạng hắn. Lữ Thấm Huyên và rất nhiều Thần Lam Tông các cường giả, còn có Quỷ Đạo Môn còn sót lại người, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, tất cả mọi người đều là sợ ngây người, một mặt kinh ngạc cùng rung động. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ nào dám tin tưởng, một cái chính là bách gia cảnh võ giả, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế, đơn giản là dễ như bớn, liền Cưu Ma La cái này vô lượng cảnh tầng thứ 6 cường giả, đều bị một chiêu đánh bại. Quỳ xuống đi, ta có thể tha các ngươi không chết. Diệp Thần nhìn xem Cưu Ma La, ánh mắt lại quét nhìn toàn trường, thanh âm bình tĩnh bên trong, mang một chút lạnh lùng. Hắn cũng không có lập tức động sát thủ, dẫu sao Quỷ Đạo Môn sau lưng, có Lôi Thần Thiên Tôn che chở. Cất giữ một phần chu toàn chỗ trống, là đối thần linh tôn trọng. Luân hồi chi chủ, tha mạng. Cưu Ma La thân thể phát run, lập tức quỳ xuống, hoàn toàn không dám sẽ cùng Diệp Thần đối kháng. Ở Diệp Thần uy áp hạ, hắn liền nói tim đều run rẩy run, nơi nào còn dám phản kháng. Chung quanh rất nhiều Quỷ Đạo Môn cường giả, cũng là rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thần Lam Tông người nơi này, thấy một màn này, tại chỗ liền sợ ngây người. Vốn là bọn họ lâm vào là tù binh, vận mệnh định trước bi thảm. Nhưng Diệp Thần tới một cái, lập tức nghịch chuyển thế cục, thật là vô địch. Diệp Thần phất tay một cái, một đám Thần Lam Tông các võ giả, lập tức tới đây tinh thần, tránh ra khỏi trên mình trói buộc, ngược lại trói Quỷ Đạo Môn người nơi này. Người thắng cùng tù binh thân phận, vào thời khắc này nghịch chuyển. Lữ Thấm Huyên nhìn chằm chằm Cưu Ma La, cắn răng nghiến lợi, hướng Diệp Thần nói, Diệp đại ca, cầm lão đầu này giết đi. Cưu Ma La nghe nói như vậy, sắc mặt bị sợ trắng bệch, sợ hãi nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, tha mạng, là ta có mắt không biết ngọc nạm vàng, ngươi thắng. Diệp Thần hướng Lữ Thấm Huyên nói, người trước đừng giết, lấy lại thần nguyên hoa nói sau. Hướng Cưu Ma La nói, thần nguyên hoa ở nơi nào? Giao ra đi. Cưu Ma La nuốt nước miếng một cái, lúc này lâm vào là tù nhân, lại cũng không có một chút đại tông sư khí phách, nói, hồi bẩm luân hồi chi chủ, vậy thần nguyên hoa, ta đã đi trước phái người đưa về tông môn, người muốn nói, sợ rằng phải cùng chúng ta trưởng môn quỷ tiên sinh thương lượng một chút. Diệp Thần khẽ cười một tiếng, nói, vậy thôi, kêu quỷ tiên sinh tới cùng ta nói đi. Quỷ tiên sinh thực lực, là vô lượng cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp, so với Cưu Ma La mạnh hơn rất nhiều. Nếu như chính diện tỉ thí, Diệp Thần ngược lại không sợ hãi. Nhưng nếu như, ở Quỷ Đạo Môn Sơn Môn khai chiến, Diệp Thần chưa chắc có thể thắng. Đây là phong thủy khí vận, địa mạch thiên cơ ảnh hưởng. Cho nên, hắn sẽ không đi Quỷ Đạo Môn. Coi như cần nói xử, đó cũng là quỷ tiên sinh tới đây cùng hắn đàm phán. Quyền chủ động ở trên tay hắn. Cưu Ma La cười khổ một tí, nói trưởng môn nhân ngày đêm là Lôi Thần Thiên Tôn cầu nguyện, cho tới bây giờ không ra khỏi cửa. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hơi chuyển động một tí, hướng Lữ Thấm Huyên nói, Lữ tiểu thư, phát đóng kín một cái phi kiếm truyền thư đi Quỷ Đạo Môn, kêu bọn họ cầm thần nguyên hoa đưa về tới, lại bồi thường 100.000 viên hạ phẩm nguyên ngọc, chúng ta liền thả người. Lữ Thấm Huyên nghe vậy đại hỉ, nói, được, Diệp đại ca. Trước đây nàng và Thần Lam Tông người, lâm vào là tù binh, Quỷ Đạo Môn đòi 100.000 nguyên ngọc tiền chuộc, hiện tại Diệp Thần vậy ngược lại muốn 100.000. Đây là dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Thần Lam Tông mọi người đều là hoan hô, Quỷ Đạo Môn bên này chính là gương mặt đắng tang, không thể làm gì. Đặt bọn họ trở về. Quyết nghị đã định, Diệp Thần vung tay lên, để cho Lữ Thấm Huyên các người, áp tải Cưu Ma La cùng Quỷ Đạo Môn người trong, trở lại Thần Lam Tông. Diệp Thần đắc thắng trở về, toàn bộ Thần Lam Tông đều là hoan hô.